Hứa Thuần Lương nói, hai ta nhận biết lâu như vậy, ta lừa qua ngươi sao? Diệp Thanh Nhã nói, vậy được đi, ta cần phải chuẩn bị gì? Hứa Thuần Lương nhìn chung quanh một lần, chỉ vận động khu yoga đệm, nếu không chúng ta qua bên kia, ta phát công giúp ngươi khu lạnh. Hai người tới yoga đệm bên trên tương đối ngồi xếp bằng, Hứa Thuần Lương để Diệp Thanh Nhã hai tay tự nhiên hạ lạc, lòng bàn tay hướng lên trên bầy đặt ở hai đầu gối của nàng phía trên, kỳ thật trợ giúp Diệp Thanh Nhã khu lạnh cũng là dĩ dương đạo âm đạo lý, chỉ bất quá không có giống đối đãi Hạ Hầu Mộc Lan như vậy trực tiếp xâm nhập, hiệu quả khẳng định phải có chút mất giá. Đương nhiên Diệp Thanh Nhã đây là bệnh vặt, nếu quả thật được cái gì bệnh nặng, Hứa Thuần Lương cũng nguyện ý là chỉ nuôi hy sinh một chút. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình từ khi học xong dĩ dương đạo âm, trở nên không có lợi cho bản thân chút nào, chuyên môn lợi người, loại hy sinh này tinh thần cũng rất vĩ đại. Hứa Thuần Lương dẫn đạo Diệp Thanh Nhã nhắm mắt lại buông lỏng thể xác tinh thần, muốn đối với mình đáp lại hoàn toàn tín nhiệm, trị liệu quá trình bên trong nhất định không thể sinh ra đề phòng đối kháng chi tâm. Diệp Thanh Nhã đi theo hắn tiết tấu điều chỉnh hô hấp, bởi vì nghẹt mũi nguyên nhân, hô hấp của nàng tương đối phí sức. Hứa Thuần Lương đợi nàng hoàn toàn trầm tĩnh lại về sau, mới bắt lấy cổ tay nàng bên trên thái uyên huyệt. Phổi hướng trăm mạch, mạch sẽ thái uyên, phổi chủ khí, chủ hô hấp, khí là huyết chi thống soái, thái uyên huyệt mở tại dần, đến khí trước hết nhất, quá, lớn đến cực hạn ý tứ, uyên, vực sâu, động sâu ý tứ. Hai thái uyên huyệt vị tại tay phế kinh kinh mạch, cổ tay cơ ngang não bên cạnh. Hứa Thuần Lương tìm đúng Diệp Thanh Nhã hai tay thái uyên huyệt vị trí. Một cỗ tiên thiên chi khí đưa vào trong đó. Diệp Thanh Nhã cảm giác tay mình trên cổ tay tựa hồ mở cái lỗ nhỏ, sau đó hai đạo ấm áp khí lưu tiến vào bên trong, khí lưu tiến vào Diệp Thanh Nhã tay phế kinh kinh mạch về sau, lập tức chia làm ngược lên chuyến về hai cái phương hướng. Hướng phía dưới trải qua cá lớn tế phóng tới thiếu thương huyệt, thương chính là căn cứ cổ đại ngũ âm sáu luật phân chia, cung, thương, sừng, trưng, vũ. Tại trung y bên trên thuộc phế kinh chi căn, ít chính là trong âm sinh dương hàm nghĩa. Xoa bóp hoặc châm cứu thiếu thương huyệt có thể đưa đến giải biểu thanh nhiệt, thông lợi cổ họng, tô quyết khai khiếu tác dụng. Hứa Thuần Lương dĩ dương đạo âm pháp cùng bình thường phương pháp trị liệu khác biệt, hắn là muốn lợi dụng tiên thiên chi khí đến giúp đỡ Diệp Thanh Nhã khu lạnh, muốn trừ tận gốc phế kinh bên trong phong hàn, lựa chọn từ thái uyên huyệt tới tay, nhưng là đầu tiên muốn từ phế kinh chi căn thiếu thương huyệt bắt đầu. Trong thời gian ngắn nhất tướng phong hàn chi khí xua tan. Diệp Thanh Nhã bởi vì nhận phong hàn, hàn khí thích tại tay phế kinh kinh mạch, trở ngại thiếu thương huyệt trong âm sinh dương, Hứa Thuần Lương đầu tiên thanh trừ hết thiếu thương huyệt hàn khí. Ngược lên kia cỗ tiên thiên chi khí dọc theo thủ thái âm phế kinh trên đường đi đi, thái âm phế kinh mở đầu tại trung tiêu dạ dày, hướng phía dưới lạc tại đại tràng, trở lại đến dọc theo dạ dày trôi chảy, xuyên qua cách cơ, thuộc về phổi. Từ phổi hệ yết hầu bộ hoành ra dưới nách trải qua trung phủ, vân môn, hướng phía dưới theo cánh tay bên trong, đi tay thiếu âm, tay quyết âm trải qua trước đó hôm khắc phủ, hiệp bạch huyệt, hạ hướng khuỷu tay bên trong càng xích trạch huyệt, xuôi theo cẳng tay bên trong xương cổ tay biên giới nhập khổng tối huyệt, tiến vào thốn khẩu qua kinh cừ, thái uyên, bên trên hướng cá lớn tế bộ, xuôi theo ngư tế, ra ngón cái cuối cùng thiếu thương huyệt. Hứa Thuần Lương tiên thiên chi khí tại Diệp Thanh Nhã tay phế kinh trong kinh mạch lặp đi lặp lại tuần hoàn. Càn quét phong hàn, hắn hiện tại phương pháp như là dao mổ trâu giết gà, chỗ đến phong hàn lập tức bị càn quét trống không. Đối Diệp Thanh Nhã tới nói loại cảm giác này như mộc xuân phong, không bao lâu thân thể ác hàn cảm giác liền biến mất sạch sẽ, hô hấp của nàng cũng biến thành càng ngày càng thoải mái, trong lúc bất chi bất giác nghẹt mũi triệu chứng đạt được làm dịu, đã không cần dùng miệng hiệp trợ hô hấp. Yết hầu không còn ngứa, nàng cũng không còn ho khan. Tại Hứa Thuần Lương xuất thủ là ra ra chữa bệnh trước đó. Nàng cũng không tin khí công có thể trị bệnh, thậm chí cho rằng khí công chính là trò lừa gạt, nhưng tận mắt thấy Hứa Thuần Lương chữa khỏi ra ra bệnh dữ về sau, cái nhìn của nàng sinh ra dao động. Hiện tại lại tự mình cảm nhận được Hứa Thuần Lương dùng khí công vì chính mình chữa bệnh, nàng đã triệt để tin tưởng khí công thần kỳ. Hứa Thuần Lương đang vì Diệp Thanh Nhã trị liệu quá trình bên trong cũng có một cái đáng mừng phát hiện, theo tiên thiên chi khí tiến vào Diệp Thanh Nhã kinh mạch, vậy mà từ Diệp Thanh Nhã trong kinh mạch cảm thấy một chút tiên thiên chi lực. Kỳ thật mỗi cái trong cơ thể con người đều hoặc nhiều hoặc ít bảo lưu lại một chút tiên thiên chi lực, những này tiên thiên chi lực cũng không phải là biến mất, mà là tại ngươi xuất sinh chi sau tiến nhập trạng thái ngủ đông, lại hoặc là ngươi cảm giác không đến. Hoặc là có thể đem loại này đại chúng phổ thông tiên thiên chi lực hiểu thành sức miễn dịch, Hứa Thuần Lương tiên thiên chi lực tỉnh lại Diệp Thanh Nhã từ thể sức miễn dịch, cái này sức miễn dịch tại giết chết virus đồng thời cũng bắt đầu đối kháng Hứa Thuần Lương tiên thiên chi lực.
Hứa Thuần Lương phát giác được Diệp Thanh Nhã biến hóa về sau, lặng lẽ thu hồi tiên thiên chi lực, chỉ gặp Diệp Thanh Nhã khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trên trán che kín mồ hôi. Diệp Thanh Nhã mở ra hai con ngươi, cảm giác phi thường tốt, tựa hồ cảm mạo đã hoàn toàn tốt, Hứa Thuần Lương để nàng đi mau chóng tắm nước nóng thay quần áo khác, tỉnh lại phải cảm lạnh. Diệp Thanh Nhã tắm rửa thay quần áo lúc đi ra, nghe được một cỗ hương trà hương vị, lại là Hứa Thuần Lương một chốc lát này đã nấu xong hương trà. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cảm mạo vừa vặn, còn cần củng cố một chút. Diệp Thanh Nhã nói, nếu như không phải tự mình kinh lịch, ta thật không nghĩ tới, khí công trị liệu cảm mạo thế mà hiệu quả nhanh chóng. Hứa Thuần Lương cười nói, việc này ngươi biết ta biết, ngàn vạn không thể truyền ra ngoài, không phải ta về sau giúp người quen trị liệu cảm mạo, mệt mỏi đều mệt chết. Diệp Thanh Nhã cười một tiếng, tiếp nhận hắn đưa tới chén kia hương trà, uống xong hương trà, mới nhớ tới Hứa Thuần Lương tới có phải hay không có việc. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không hỏi ta suýt nữa đều quên. Hắn đem Thông Huệ Hòa Thượng mất tích sự tình nói. Diệp Thanh Nhã nói, hôm qua ta hướng hắn thỉnh giáo thư pháp thời điểm còn êm đẹp, làm sao lại đột nhiên mất tích? Chẳng lẽ cùng ngày hôm qua xét đánh linh tháp có quan hệ? Hứa Thuần Lương gật đầu nói, không bài trừ khả năng này, linh tháp bị xét đánh hủy về sau, bên trong bình gốm vỡ vụn, phong tồn tại bình gốm bên trong đồ vật rơi là tả trên đất. Ta hoài nghi những vật kia đều là năm đó Thông Huệ Hòa Thượng làm đã dùng qua, có lẽ hắn nhìn thấy về sau tìm về ký ức. Diệp Thanh Nhã nói, Thông Huệ Đại Sư rốt cuộc là ai? Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi hỏi ta đến hỏi ai? Ta chỉ biết là Độ Vân Tự tiền nhiệm phương trưởng bên dưới vách núi nhặt được hắn, hắn tướng trước đây phát sinh sự tình tất cả đều quên, căn cứ tuổi của hắn đến suy tính, hắn ngã xuống sườn núi thời điểm, đại khái chừng 30 tuổi. Nếu như bình gốm bên trong đồ vật đều là của hắn, chắc hẳn hắn gia cảnh tương đương ưu việt. Diệp Thanh Nhã nói, vô luận như thế nào, đều hy vọng hắn bình an vô sự. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, ban sơ mang mình đi Độ Vân Tự chính là Mặc Hàm, lấy hắn đối Mặc Hàm hiểu rõ, cô nàng này sẽ không vô duyên vô cớ làm việc thiện, cố gắng Mặc Hàm biết chút ít cái gì. Trước mắt phổ kiến còn không có tướng Thông Huệ mất tích sự tình nói cho Mặc Hàm, chủ yếu là lo lắng hắn số dư không có rơi. Bất quá chuyện này giấu giếm không được quá lâu. Hai người ngay tại trò chuyện Thông Huệ thời điểm, chuông cửa vang lên. Diệp Thanh Nhã đứng dậy đi mở cửa, nhìn một chút đáng nhìn chuông cửa màn hình, đứng ở phía ngoài lại là Uông Kiến Thành. Diệp Thanh Nhã mở cửa phòng, Uông Kiến Thành mỉm cười tướng một bó hoa tươi đưa cho nàng, Thanh Nhã tỷ, ta đi ngang qua phòng làm việc của ngươi cho nên nhìn lại nhìn, thuận tiện muốn hướng ngươi cầu một bức chữ. Diệp Thanh Nhã đành phải đem hắn để vào. Nàng vừa mới tắm rửa qua, tóc chưa khô, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tựa như hoa sen mới nở động lòng người. Uông Kiến Thành nhìn qua không gì sánh được Diệp Thanh Nhã có chút tâm linh chập chờn, có thể vào phòng làm việc, một trái tim lập tức chìm xuống dưới, bởi vì hắn nhìn thấy trong phòng làm việc còn có một người. Hứa Thuần Lương đang ngồi ở trên ghế salon uống trà, Hứa Thuần Lương kỳ thật đã nghe được thanh âm của hắn, theo lễ phép vẫn là đứng dậy lên tiếng chào Uông Tổng, trùng hợp như vậy à. Uông Kiến Thành hướng Hứa Thuần Lương cười cười, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nơi này là Diệp Thanh Nhã phòng làm việc, hắn có thể đến, Hứa Thuần Lương tự nhiên cũng có thể đến, bất quá nhìn Diệp Thanh Nhã dáng vẻ rõ ràng vừa mới tắm rửa qua, cái này sự kiện không thể nghĩ lại, càng suy nghĩ trong lòng càng khó chịu. Diệp Thanh Nhã nói, Kiến Thành, ngươi ngồi trước, ta cho rót chén trà, đúng, ngươi uống trà vẫn là cà phê. Uông Kiến Thành nhìn Hứa Thuần Lương chén trà trong tay một chút, quyết định uống cà phê. Ta dựa vào cái gì muốn giống như ngươi? Hứa Thuần Lương tựa như nam chủ nhân một dạng chào hỏi Uông Kiến Thành, Uông Tổng, ngồi, đừng khách khí. Uông Kiến Thành trong lòng cái này phiền muộn a, ta còn cần ngươi chào hỏi. Ta biết Diệp Thanh Nhã thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào đâu, con hàng này cũng quá như quen thuộc, đây là Diệp Thanh Nhã phòng làm việc, ngươi làm sao lấy nam chủ nhân tự cho mình là đâu. Nhớ tới hắn cùng Hứa Thuần Lương nhận biết trải qua, trong lòng càng phiền muộn. Lúc ấy là Kiều Uông hai nhà trưởng bối cố ý thông gia, nghĩ tác hợp hắn cùng Mai Như Tuyết, mặc dù đáy lòng của hắn chân chính thích chính là Diệp Thanh Nhã, nhưng Diệp Thanh Nhã đã làm vợ người, hắn cũng chỉ có thể tường ý nghĩ thế này dằn xuống đáy lòng, vì lợi ích của gia tộc Mai Như Tuyết cũng vẫn có thể xem là một cái hiện thực lựa chọn. Lúc đầu hắn dự định tiếp nhận, nhưng Hứa Thuần Lương hoành không xuất thế, vỡ vụn hai nhà thông gia kế hoạch. Uông Kiến Thành không có bởi vì sự kiện kia ghi hận Hứa Thuần Lương. Bởi vì hắn chân ái không phải Mai Như Tuyết, hắn cũng không thích ra ngoài chính trị mục đích hôn nhân,
Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết yêu đương ngược lại làm cho hắn có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Trước đây không lâu Kiều Như Long cùng Diệp Thanh Nhã ly hôn, hắn mừng rỡ như điên, cho là mình rốt cục chờ đến cơ hội, nhưng hắn vạn lần không ngờ Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết cũng chia tay, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả chia tay cũng không có gì, nhưng là Hứa Thuần Lương thế mà cũng để mắt tới Diệp Thanh Nhã, con hàng này chẳng lẽ là cái chuyên nghiệp tiệt hồ. Hứa Thuần Lương khí định thần nhàn uống trà. Cà phê hương khí từ thao tác ở giữa truyền đến, là Diệp Thanh Nhã ngay tại mài cà phê. Uông Kiến Thành nhớ tới vừa rồi Diệp Thanh Nhã dáng vẻ, nội tâm lại đích nói thầm, nàng vừa tắm rửa qua, Hứa Thuần Lương đến đây lúc nào. Hai người bọn họ sẽ không cùng nhau tắm à. Lặng lẽ quan sát một chút Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương tóc làm một chút, chứng minh không có tắm rửa qua, cũng không có cùng nhau tắm qua, tắm không có nghĩa là chưa từng làm chuyện khác. Uông Kiến Thành nhắc nhở mình chớ suy nghĩ lung tung, tránh khỏi ảnh hưởng tâm tình, nhưng hắn đầu óc căn bản không nghe chỉ huy, loạn thành một đoàn tê dại. Hứa Thuần Lương nói, Uông Tổng, Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình cuối cùng nói như thế nào? Uông Kiến Thành sửng sốt một chút, lúc này mới trở lại trong hiện thực đến, trước đó không lâu hắn đi Đông Châu chuyên môn tìm Hứa Thuần Lương nói qua bệnh truyền nhiễm mới viện mảnh đất kia, bất quá bây giờ quay đầu nhìn, lần kia nói chuyện không có chút ý nghĩa nào, vấn đề cũng không phải xuất hiện ở Hứa Thuần Lương trên thân, liền đại ca đều không ủng hộ bọn hắn. Trước đó không lâu, Uông Kiến Thành phụ thân Uông Chính Đạo ở giữa Hàn sản nghiệp vườn sự tình cùng Uông Kiến Minh làm qua một phen nói chuyện, nhưng là Uông Kiến Minh thái độ rất kiên quyết, không đồng ý sửa đổi đã định ra đến phương án, về sau lại nghe nói Kiều Lão thông qua Kiều Như Long biểu đạt một chút ý kiến, đoán chừng liên quan tới mảnh đất kia sự tình cũng không giải quyết được gì. Kỳ thật Uông Kiến Thành người cho rằng Nhạc Tinh tập đoàn đối mảnh đất kia có chút quá mức chấp nhất, đối diện chính là bảy anh hùng bia kỷ niệm, nơi đó đối Kiều Lão có đặc thù ý nghĩa. Nhạc Tinh Lý Bình Tinh có tiền nữa nghiêu bức nữa, hắn hô phong hoán vũ phạm vi cũng chỉ giới hạn ở kia lớn chừng bàn tay bán đảo bên trong, ở trên vùng đất này cũng đừng hòng đụng vào Kiều Lão phải ngược, trêu chọc nơi đó thợ mỏ ra thuộc sự tình nhỏ, chọc giận Kiều Lão hậu quả chỉ sợ không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Uông Kiến Thành nói, ta chỉ là nhận ủy thác của người, loại sự tình này giảng cứu hai mái hiên tình nguyện, đã các ngươi không đồng ý, ta cũng liền lười nhác tranh đoạt vũng nước đục này. Hứa Thuần Lương cười nói, ta hỏi nhiều một câu người cùng Nhạc Tinh tập đoàn là thế nào nhận thức? Uông Kiến Thành cũng cười, Nhạc Tinh tập đoàn là xuyên quốc gia xí nghiệp, ta cùng bọn hắn có không liên lạc được là rất bình thường sao? Hứa Thuần Lương nói, ý của ta là, người nên không là thông qua Minh Đức tập đoàn liên hệ với Uông Chính Đạo bệnh giữ là Hoàng Hữu Long xuất thủ chỉ tốt, Hứa Thuần Lương hoài nghi Hoàng Hữu Long thông qua chuyện này mới dựng vào Uông gia. Uông Kiến Thành lắc đầu. Nhớ tới hắn đã từng mang Hứa Thuần Lương đi cảnh Phúc Đại Hạ gặp qua Hoàng Hữu Long, ta phát hiện ngươi người này rất thông minh, nhưng là không quen nắm chắc cơ hội. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy chờ lấy ta không phải hố to đâu. Uông Kiến Thành cười ha ha. Diệp Thanh Nhã bưng vừa mới mài xong hai ly cà phê đi tới, một chén đưa cho Uông Kiến Thành, một chén đưa cho Hứa Thuần Lương. Trò chuyện cái gì vui vẻ như vậy? Uông Kiến Thành nói, không có gì. Chính là nói chuyện phiếm. Hắn nhấp một hớp cà phê khen, thật là thơm, nghĩ không ra ngươi còn có ngón này. Diệp Thanh Nhã nói, cà phê cơ công lao. Uông Kiến Thành nhìn thấy trên bàn trà còn không có tới kịp thu hồi thuốc cảm mạo, Thanh Nhã, thuốc này là ngươi ăn. Diệp Thanh Nhã tranh thủ thời gian thu vào, không phải, ta thu dọn đồ đạc, thuận tiện nhìn xem dược vật có chưa quá hạn. Uông Kiến Thành cũng không có cảm giác đến Diệp Thanh Nhã có cái gì dị thường, đúng rồi. Ta lần này đến muốn cầu một bức tranh chữ tặng người, giá tiền phương diện dễ nói. Diệp Thanh Nhã nói, Kiến Thành, ta gần nhất không có gì tác phẩm, nếu không ta giới thiệu cho ngươi những người khác. Uông Kiến Thành nói, ta vị bằng hữu nào liền thích ngươi họa. Diệp Thanh Nhã phi thường rõ ràng Uông Kiến Thành chỉ là dùng đến tiếp cận mình lấy cớ thôi, nàng suy nghĩ một chút vẫn là đi lấy một bức tranh hoa điểu cho Uông Kiến Thành. Uông Kiến Thành hỏi thăm giá cả, Diệp Thanh Nhã biểu thị không cần, nếu như hắn hữu tâm. Có thể quyên một khoản tiền cho nàng tài trợ tiểu học. Uông Kiến Thành tướng chén cà phê buông xuống, nhìn một chút Hứa Thuần Lương, hướng hắn cười cười nói, Thanh Nhã, ta có chuyện muốn theo ngươi nói riêng. Hứa Thuần Lương đã hiểu, đây là ngại mình vướng bận, muốn đuổi hắn đi đâu. Diệp Thanh Nhã nói, ngươi có việc nói thẳng chính là, ta cùng Thuần Lương quan hệ ngươi cũng biết, hắn cũng không phải ngoại nhân. Lời này nghe được thoải mái, Uông Kiến Thành thật buồn bực, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Không phải liền là em kết nghĩa sao?
Hứa Thuần Lương cùng các người Diệp gia làm thân còn không phải nhìn chúng nhà các người bối cảnh. Uông Kiến Thành có được dạng này tư duy cũng không kỳ quái, bởi vì bình thường bọn hắn tiếp xúc đến người phần lớn ôm lấy dạng này mục đích. Nhưng Diệp Thanh Nhã đem nói được mức này, Uông Kiến Thành cũng không tốt không nói, hắn cười nói, Thuần Lương hoàn toàn chính xác không là người ngoài, chuyện này nhiều ít cùng hắn còn có chút quan hệ. Hứa Thuần Lương nói ta, chuyện gì đem ta cho nhắc lên rồi? Uông Kiến Thành nói, Triệu Phi Dương sự tình a, tối hôm qua ngươi cùng hắn cùng nhau ăn cơm đi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, không sai, ta là cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Diệp Thanh Nhã trong lòng có chút thấp thỏm, sẽ không phải cùng mình cũng có quan hệ a. Tối hôm qua nàng đưa Hứa Thuần Lương đi cửa tửu điếm, chẳng lẽ bị người ta thấy được. Bây giờ suy nghĩ một chút mình đối Hứa Thuần Lương giống như cũng không đơn giản ra ngoài đối đệ đệ quan tâm, nàng cùng Kiều Như Long kết hôn những năm này, Kiều Như Long nhưng từ không có hưởng thụ qua nàng xe tiếp xe tặng đãi ngộ. Uông Kiến Thành đem Triệu Phi Dương chuyện bị đánh nói, Hứa Thuần Lương biết chuyện này, nhưng là hắn không có nói cho Diệp Thanh Nhã, nếu như nói chuyện này có thể liên lụy đến Diệp Thanh Nhã chỉ có Kiều Như Long. Diệp Thanh Nhã nghe hắn nói xong, phản ứng đầu tiên liền là chuyện này cùng mình lại có quan hệ gì. Nàng Như Long đã ly hôn, nàng cùng Triệu Phi Dương cũng chưa quen thuộc, mà lại chuyện này cùng Hứa Thuần Lương cũng không quan hệ, nàng mới không hứng thú chú ý. Uông Kiến Thành nói, Thanh Nhã tỷ, người đừng trách ta nhiều chuyện, ta luôn cảm thấy cái này Triệu Phi Dương không phải người tốt lành gì. Lúc nói chuyện lại nhìn Hứa Thuần Lương một chút. Hứa Thuần Lương giả ra không liên quan tới mình dáng vẻ, thưởng thức một chút Diệp Thanh Nhã đưa tới cà phê, hương là đủ hương, nhưng khổ quá là thật khổ. Cái đồ chơi này còn là không bằng trà dễ uống. Diệp Thanh Nhã nói, hắn là ai không quan hệ với ta chỉ biết là hắn là Kiều Như Long ân nhân. Uông Kiến Thành nói, Như Long ca hoàn toàn chính xác thiếu hắn, bất quá cái này Triệu Phi Dương cũng có hắn mục đích, gần nhất Như Long ca đang giúp hắn thu mua Trường Hưng cổ phần, tiểu Hứa, ngươi hẳn phải biết a. Hứa Thuần Lương nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ta đều rời đi Trường Hưng, bọn hắn hiện tại sự tình ta thật không rõ ràng. Uông Kiến Thành nói, Như Long ca người này tương đối trượng nghĩa, ta chỉ lo lắng trên một điểm này hắn sẽ bị Triệu Phi Dương lợi dụng, mặc dù Hoa Niên tập đoàn tình huống hiện tại khá là phiền toái, nhưng Triệu Phi Dương dù sao cũng là Hoa Niên tập đoàn cao quản, đơn thuần từ thương nghiệp góc độ đến xem, hắn hành động như vậy chính là ăn cơm hỏng việc, là để cho người ta khinh thường. Diệp Thanh Nhã cười cười, người còn không bằng trực tiếp đối Kiều Như Long nói. Uông Kiến Thành thở dài nói, nếu là hắn có thể nghe vào còn muốn ta nói. Hiện tại cũng chính là ngươi nói chuyện đối với hắn còn hữu dụng một chút, ta hoài nghi Triệu Phi Dương chuyện bị đánh là hắn tự biên tự diễn. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ Uông Kiến Thành người này cũng không đơn giản, nhìn ra chuyện này phía sau có chuyện ẩn ở bên trong, bất quá Triệu Phi Dương theo lý thuyết đối chính hắn không có ác như vậy, dù sao hắn cũng là sĩ diện người. Diệp Thanh Nhã nói, Kiến Thành, ngươi vì cái gì quan tâm như vậy chuyện này? Đây cũng chính là Hứa Thuần Lương muốn hỏi, Triệu Phi Dương bị đánh, Kiều Như Long hỗ trợ là người ta hai người sự tình, người đi theo bận tâm cái gì? Uông Kiến Thành nói, ta cùng Như Long ca chơi đùa từ nhỏ đến lớn, trên phương diện làm ăn hắn cũng đã giúp ta không ít, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, ta cũng là nghĩ nhắc nhở một chút hắn, tránh khỏi về sau nhận liên lụy. Diệp Thanh Nhã nhẹ gật đầu, Uông Kiến Thành thuyết pháp này phi thường hợp lý. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi đối Kiều Như Long thật có sâu như vậy tình cảm. Ngươi nha nếu là thật giảng cứu liền sẽ không một mực nhớ thương lão bà của người ta, một mực giữ yên lặng. Hứa Thuần Lương rốt cục vẫn là nói chuyện, tế thế chữa bệnh ném tư công ty trách nhiệm hữu hạn cũng có đầu tư của ngươi a. Uông Kiến Thành nhìn qua Hứa Thuần Lương, người này tin tức thật sự là linh thông a, hắn cũng không có phủ nhận, lạnh nhạt nói cùng đầu một điểm. Hứa Thuần Lương nói, tối hôm qua ta cùng Triệu Phi Dương cùng nhau ăn cơm. Chuyện này ta toàn bộ hành trình kinh lịch, ta vừa đi không lâu, Triệu Phi Dương liền bị người đánh, hôm nay nghe nói Đường Thiên Nhất là phía sau hắc thủ, đã bị cảnh sát gọi đi điều tra. Uông Kiến Thành nói, ngươi thật giống như cùng Đường Thiên Nhất cũng có mâu thuẫn đi. Hứa Thuần Lương cười nói, ta đánh qua hắn mấy lần, cho nên ta đối Đường Thiên Nhất còn hiểu rõ, con hàng này chính là cái không đỡ nổi a đấu, cả ngày liền biết sống mơ mơ màng màng, đầu não mặc dù không thông minh. Nhưng ngươi nói hắn hiện ngay tại lúc này tìm người đánh Triệu Phi Dương, ta cảm thấy khả năng không lớn. Uông Kiến Thành nhiều hứng thú nói, vậy ngươi cảm thấy là ai? Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không biết, hết thảy lấy cảnh sát điều tra kết quả làm chuẩn. Uông Kiến Thành giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, ta còn có buổi họp, đến đi trước, Thanh Nhã tỷ,
ngươi dành thời gian cho Như Long ca gọi điện thoại, nhắc nhở một chút hắn. Diệp Thanh Nhã đứng dậy đưa tiễn, Hứa Thuần Lương không có lên. Uông Kiến Thành nói, tiểu Hứa, ngươi đi sao? Ta có thể tiện đường mang hộ ngươi một đoạn. Hứa Thuần Lương cười nói, ta không vội. Trong lòng thầm mắng, cháu trai này quản được vẫn rất rộng. Diệp Thanh Nhã tướng Uông Kiến Thành đưa đến ngoài cửa, Uông Kiến Thành đưa cho nàng một chương âm nhạc hội vé vào cửa, Diệp Thanh Nhã không có nhận, nhắc nhở hắn, tranh thủ thời gian bận bịu đi thôi. Uông Kiến Thành có chút lúng túng tướng phiếu thu hồi lại, vừa nói cho ngươi sự tình đừng quên. Diệp Thanh Nhã nhẹ gật đầu. Uông Kiến Thành sau khi đi, Diệp Thanh Nhã đóng cửa lại trở lại Hứa Thuần Lương bên người, cười nói, ngươi vừa rồi nói giống như chỉ nói phân nửa a. Hứa Thuần Lương nói, hắn thông minh như vậy, hẳn là có thể nghe hiểu ta ý tứ. Mặt ngoài nhìn, Triệu Phi Dương bán Hoa Niên tập đoàn lợi ích, Hoa Niên tập đoàn hận chết hắn, nhưng chuyện này kết quả cuối cùng là Đường Thiên Nhất bị làm đi vào, hiện tại chính là Tế Thế Chữa Bệnh Đầu Tư Công ty trách nhiệm hữu hạn cùng Hoa Niên tập đoàn đàm phán thu mua Trường Hưng thời khắc mấu chốt, ngươi cảm thấy chuyện này cao hứng nhất là ai? Diệp Thanh Nhã nói, ngươi vừa nói Đường Thiên Nhất không có khả năng tìm người trả thù Triệu Phi Dương. Nếu như hắn thật sự là bị oan uổng, như vậy chính là có người muốn lợi dụng chuyện này đến chế tạo văn chương, tỉ như. Nàng không có nói đi xuống, bởi vì việc này chân tướng rất có thể sẽ không để cho nàng dễ chịu. Hứa Thuần Lương nói, không có chứng cứ sự tình chúng ta cũng chớ đoán mò, dù sao Đường Thiên Nhất nghĩ qua cửa ải này, hắn lão tử nhất định phải cắt chút thịt, Trường Hưng bệnh viện cổ phần 89 phần 10 muốn đánh gãy xương. Diệp Thanh Nhã nhíu mày, nàng mặc dù cùng Kiều Như Long ly hôn, nhưng là nàng cho rằng Kiều Như Long tại nhân phẩm bên trên vẫn là không có trở ngại, nếu như chuyện này thật sự là hắn làm, đây chẳng phải là chứng minh nàng nhiều năm trước tới nay một thằng nhìn lầm, thấp giọng nói có phải hay không là Kiều Như Long. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, không thể nào, Kiều Như Long phi thường kiêu ngạo, hắn cũng không mảnh dùng loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, Triệu Phi Dương cũng là sĩ diện người, hẳn là sẽ không dùng loại phương thức này đến cái khổ thịt mà tính. Hẳn là cùng Trường Hưng cổ phần chuyển nhượng có lợi ích liên lụy người. Diệp Thanh Nhã nghĩ đến Uông Kiến Thành, nếu như là Uông Kiến Thành, hắn tại sao muốn mình ra mặt khuyên nhủ Kiều Như Long ít cùng Triệu Phi Dương lui tới? Đây không phải càng che càng lộ sao? Hứa Thuần Lương tiếp lấy phủ nhận Uông Kiến Thành khả năng, cũng không phải Uông Kiến Thành hẳn phải biết nội tình, hắn không tiện nói, dù sao chuyện này đối với hắn chỉ có chỗ tốt. Diệp Thanh Nhã thở dài nói, nghe ngươi như thế vừa phân tích, ta còn là chớ nhúng tay vào. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ, ngươi là không dính khói lửa trần gian người, là cái thoát ly cấp thấp thú vị người, ngươi liền không nên hỏi đến những này ngươi lừa ta gạt tục sự. Diệp Thanh Nhã nói, ta làm sao nghe được ngươi đang giễu cợt ta đây. Hứa Thuần Lương nói, không dám, ngươi là tỷ ta, tỷ tỷ là ta dùng để nâng trong lòng bàn tay tôn trọng. Diệp Thanh Nhã nở nụ cười, khóe mắt vô ý thức liếc mắt một chút Hứa Thuần Lương đúng quần, còn tốt. Hôm nay thật đàng hoàng, nàng phát hiện tư tưởng của mình bị tiểu tử này cho mang lệch. Kiều Như Long bị ra ra gấp triệu trở về nhà, hắn ở trên đường liền phân tích nguyên nhân, 89 phần 10 là đại bá tại trước mặt ra ra xâm mình một bản, vị này đại bá mặt ngoài đôn hậu ôn hòa, nhưng lòng dạ không lớn, tại Đường Thiên Nhất sự tình bên trên mình không có cho hắn mặt mũi, liền dự liệu được sẽ phản ứng đến ra ra nơi đó. Kiều Như Long lúc về đến nhà, Kiều lão chính trong thư phòng đọc sách. Dưới thân cái kia thanh ghế mây đã sớm bao hết tương, may may vá vá rất nhiều lần, Kiều Như Long đã từng nhiều lần đề nghị cho hắn đổi một thanh, nhưng Kiều lão từ đầu đến cuối không đồng ý, về sau mới biết được thanh này ghế mây là năm đó phụ thân đưa cho hắn. Kiều Như Long kêu một tiếng ra ra. Kiều lão để quyển sách trên tay xuống, tháo kiếng lão xuống, để Kiều Như Long giúp hắn đem điều hòa không khí cho quan, trong phòng có chút lạnh. Kiều lão không giống như là tức giận bộ dạng. Vẻ mặt ôn hòa nói, Như Long, gần đây thân thể thế nào? Kiều Như Long cười nói, rất tốt, ta cảm giác cùng đi qua không có gì khác nhau. Trái tim không tự chủ được ra tốc nhảy lên mấy lần, là sớm đọ sức, bất quá rất nhanh liền bình phục, từ khi thân mật về sau, thường xuyên sẽ phát sinh tình trạng như vậy, bác sĩ nói là hiện tượng bình thường. Kiều lão rất vui mừng nhìn thấy cháu trai lại khôi phục khỏe mạnh, nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Hiện tại Kiều Như Long thể nội khiêu động trái tim dù sao cũng là cấy ghép người khác, không biết quả tim này có thể sử dụng bao lâu, mặc dù Kiều lão thành công bảo vệ Kiều Như Long tại hoa đầu vị trí, có thể sau hắn có thể đi bao lâu, có thể đi đến như thế nào độ cao, Kiều lão cũng không lạc quan. Kiều Như Long nói, ngài gấp gáp như vậy tìm ta trở về có chuyện gì không? Kiều lão nói, cũng không có việc lớn gì,
ta nghe nói một người bằng hữu của ngươi bị người đánh. Kiều Như Long cười nói, đại bá tìm ngài rồi. Nếu như không phải như vậy, gia gia làm sao lại chú ý một chuyện nhỏ. Kiều lão nói, cùng trưởng bối nói chuyện phải hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, đại bá của ngươi vẫn luôn rất quan tâm ngươi. Kiều Như Long nói, ta cùng đại bá nói chuyện thái độ là cứng nhắc một chút, bất quá ta là cảm thấy hắn tại đại sự bên trên dễ dàng phạm hồ đồ. Kiều già nụ cười trên mặt biến mất, mặc dù hắn cái này đại nhi tử thật có chút hồ đồ, nhưng là cũng không nên từ Kiều Như Long nói ra, Kiều gia trưởng ấu có thứ tự, quy củ xâm nghiêm, Kiều lão thậm chí cho rằng, hôm nay Kiều Như Long có thể nói hắn như vậy đại bá, về sau cũng có thể là nói mình như vậy. Kiều Như Long từ gia gia biểu lộ đã nhận ra cái gì, cung kính nói, gia gia, ta không phải đối với hắn bất kính, mà là ta cảm thấy đại bá không nên là người gây ra họa ra mặt. Mà lại người gây ra họa này là Hoa Niên tập đoàn tổng cắt đường Kinh Vĩ nhi tử. Hoa Niên tập đoàn đã từng là Bình Hải Minh Tinh xí nghiệp một trong, nhưng là bởi vì bọn hắn kinh doanh bất thiện, hiện tại hãm sâu nợ nần nguy cơ, trước đây nợ nần gây dựng lại cũng bị trong tỉnh bác bỏ. Tại loại này lúc sau, đại bá vẫn bận tâm đi qua giao tình, hiển nhiên là phi thường không sáng suốt. Kiều Như Long đơn giản tướng chuyện đã xảy ra nói một lần, Kiều lão thế mới biết trong đó có nhiều chuyện như vậy, căn cứ Kiều Như Long nói tới tình huống. Kiều Viễn Giang là đường thiên nhất biện hộ cho hiển nhiên có chút nhiều chuyện, nếu như đơn thuần là vì giao tình còn tốt, nếu như ở trong đó liên lụy tới nguyên nhân khác kia liền có chút phiền phức. Kiều lão cau mày, thấp giọng nói, đại bá của ngươi cùng đường gia quan hệ rất tốt sao? Kiều Như Long biết gia gia đang lo lắng cái gì, đại bá ta người kia người còn không hiểu rõ, sẽ không có trên lợi ích lui tới, cho nên ta mới cho là hắn hổ đồ a. Hiện tại loại tình huống này, nhiều một sự không bằng ít một chuyện. Đổi thành người khác tránh cũng không kịp, nhưng hắn ngược lại tốt, nhất định phải nhúng tay đường ra sự tình, để cho ta thả đường thiên nhất một ngựa, chuyện này cùng ta không có quan hệ gì, bị đánh là Triệu Phi Dương, có phải hay không buông tha đường thiên một ta nói cũng không tính. Kiều lão lặp lại, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, người đối Triệu Phi Dương sự tình cũng rất nhiệt tâm a. Kiều Như Long nói, hắn là ân nhân cứu mạng của ta a, hắn ở kinh thành bị đánh, tìm ta hỗ trợ, nếu như ta không chịu ra mặt. Người khác sẽ nhìn ta như thế nào? Gia Gia không phải vẫn luôn giáo dục chúng ta muốn có ơn tất báo sao? Kiều lão nhìn qua cháu trai, luôn cảm thấy hắn lần giải phẫu này sau giống như thay đổi, nhưng lại nói không rõ đến tột cùng biến ở nơi nào, bưng lên trên bàn chén sứ nhấp một ngụm trà, Như Long, ngươi gần nhất có hay không thấy qua Hứa Thuần Lương? Kiều Như Long trong lòng tự nhủ ta tối hôm qua liền gặp qua, bất quá hắn không cùng Gia Gia nói, lắc đầu nói, hắn cùng Tiểu Tuyết chia tay. Ta cùng hắn liền không có lại liên hệ cần thiết. Kiều lão nói, trước đó vài ngày ra ra hắn tới gặp ta cái này trong lòng vẫn rất băn khoăn. Kiều Như Long nói, chia tay là Tiểu Tuyết quyết định, chúng ta cũng không can thiệp. Kiều lão nói, Tiểu Tuyết rất hiểu chuyện. Kiều Như Long trong lòng cảm giác nặng nề, ý của ra ra là mình không hiểu chuyện. Kiều lão nói, hôm nay cứu cứu ngươi tới. Kiều Như Long nói, vô sự không đăng tam bảo điện đi. Cứu cứu Vương Tư Hiên thân là hoa đầu tổng giám đốc, lúc trước cần hắn xuất lực thời điểm nhưng lại chưa cho mình tương ứng trợ lực, cũng là bởi vì nguyên nhân này, chọc giận tới Gia Gia, hiện tại cứu cứu thời gian cũng không dễ vượt qua. Kiều Như Long tại vượt qua gia đình nguy cơ về sau, hoa đầu phó tổng vị trí đã ở tầm bắn bên trong, thay thế Vương Tư Hiên cũng là chuyện sớm hay muộn, bất quá hắn mình cũng phi thường rõ ràng, hoa đầu tổng giám đốc có thể là mình có thể đạt tới địa vị cao nhất đưa. Kiều lão nói, người cái kia biểu đệ quá không bớt lo, cả ngày cho hắn gây tai họa. Kiều Như Long nói, ta đã sớm khuyên cứu cứu tiến hắn ra ngoại quốc, nhưng bọn hắn chính là không nghe, Tắc Cường tiểu tử kia sớm muộn cũng sẽ ra đại sự. Kiều lão nhẹ gật đầu, thâm biểu tán đồng nói, rất nhiều người đều là bởi vì người nhà cắm té ngã. Dừng lại một chút lại nói, vô luận thân tình vẫn là hữu nghị, đều giảng cứu một cái có chừng có mực, mặc kệ lúc nào đợi đều phải gìn giữ đầu óc thanh tỉnh. Giúp người có thể, muốn tại không hy sinh tự thân lợi ích điều kiện tiên quyết, người không cách nào cam đoan người giúp người này phẩm tính. Gia Gia, ta tâm lý nắm chắc. Kiều lão vươn tay nắm chặt Kiều Như Long tay, tâm lý nắm chắc. Nhưng quả tim này cũng không thuộc về hắn, cũng không thuộc về Kiều Gia. Kiều lão nói, Như Long, buông lỏng một điểm, không cần ép buộc mình, Gia Gia sống đến bây giờ mới hiểu được, không có cái gì so người một nhà cùng nhau dòng dã bình an quan trọng hơn. Kiều Như Long ngậm miệng, làm ra có chút cảm động bộ dáng, nhưng trong lòng của hắn chẳng những không có cảm động, ngược lại cảm thấy có chút thất lạc,
Gia Gia nhìn như quan tâm câu nói này nhưng thật ra là từ bỏ mình, hắn đối với mình thể chế con đường đã không ôm hy vọng. Kiều Như Long nói, Gia Gia, ta về sau sẽ không để cho ngài lại vì ta quan tâm. Kiều Lão nói, đứa nhỏ ngốc, nói gì vậy? Hắn buông ra Kiều Như Long tay, đúng rồi, chuyện cá nhân ngươi làm sao cân nhắc? Kiều Như Long minh bạch ý của Gia Gia, cười khổ nói, Gia Gia, tình huống của ta người cũng rõ ràng, ta không muốn lại kết hôn. Kiều Lão ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Kiều Như Long, Kiều Như Long không dám cùng Gia Gia đối mặt, hắn cùng Tề Sảng sự tình đưa đến hôn nhân vỡ tan, hắn phi thường rõ ràng, Kiều Gia là không thể nào cho phép Tề Sảng vào cửa, cứ việc Tề Sảng vì hắn đã sinh ra nhi tử. Kiều Lão nhẹ gật đầu, chuyện của mình ngươi, mình quyết định. Hắn mặc dù quan tâm hắn cái này nhỏ chắt trai, nhưng là cũng không có nghĩa là Tề Sảng có thể mẫu bằng Tử Quý, hắn xem gia tộc vinh dự cao hơn hết thảy, mà lại bởi vì Tề Sảng sự tình, Kiều gia cùng Diệp gia đã gần như đoạn tuyệt quan hệ, nếu như Kiều Như Long dám đem Tề Sảng cưới vào cửa, Diệp gia sẽ xem là vô cùng nhục nhã. Bởi vì cái gọi là kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn, Kiều Lão đối cháu trai đã không ôm hy vọng, bình an liền tốt, Kiều gia khí vận nói chung như thế. Lúc này cảnh vệ viên gõ cửa tiến đến, nhắc nhở Kiều Lão nên xuất phát. Kiều Như Long không có hỏi, Kiều Lão cũng không có nói với hắn mình muốn đi chỗ nào. Kiều Lão là đi cho bạn già tảo mộ, hôm nay là thê tử ngày rỗ, nếu như hắn không nói, người thân đều không nhớ rõ, lại càng không cần phải nói đời cháu, bọn hắn thậm chí chưa thấy qua nãi nãi. Hôm nay trời không tốt, trên nửa đường liền bắt đầu mưa, đến mộ viên, Kiều Lão không có để cảnh vệ viên theo tới. Mình che dù đi thê tử trước mộ. Đi vào trước mộ hắn ngoài ý muốn phát hiện đã có người đến đây rồi, trước mộ bia đặt vào một chùm hoa dại. Kiều Lão trong lòng khẽ giật mình, chẳng lẽ là Viễn Hồng cặp vợ chồng. Kiều Viễn Giang người tại Nam Giang, trước đây trong điện thoại sách đều không có đề cập qua muốn tới tảo mộ sự tình, về phần Kiều Viễn Lam người ở nước ngoài càng không khả năng, lớn nhất nhưng có thể chính là Kiều Viễn Hồng hai vợ chồng, nhưng nếu như là bọn hắn hẳn là sẽ không đưa dạng này hoa dại. Kiều Lão nhìn qua kia buộc hoa dại, không khỏi nghĩ đi lên, vợ chồng bọn họ hai cùng một chỗ mang theo bọn nhỏ đi dạo chơi ngoại thành, mấy đứa bé bên trong nhất có tâm chính là Kiều Viễn Sơn, khi đó hắn còn nhỏ, ca ca tỷ tỷ chơi đến không cũng vui hồ thời điểm, hắn lặng lẽ đi hái được một nắm hoa dại đưa cho mụ mụ. Mười ngón tay cũng có dài ngắn, vợ chồng bọn họ hai thương yêu nhất chính là Kiều Viễn Sơn. Kiều Lão thầm nghĩ, nếu là Viễn Sơn còn sống, hắn nhất định sẽ không quên mẫu thân ngày rỗ. Chẳng lẽ là làm sai rồi? Kiều Lão phủ nhận khả năng này, trên bia mộ có danh tự, có ảnh chụp, ai cũng sẽ không hồ đồ đến loại tình trạng này. Hắn vốn định di động kia buộc hoa dại, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là tướng mình mang tới hoa đặt ở bên cạnh. Kiều Lão ngồi dậy, một tay đánh lấy dù che mưa, một tay đánh lấy eo của mình, ra, chỉ như vậy một cái khom người sau đứng thẳng động tác đều trở nên dạng này gian nan. Hắn ý thức được Kiều gia huy hoàng cũng tướng theo mình già yếu mà hạ màn kết cục. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ cao, nhìn thấy mưa bên trong một thân ảnh mơ hồ đứng ở nơi đó, tựa hồ cũng đang nhìn hắn. Kiều Lão nheo mắt lại ý đồ thấy rõ ràng một chút, nhưng khoảng cách quá xa, lại mưa, cố gắng của hắn cũng là phí công, có lẽ là cái người thủ mộ, kỳ quái là, người kia không có bung dù, cứ như vậy khẽ động không động địa đứng tại trong mưa. Kiều Lão cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng của hắn có loại cảm giác nói không ra lời, hắn quyết định đi qua đó xem, mới đi vài bước. Người kia liền xoay người, hướng cao hơn địa phương đi đến. Vì Hạ Hầu Mộc Lan sự tình, Hứa Thuần Lương chuyên môn đi một chuyến trung y thuốc cục quản lý, lần này là đến đệ trình tài liệu, bởi vì Lâm Tư Cẩn đang họp, hắn liền trực tiếp đem vật liệu giao cho chủ nhiệm phòng làm việc Lý Khai Cường. Lý Khai Cường rất sảng khoái biểu thị chuyện này giao cho hắn là được, từ Mộc Lan tập đoàn điều kiện đến xem, bằng thực lực tiến vào trọng điểm nâng đỡ danh sách không tồn tại vấn đề gì, huống chi còn có Hứa Thuần Lương đề cử. Hắn thuận tiện tiết lộ cho Hứa Thuần Lương một tin tức, hồi Xuân Đường sự tình không có vấn đề gì, nhưng là Nhân Hòa Đường bởi vì gần nhất nhãn hiệu chi tranh sự không chắc chắn, đã bị tạm thời xóa tên, bất quá cũng không phải không có hy vọng, chờ kiện cáo đánh xong, nhãn hiệu kết cục quyền kết thúc, Hứa Thuần Lương còn có thể lần nữa đưa ra xin. Hứa Thuần Lương hướng Lý Khai Cường biểu thị cảm tạ, Lý Khai Cường cùng hắn nói xong chính sự, trò chuyện lên Diệp Thanh Nhã tình hình gần đây. Hứa Thuần Lương nói, Lý ca, các ngươi không phải biểu huynh muội sao? Có chuyện gì ngươi không trực tiếp hỏi nàng? Lý Khai Cường cười khổ nói, ta cùng Thanh Nhã mặc dù là biểu huynh muội, nhưng là chúng ta bình thường lui tới rất ít, bên trên lần gặp gỡ vẫn là 3 năm trước đây,
nàng cùng Lâm chủ nhiệm có chút hiểu lầm, mẹ con các nàng hai mấy năm này đều đoạn mất liên hệ. Lâm chủ nhiệm ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng là phi thường tưởng niệm nữ, ngươi cùng Thanh Nhã quan hệ không tệ, có phải hay không có thể giúp các nàng hai mẹ con hòa hoãn một chút quan hệ. Hứa Thuần Lương mặc dù biết các nàng hai mẹ con quan hệ không quá hòa thuận, nhưng là không rõ ràng đến cùng là vì cái gì. Lâm Tư Cẩn là hắn mẹ nuôi, Diệp Thanh Nhã là hắn chị nuôi, nhưng là làm dù sao cũng là làm, Hứa Thuần Lương trong lòng hiểu rõ, nếu như không phải tất yếu hắn không gặp qua hỏi Diệp ra việc nhà. Lý Khai Cường cũng là có ý tốt, hắn đi theo Tiểu Di bên người công việc, mặc dù Tiểu Di tại sự nghiệp bên trên làm tốt lắm, bình thường cũng phi thường sáng sủa, nhưng hắn lại biết Tiểu Di trong lòng chỗ mấu chốt. Hứa Thuần Lương nói, Lý ca, ta liền sợ hữu tâm vô lực. Lý Khai Cường nói, ngươi là cảm thấy không tiện can thiệp chuyện nhà của bọn hắn, nhưng bây giờ Diệp gia không phải đem ngươi trở thành người một nhà, từ ngươi ra mặt hòa hoãn một chút các nàng mẫu nữ quan hệ không thể thích hợp hơn. Hứa Thuần Lương cười nói, vậy ta tìm cơ hội thử một chút. Lúc này Lâm Tư Cẩn kết thúc hội nghị, nàng gọi điện thoại cho Lý Khai Cường, để hắn thông chi Hứa Thuần Lương đi phòng làm việc của mình. Hứa Thuần Lương đi vào chủ nhiệm văn phòng, Lâm Tư Cẩn vẫn còn đang đánh điện thoại, ra hiệu hắn ngồi một bên chờ lấy. Lâm Tư Cẩn một tay gọi điện thoại một cái tay xoa bả vai, Trường Kỳ dựa bàn công việc cũng đủ mệt. Hứa Thuần Lương nhiều có nhãn lực sức lực, mau chóng tới giúp mẹ nuôi xoa bóp bả vai. Lâm Tư Cẩn vốn đang cảm thấy tiểu tử này nịnh nọt có một bộ, bất quá Hứa Thuần Lương nhấn một cái, nàng lập tức cảm giác được thủ pháp này thật đúng là không tệ a, cúp điện thoại đều không có bỏ được để Hứa Thuần Lương ngừng. Hứa Thuần Lương tiếp tục cho nàng theo, Lâm Tư Cẩn thoải mái nhắm hai mắt, Thuần Lương, người có thể a. Hứa Thuần Lương cười nói, tổ truyền. Lâm Tư Cẩn nói, liền xông ngươi thủ pháp này, nhà các ngươi cái kia chiêu bài cũng phải trọng điểm bảo hộ. Hứa Thuần Lương cười nói, đa tạ mẹ nuôi. Lâm Tư Cẩn nói, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, ngươi không phải đến kinh thành tập bên trong học tập sao? Làm sao cảm giác ngươi đủ nhàn? Hứa Thuần Lương nói, học tập công việc hay không lầm, ta phải giúp ngài nhiều đào móc mấy cái cần trọng điểm bảo hộ Trung Hoa truyền thống danh tiếng lâu năm, lại nói, ta thật vất vả đến một chuyến, không nhiều lắm bồi bồi mẹ nuôi. Lâm Tư Cẩn nói, ngươi tiểu tử này miệng thật đúng là ngọt, ta đây là khi làm việc. Người theo giúp ta làm gì? Giám sát ta công việc. Hứa Thuần Lương cười nói, mẹ nuôi, người cho ta mượn một gan ta cũng không dám. Lâm Tư Cẩn nói, ta cũng không có phê bình ngươi, người trẻ tuổi đầu não linh hoạt điểm là chuyện tốt, đã quốc gia có phương diện này chính sách, chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn, đương nhiên không thành vấn đề. Hứa Thuần Lương cảm khái nói, nếu là chúng ta người quản lý cũng giống như người sáng suốt như vậy tốt biết bao nhiêu, chúng ta đại quốc mộng không ngoài 10 năm liền có thể thực hiện. Lâm Tư Cẩn nói, ngươi ít cho ta mang mũ cao, ta khai sáng là bởi vì ngươi là con nuôi ta, nhiều ít người phía sau đều nói ta hà khắc. Hứa Thuần Lương mặt mày hớn hở, gọi là yêu ghét rõ ràng, lập trường kiên định, có người làm như vậy mẹ, ta thật sự là kiếp trước đã tu luyện phúc phận đây này. Lâm Tư Cẩn nói, được rồi, thoải mái hơn, ngươi tọa hạ ta hỏi ngươi một sự kiện. Hai người tới ghế sofa khu ngồi xuống. Lâm Tư Cẩn nói, Lý Khai Cường có hay không nói cho ngươi Nhân Hòa Đường sự tình? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, nói. Lâm Tư Cẩn nói, ngươi cùng Nhân Hòa Đường người sáng lập Chu Nhân Hòa là quan hệ như thế nào? Hứa Thuần Lương đơn giản đem ở trong đó quan hệ nói một lần, Lâm Tư Cẩn tựa như nghe một bộ ly kỳ khúc chiết gia tộc ân cửu ghi chép, vẫn thật không nghĩ tới ở trong đó có nhiều như vậy cố sự. Lâm Tư Cẩn nói, chiếu ngươi nói như vậy, Nhân Hòa Đường hẳn là nhà các ngươi. Nhưng là tại ngươi đánh thắng nhãn hiệu kiện cáo trước đó, còn không thích hợp xin trọng điểm bảo hộ. Hứa Thuần Lương có thể lý giải, kỳ thật Lý Khai Cường đã nói với hắn đến đầy đủ minh bạch. Lâm Tư Cẩn nói, có muốn hay không ta giúp ngươi tìm luật sư? Đánh loại này nhãn hiệu thuộc về quyền kiện cáo cần nhân sĩ chuyên nghiệp. Hứa Thuần Lương nói, tạm thời không cần, hiện tại là bọn hắn đã ra chiêu, ta còn chưa nghĩ ra làm sao tiếp chiêu. Lâm Tư Cẩn nói, Nhân Hòa Đường cố sự rất tốt. Nếu có thể viết thành tiểu thuyết khẳng định không tệ. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cũng không có phương diện này tài hoa. Trong lòng thầm nghĩ, nếu không ngày nào cùng Bạch Lan tâm sự, để nàng giúp Hứa gia cũng viết một bộ gia tộc sử, bất quá mình cũng không có tiền cho nàng, cùng lắm thì hy sinh điểm thể lực. Lâm Tư Cẩn nói, ngươi nếu là không phản đối, đem cái này tài liệu cho ta, ta thử viết ra. Hứa Thuần Lương hơi kinh ngạc nhìn qua Lâm Tư Cẩn, cái gì? Ngươi biết viết tiểu thuyết? Lâm Tư Cẩn cười mắng, xem thường ta.
Đừng nhìn ta ở chỗ này công việc, ta nghiệp dư thời gian còn xử lý văn học sáng tác. Nàng đứng dậy đi hướng giá sách, từ bên trong tìm một quyển tiểu thuyết Đại Viện Tử Đệ đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương lật xem một lượt, chủ yếu là coi như người giới thiệu vắn tắt, bút danh Lâm Thanh Hiệp, nguyên danh Lâm Tư Cẩn, bên trong tác hợp hội viên, xử lý văn học sáng tác hơn 20 năm, xuất bản nhiều bộ tiểu thuyết, thu hoạch hơn 10 trong nước văn học giải thưởng. Hứa Thuần Lương chậc chậc khen, lợi hại a, mẹ nuôi, ngài là tác gia. Ta đã cảm thấy Thanh Nhã tỷ trên người văn nghệ tế bào ở đâu ra, nguyên lai đều là từ người chỗ này truyền thừa đi qua. Lâm Tư Cẩn nói, này cũng không giả, Diệp Sương Nguyên cái kia hám lợi đen lòng ra hỏa cũng không có gì văn nghệ tế bào. Hứa Thuần Lương từ trong bọc móc ra một cây bút, để Lâm Tư Cẩn hiện trường làm việc, cho mình ký tên, quyển sách này hắn đến mang về hảo hảo thưởng thức. Lâm Tư Cẩn nói, lời ta nói thế nhưng là chăm chú. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, không có vấn đề, bất quá ta liền một cái yêu cầu, người đến đem chúng ta Hứa ra viết thành chính diện. Lâm Tư Cẩn cười nói, cái này còn cần ngươi nói, tiểu thuyết cũng không phải kỳ thực văn học, ta khẳng định sẽ đem danh tự chiêu bài biến mất, bất quá ngươi nói với ta chỉ là cố sự, ta còn phải sưu tập tài liệu, lúc nào an bài ta cùng ra ra ngươi gặp mặt một lần. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ra ra của ta vừa đi, linh cơ khẽ động nói, mẹ nuôi, nếu không người tìm một cơ hội đi Đông Châu đi một chuyến. Ta mang người hiện trường nhìn xem, thuận tiện lại đi lội tế châu cổ thành, nhìn xem lão trạch, bên trong có rất nhiều đại gia gia vật lưu lại. Lâm Tư Cẩn nói tốt, khẳng định thực địa khảo sát càng tốt hơn, như vậy đi, ta tranh thủ tháng sau đi một chuyến. Hứa Thuần Lương liên tục gật đầu. Lâm Tư Cẩn nói, đúng rồi, gần nhất có hay không gặp Thanh Nhã? Hứa Thuần Lương thành thật trả lời. Lâm Tư Cẩn để hắn có thời gian nhiều khuyên bảo Diệp Thanh Nhã. Diệp Thanh Nhã là cái ngoài mềm trong cứng tính tình, lại không mấy người bằng hữu, làm mẹ hay là vô cùng lo lắng nàng hiện tại tình trạng. Hứa Thuần Lương nói, mẹ nuôi, người đã quan tâm như vậy nàng, vì cái gì không tự mình tìm nàng tâm sự, hai mẹ con các người bao lớn thù a? Thật đúng là dự định cả đời không qua lại với nhau. Lâm Tư Cẩn thở dài nói, nàng từ nhỏ đã khuynh hướng Diệp Sương Nguyên, luôn cảm thấy chúng ta cái dạng này tất cả đều là ta tạo thành. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ vẫn là rất thông tình đạt lý. Ngươi nói là ta không thông tình đạt lý. Lâm Tư Cẩn đem trừng mắt, bất quá nàng lập tức lại thở dài nói, đi qua ta một bên muốn công việc, còn vừa trầm mê sáng tác, đối sự quan tâm của nàng thật có chút không đủ, khó trách nàng xa lánh ta. Hứa Thuần Lương nói, có muốn hay không ta giúp hai mẹ con nhà ngươi sáng tạo một cái cơ hội. Lâm Tư Cẩn lắc đầu, không cần thiết, gặp mặt đoán chừng nói không mấy câu liền cãi vã. Nàng đều đã nói như vậy, Hứa Thuần Lương vừa vặn không ôm cái phiền toái này, hắn cho rằng trong đó hẳn là có ẩn tình khác, nếu như vẻn vẹn là Lâm Tư Cẩn nói tới nguyên nhân, cũng không về phần hai mẹ con mỗi người một ngả. Lúc này cảnh sát gọi điện thoại tới, cho hắn một cái địa chỉ, để hắn đi phối hợp điều tra một chút tình huống, chính là Triệu Phi Dương bị đánh sự kiện kia. Hứa Thuần Lương cảm thấy chuyện này có chút không rời đầu, không phải đã bắt lấy kẻ cầm đầu Đường Thiên Nhất, lại nhường cho mình đi qua làm gì. Phụ trách tiếp đãi Hứa Thuần Lương chính là một vị họ Đồng cảnh sát thâm niên, hắn đối Hứa Thuần Lương cũng rất khách khí, chủ động cùng Hứa Thuần Lương nắm tay, Hứa tiên sinh, tạ ơn người có thể bớt thời gian tới phối hợp điều tra. Hứa Thuần Lương nói, không biết ta có gì có thể giúp một tay. Lão Đồng mời hắn ngồi, là như thế này, chúng ta hiểu rõ một chút tình tiết vụ án, biết được đêm đó ngươi cùng Triệu Phi Dương cùng nhau ăn cơm. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Bất quá hắn bị người vây đánh thời điểm ta đã rời đi. Lão Đồng cười nói, Triệu Phi Dương quá khứ là lãnh đạo của ngươi a. Hứa Thuần Lương nói, ta tại Trường Hưng bệnh viện công việc qua một đoạn thời gian, hắn là ở đó viện trưởng. Lão Đồng móc ra một hộp khói, rút ra một chi đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương khoát tay áo biểu thị mình sẽ không, Lão Đồng mình đốt lên một chi, Hứa Thuần Lương quan sát một chút hắn hun hoàng ngón tay đánh giá ra đó là cái dân nghiệt. Lão Đồng nói, người cùng Đường Thiên Nhất cũng quen thuộc a. Hứa Thuần Lương nói, ta đánh qua hắn hai lần, không có gì có thể giấu giếm, chỉ cần cảnh sát điều tra liền sẽ phát hiện những này đi qua. Lão Đồng nở nụ cười, hắn hẳn là rất hận ngươi a. Hứa Thuần Lương nói, hận có làm được cái gì a, ta là trừng ác dương thiện, vì dân trừ hại. Lão Đồng nói, dựa theo bình thường logic, hắn là không thì phải tìm người liền ngươi cùng một chỗ đều trả thù. Hứa Thuần Lương phát hiện Lão Đồng thật thông minh, khẳng định phát hiện vụ án này không có đơn giản như vậy,
hắn lắc đầu nói, hắn không dám, ta tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, phương diện đánh nhau ta lành nghề, nói câu khoác lác, nếu như lúc ấy ta ở đây, bị đánh liền sẽ không là Triệu Phi Dương. Lão Đồng nói, ngươi cảm thấy có hay không loại khả năng này, bọn hắn cố ý chờ ngươi sau khi đi, Triệu Phi Dương rơi xuống đơn mới xuống tay. Hứa Thuần Lương nói, có khả năng này đi. Vậy liền chứng minh đám người này đối ngươi còn hiểu rõ, khả năng bọn hắn nhận biết ngươi có thể đánh. Lão Đồng từng bước xâm nhập. Hứa Thuần Lương phát hiện con hàng này cũng là lão hoạt đầu, muốn đem mình cho vòng vào đi không dễ dàng như vậy. Hứa Thuần Lương nói, ta có thể đánh là thật, ngươi nếu là điều tra qua ta hẳn phải biết ta tại Đông Châu đã từng một người đánh 10 người trả lại nóng lục soát. Lão Đồng cười cười, không có dọc theo đường dây này hướng xuống hỏi, ngươi cùng Triệu Phi Dương tư nhân quan hệ thế nào? Chính là bình thường lãnh đạo cùng thuộc hạ quan hệ. Trong công tác có hay không mâu thuẫn? Hứa Thuần Lương vui vẻ, đồng cảnh sát, ta thế nào cảm giác người tại đem ta hướng trong khe mang đâu? Ngươi có phải hay không muốn nói ta cũng có tìm người đánh hắn khả năng? Lão Đồng còn muốn từ Hứa Thuần Lương miệng bên trong moi ra chút gì, Hứa Thuần Lương lười nhắc nhiều lời. Mặc dù hắn phi thường rõ ràng chuyện này chân chính mấu chốt ở nơi nào, nhưng là hắn không cần thiết đương cái này làm người tốt, không đáng là Đường Thiên Nhất đi đắc tội những người khác. Đã từ Hứa Thuần Lương nơi này hỏi không ra cái gì, Lão Đồng chỉ có thể thả hắn đi, lập tức nên ăn cơm trưa, không có gì thành quả cũng không thể lại dựng bữa cơm. Hứa Thuần Lương rời đi thời điểm, ở bên ngoài gặp Đường Kinh Luân, Đường Kinh Luân cùng luật sư cùng đi đến, nhìn thấy Hứa Thuần Lương, hắn sửng sốt một chút. Bất quá vẫn là chủ động hướng Hứa Thuần Lương đi tới. Thuần Lương, trùng hợp như vậy à? Hứa Thuần Lương đem mình tới nguyên nhân nói, Đường Kinh Luân thế mới biết Triệu Phi Dương bị đánh đêm hôm đó là cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ dùng đến bữa tối. Hứa Thuần Lương vốn định đánh xong chào hỏi liền đi, nhưng Đường Kinh Luân nhiệt tình mời cùng một chỗ chung tiến cơm trưa. Dù sao đi chỗ nào đều là ăn, Đường Kinh Luân thành tâm mời khách liền cho hắn một bộ mặt, nhìn nhìn chuyện cười của bọn họ cũng vui vẻ. Hứa Thuần Lương phát hiện mình cũng là ghét ác như cừu, đối Đường Kinh Luân chi lưu liền không giấy lên nổi nửa điểm đồng tình tâm. Đường Kinh Luân để Hứa Thuần Lương tuyển địa phương, Hứa Thuần Lương tuyển Tinh Thần Tử cửa hàng, ăn cơm xong trở về phòng nghỉ ngơi cũng thuận tiện còn có thể giúp Tân Tinh tập đoàn gia tăng chút thu nhập. Đường Kinh Luân để lái xe đem bọn hắn đưa đến khách sạn, Hứa Thuần Lương sớm cùng khách sạn lên tiếng chào hỏi, đã chuẩn bị xong phòng. Đường Kinh Luân từ trong xe mang theo hai bình Mao Đài. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ Hoa Niên tập đoàn mặc dù tao ngộ nợ nần nguy cơ, thế nhưng là cũng không trở ngại anh em nhà họ Đường xa hoa lãng phí sinh hoạt. Xã hội bây giờ bên trên loại hiện tượng này rất phổ biến, nghèo là công ty, người quản lý trong tay vẫn là có bó lớn tiền. Hứa Thuần Lương cùng Đường Kinh Luân cũng có một đoạn thời gian rất dài không có cùng nhau ăn cơm, trước cạn ba chén rượu, Đường Kinh Luân thở dài nói, họa vô đơn chí a. Hứa Thuần Lương không có chút nào đồng tình hắn. Uống vào mấy ngụm nấm thông canh gà mới nói, không phải ta Mã Hậu Pháo, liền Đường Thiên Nhất kia tính tình sớm tối đều sẽ gây xảy ra chuyện. Đường Kinh Luân nói, người cũng cho rằng là Thiên Nhất tìm người đánh Triệu Phi Dương. Hứa Thuần Lương không nói chuyện. Đường Kinh Luân lắc đầu nói, Thiên Nhất căn bản không hiểu rõ công ty sự tình, hắn căn bản cũng không biết Triệu Phi Dương ăn cây táo rào cây sung, liên hợp tế thế tập đoàn thu mua Trường Hưng chuyện cổ phần. Hứa Thuần Lương nói, Đường Tổng. Giữa các ngươi sự tình ta không hiểu rõ, ta cũng không muốn hiểu rõ, chúng ta vẫn là ăn cơm ôn chuyện. Đường Kinh Luân nói, lão đệ, ta biết chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, nhưng chúng ta dù sao quen biết một trận, đi qua hợp tác coi như vui sướng đi, ta tự hỏi đối ngươi coi như không tệ à. Hứa Thuần Lương cười cười, ngươi đối ta không tệ còn không phải muốn lợi dụng ta. Ta cùng ngươi không có kia phần giao tình. Đường Kinh Luân cảm khái nói, lão đệ à. Người cũng biết ta đại ca người kia dung không được ta, tước đoạt ta quyền lực, nếu như ta chấp trưởng Hoa Niên, khẳng định sẽ trọng dụng ngươi, nói không chừng hiện tại Trường Hưng bệnh viện viện trưởng chính là ngươi mà không phải Triệu Phi Dương. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này quá thời hạn bánh nướng ngươi họa cho ta còn có ý nghĩ sao? Đi qua ta có lẽ sẽ còn cho ngươi chút mặt mũi, hiện tại ta liền qua loa ngươi cũng ngại mệt mỏi hoảng, hôm nay đáp ứng ngươi ăn cơm chủ yếu là cảm giác đến phát chán, ngươi làm ta thật muốn nghe ngươi làm nhảm. Ta nghe các ngươi không may đánh đáy lòng cao hứng. Hắn cười nói, chuyện đã qua chúng ta thì khỏi nói, ta bây giờ tại bệnh truyền nhiễm viện rất tốt. Đường Kinh Luân nói, làm lão đại ca, ta cũng vì ngươi cảm thấy cao hứng. Hứa Thuần Lương thầm than, trước khác nay khác,
đi qua đường kinh luân đương CEO thời điểm có hay không nghĩ tới có một ngày sẽ hèn mọn đến cùng mình lôi kéo làm quen, mở miệng một tiếng lão đệ kêu. Hứa Thuần Lương nói, đừng nói ta à, các người nợ nần nguy cơ giải không bao giờ. Hắn ý tứ là, người nhà cũng đừng mừng thay cho ta, trước tiên đem trên người mình phân lau sạch sẽ lại quan tâm người khác đi. Đường Kinh Luân lắc đầu, nếu không tại sao nói nhà dột còn gặp mưa đâu. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần Triệu Phi Dương không truy cứu, sự tình liền có hóa giải hy vọng, người đi tìm hắn hảo hảo nói chuyện. Đường Kinh Luân nói, Triệu Phi Dương người kia ngươi còn không hiểu rõ, đúng lý không tha người, hắn bắt lấy Thiên Nhất sự tình không thả, lúc đầu chúng ta ở Kinh Thành cũng có chút quan hệ, nhưng Triệu Phi Dương tìm Kiều Như Long chỗ dựa, cái này sự tình liền trở nên khó giải quyết. Hứa Thuần Lương chuyên tâm đối phó trước mặt Úc Rồng. Đường Kinh Luân nói, lão đệ, không bằng ngươi hỗ trợ cùng Kiều Tổng nói một tiếng. Hứa Thuần Lương nói, ta có như thế lớn mặt mũi. Đường Kinh Luân nói, ngươi đương nhiên có. Hắn không phải người tương lai đại cứu tử sao? Người có thể tìm Mai chủ nhiệm nói với hắn nói. Hứa Thuần Lương đập đi một chút miệng, Đường Tổng, xem ra ngươi là thật không hiểu rõ ta tình hình gần đây, ta cùng Mai Như Tuyết đã chia tay. Đường Kinh Luân đầy đầu hắc tuyến, hắn gần nhất phiền lòng sự tình nhiều như vậy, làm sao có thể đi quan tâm Hứa Thuần Lương yêu đương tiến trình, Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết chia tay. Thật, vậy thì thật là đáng tiếc, hai người các ngươi rất xứng a. Hứa Thuần Lương nói, Đường Tổng, các người đi qua cùng Triệu Phi Dương quan hệ rất tốt, làm sao đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Đường Kinh Luân thở dài nói, còn không phải lợi ích đi đầu, hắn từ khi leo lên Kiều Như Long quan hệ đã cảm thấy có cùng chúng ta khiêu chiến thực lực, hiện tại nóng lòng thoát cách tập đoàn chúng ta trưởng khống, liên hệ tế thế tập đoàn cùng chúng ta đàm phán thu mua chúng ta trên tay Trường Hưng cổ phần. Hứa Thuần Lương nói, theo lý thuyết Triệu Phi Dương cũng không nên như thế đi. Ban đầu là hắn đem Hoa Niên đầu tư dẫn vào Trường Hưng, hiện tại làm như vậy không phải tự đánh mặt của mình sao? Đường Kinh Luân giận không chỗ phát tiết, hắn còn muốn mặt a? Liền tối thiểu khế ước tinh thần đều không có, chúng ta Hoa Niên tập đoàn lúc nào bạc đãi hắn rồi? Cho hắn lương cao, cho hắn độc lập kinh doanh quyền lực, thậm chí liền lão bà hắn Bùi Lâm, chúng ta đều an bài đảm nhiệm lớn khỏe mạnh người phụ trách, người hẳn là đều biết a, hắn hiện đang làm ra sự tình không phải ăn cơm hỏng việc là cái gì? Hắn có phải hay không vong ân phụ nghĩa? Hứa Thuần Lương nói, vừa rồi cảnh sát tìm ta đi tìm hiểu tình huống, nói Đường Thiên Nhất thiếu khuyết phạm tội động cơ, ngươi lời nói này nếu như đối cảnh sát nói, bọn hắn tìm đến động cơ. Đường Kinh Luân nói, Thiên Nhất không biết, hắn chính là cái không biết sầu là vật gì củi mục. Hứa Thuần Lương nói, đã dạng này, các ngươi chơi giòn đem Trường Hưng chuyển nhượng ra ngoài không phải. Đường Kinh Luân nói, không phải là không muốn chuyển. Mà là bọn hắn cho ra giá cả quá thấp, căn bản chính là ăn cướp trắng trợn a. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, đám này thương nhân tại một ít giai tầng trong mắt liền không bằng cái rắm, đoạt bọn hắn đều là cho bọn hắn mặt mũi, nhưng lời không thể nói rõ ra, anh em nhà họ Đường cũng đủ thảm. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi cũng có quan hệ a, tìm có thể nói lên nói ở giữa cân đối một chút, có lẽ chuyện này liền giải quyết. Đường Kinh Luân nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng tìm người. Nhưng Kiều Như Long ai mặt mũi cũng không cho. Hắn đem thanh âm đè thấp, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta đem chuyện này giải quyết, ta có thể cho ngươi. Hắn duỗi ra một đầu ngón tay. Hứa Thuần Lương khinh thường nói, 100 vạn. Đường Kinh Luân nói, 1000 vạn. Hắn bưng chén rượu lên cùng Hứa Thuần Lương đụng đụng chén, uống xong chén rượu này nói, chúng ta yêu cầu không nhiều, chỉ cần Triệu Phi Dương hủy bỏ đối Thiên Nhất lên án, sự tình khác chính chúng ta giải quyết. Còn có cổ phần có thể bán, nhưng là không thể để chúng ta lỗ vốn a. Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn cho các ngươi ra giá nhiều ít. Đường Kinh Luân nói, 1 tỷ. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ 1 tỷ liền muốn lấy đi Trường Hưng bệnh viện 80% cổ phần, cái này cùng đoạt cũng không xê xích gì nhiều. Các ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Đường Kinh Luân nói, ranh giới cuối cùng là 30 ức, chúng ta đem đầu tư tiền cầm về là được. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ. 30 ức cũng không nhiều, khó trách song phương đàm không thành, quang sai giá liền có 2 tỷ, nhắc tới Đường Kinh Luân cũng không tử tế, như thế lớn một cuộc làm ăn nếu là thành, các ngươi nhiều kiếm 2 tỷ, cho ta trích phần trăm 1000 vạn, người mẹ nó làm ta là ngốc hưu bảo sao. Hứa Thuần Lương đem cái chén trống không buông xuống. Đường Kinh Luân minh bạch hắn ý tứ, chủ động cho hắn nâng cốc rót đầy, lão đệ, thế nào? Hứa Thuần Lương nói, chuyện này ta không muốn giúp. Đường Kinh Luân nghe được câu trả lời của hắn lập tức minh bạch,
người ta không nói không thể giúp, mà là không muốn giúp, rõ ràng là ám chỉ hắn cho giá không đủ tiền, Đường Kinh Luân duỗi ra hai đầu ngón tay. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, khó trách Hoa Niên tập đoàn đi cho tới hôm nay tình trạng này, liền Đường Kinh Luân hẹp hòi lốp bốp hùng dạng, ta mẹ nó giúp ngươi tìm về 2 tỷ ngươi cho ta 2.000 vạn. Mặt đâu, làm sao nói ra khỏi miệng, Đường Kinh Luân thầm than, tiểu tử này đủ tham, 2.000 vạn đều cho ăn không no. Hứa Thuần Lương bưng lên ly rượu trước mặt nói, người vẫn là nhanh chóng làm hai tay chuẩn bị đi. Đường Kinh Vĩ đi thăm Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương trước mắt ở tại khách sạn, lúc đầu hắn ở tại Đông Châu chú kinh bạn, nhưng là bị đánh về sau, hắn lo lắng chuyện này truyền đi, cho nên tranh thủ thời gian đổi cái địa phương tĩnh dưỡng. Địa chỉ là hắn cung cấp cho Đường Kinh Vĩ, Đường Kinh Vĩ lần này chủ động đến nhà là vì cầu hòa, nếu không phải vì hắn cái kia bất tranh khí nhi tử. Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không hướng Triệu Phi Dương cái này ăn cây táo rào cây sung nhỏ người cúi đầu. Đường Kinh Vĩ tiến vào bốn mùa khách sạn trong phòng, biết nơi này giá cả không ít, vừa nghĩ tới Triệu Phi Dương tiêu lấy mình cho tiền lương cùng mình đối nghịch, nội tâm của hắn liền như là như kim đâm đau đớn. Nô đại khi chủ, hắn sớm nên tướng Triệu Phi Dương triệt tiêu, không nên mặc kệ sinh trưởng, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Lái xe tướng Đường Kinh Vĩ mời đến trong phòng sau đi ra. Triệu Phi Dương ngồi ở trên giường, hắn không có đứng dậy ý tứ. Đường Kinh Vĩ tướng mang tới quả rổ đặt lên bàn, giả ra ân cần bộ dáng, Phi Dương, làm sao làm thành cái dạng này? Triệu Phi Dương hờ hững nói, Đường Tổng chẳng lẽ chưa thấy qua con trai của ngài? Đường Kinh Vĩ thở dài, đánh giá Triệu Phi Dương trên mặt tổn thương, con hàng này bị thương không nhẹ, Đường Kinh Vĩ có chút đau đầu, nhưng là đối Triệu Phi Dương không có một chút xíu đồng tình, đánh chết cháu trai này mới tốt. Kỳ thật gần nhất một đoạn thời gian, hắn cũng đang lặng lẽ siêu tập Triệu Phi Dương thương nghiệp phạm tội chứng cứ, đừng tưởng rằng ăn cây táo rào cây sung không ai trị được ngươi, người phản bội ta không có một cái nào có thể có kết cục tốt. Triệu Phi Dương nói, ngực ta đau dữ dội, liền không nổi chào hỏi ngài. Đường Kinh Vĩ nói, không có việc gì, người tĩnh dưỡng quan trọng. Hắn tại bên giường trên ghế salon ngồi xuống, thói quen nhếch lên chân bắt chéo, tiếp tục đánh giá Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương không chút nào yếu thế nhìn qua hắn, lúc này không giống ngày xưa, hắn đã không cần lại nhìn chủ tịch sắc mặt làm việc, anh em nhà họ Đường mới là hại chết Bùi Lâm Chân Hung, nếu như không phải bọn hắn một lòng nghĩ khống chế từ mình, Dương Mộ Phong liền sẽ không xuất hiện, nếu như Dương Mộ Phong không xuất hiện, Bùi Lâm cũng sẽ không bí quá hóa liều, con của bọn hắn cũng sẽ không trở thành Di Phúc Tử. Đường Kinh Vĩ nói, Phi Dương, người tao mộ ta thâm biểu đồng tình, đối với tình huống trước mắt ta phi thường tiếc nuối. Triệu Phi Dương nói, ta không cần đồng tình, Đường Tổng cũng không cần tiếc nuối, ta tin tưởng chuyện này cùng Đường Tổng không quan hệ, coi như trong công tác có chút hiểu lầm, Đường Tổng cũng sẽ không dùng loại này cấp thấp thủ đoạn đến giải quyết. Đường Kinh Vĩ nói, Phi Dương, ta biết gần nhất giữa chúng ta sinh ra một chút hiểu lầm, nhưng là ta có thể cam đoan, ta đối năng lực của ngươi từ trước đến nay đều là công nhận, ngươi trong công tác cố gắng ta cũng là trông thấy. Không trích phần trăm thích chỉ nói cố gắng. Cho thấy Đường Kinh Vĩ đối Triệu Phi Dương căn bản không tán đồng. Triệu Phi Dương nói, Đường Tổng, ta hiện tại cái dạng này cũng không thích hợp bàn công việc. Đường Kinh Vĩ nói, Phi Dương a, ngươi là người thông minh, biết ta tới mục đích. Triệu Phi Dương không nói chuyện, Đường Kinh Vĩ cũng không nói thêm gì nữa, hai người lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, bọn hắn đều tại tính toán. Triệu Phi Dương minh bạch, Đường Kinh Vĩ tới là muốn cùng mình ngả bài, quyền chủ động tại trong tay của mình. Ta ngược lại muốn xem ngươi Đường Kinh Vĩ đến tột cùng có thể lui qua một bước nào. Rốt cục vẫn là Đường Kinh Vĩ trước tiên mở miệng, Phi Dương, thiên nhất đứa nhỏ này ngươi ứng khi hiểu rõ, hắn không có tham gia Hoa Niên quản lý, đối Hoa Niên nội bộ phát sinh sự tình cũng không rõ ràng, hắn. Triệu Phi Dương không khách khí chút nào đánh gãy Đường Kinh Vĩ nói nhảm, đơn giản là thay Đường thiên nhất giải thích thôi, Đường Tổng, ta cảm thấy vẫn là giao cho cảnh sát đi điều tra, ta tin tưởng cảnh sát năng lực. Bọn hắn nhất định sẽ trả cho mọi người một cái công đạo. Đường Kinh Vĩ nói, Phi Dương, người hẳn là rõ ràng Hoa Niên hiện tại tình trạng, ta suy nghĩ một chút, quyết định tướng Trường Hưng Bệnh viện cổ phần chuyển nhượng ra ngoài. Triệu Phi Dương mừng thầm trong lòng, Đường Kinh Vĩ nguyên bản đối với chuyện này phi thường kiên quyết, hắn không bỏ được từ bỏ Trường Hưng Bệnh viện cục thịt béo này, Trường Hưng Bệnh viện cầm cổ phương đã biến thành gia niên bách hóa, Hoa Niên tập đoàn cái này lần nợ nần nguy cơ đối Trường Hưng Bệnh viện ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Triệu Phi Dương mặt ngoài giả trang ra một bộ không quan trọng dáng vẻ, Đường Tổng, ngài là cổ phần khống chế phương,
người muốn đem cổ phần chuyển nhượng cho ai là tự do của ngài, ta không có quyền hỏi đến. Đường Kinh Vĩ nói, Phi Dương, người cùng Tế Thế chữa bệnh đầu tư công ty hữu hạn quan hệ ta cũng phi thường rõ ràng. Triệu Phi Dương không dễ dàng như vậy bên trên hắn cái bẫy, lạnh lùng nói, Đường Tổng, ta đối này nhà công ty không hiểu rõ, ta cũng cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì lui tới, mặc dù bọn hắn phái đại biểu tới giải Trường Hưng bệnh viện, biểu hiện ra thu mua hứng thú, nhưng là ta chưa hề tại tự mình hoặc công khai trường hợp cùng bọn hắn từng có bất kỳ xâm nhập giao lưu, làm Trường Hưng người quản lý, ta một mực cẩn trọng, tự nhận xứng đáng tất cả cổ đông, cũng đối nổi tất cả nhân viên. Triệu Phi Dương phi thường rõ ràng Đường Kinh Vĩ ý đồ, hắn tại cường điệu mình cùng Tế Thế chữa bệnh đầu tư công ty hữu hạn quan hệ, Triệu Phi Dương đối với chuyện này vô cùng cẩn thận, hắn dù sao cũng là Trường Hưng viện trưởng, hắn muốn đối Đường Kinh Vĩ cầm đầu đám này đồng sự phụ trách, nếu như hắn bị bắt lại bán bệnh viện lợi ích chứng cứ, vậy liền dính đến thương nghiệp phạm tội, không bài trừ Đường Kinh Vĩ khởi tố hắn khả năng. Đường Kinh Vĩ thầm mắng người này vô sỉ, ha ha cười nói, Phi Dương, người quá nhạy cảm. Ta nhưng không có chỉ trích ngươi ý tứ, tất cả mọi người là người biết chuyện, ban đầu là ngươi một tay tướng Hoa Niên dẫn vào Trường Hưng, chúng ta ném từ nhiều ít trong lòng ngươi rõ ràng nhất, ta cùng ngươi giao cái đáy, 30 ức, thấp hơn cái số này, ta là tuyệt đối không có khả năng buông tay. Triệu Phi Dương nhìn qua Đường Kinh Vĩ nói, Hoa Niên hiện tại lỗ thủng chỉ sợ 30 ức bổ không lên. Đường Kinh Vĩ tràn ngập giễu cợt nói, ngươi còn quan tâm Hoa Niên chết sống à? Triệu Phi Dương nói, Đường Tổng kỳ thật đến nhầm địa phương, ta chỉ là một cái làm công, mặc kệ ai làm lão bản, đều không cải biến được hiện thực này, Trường Hưng biến ngày sau, lão bản mới có cần hay không ta còn không biết đâu, cho nên người nói với ta những sự tình này không có tác dụng gì. Đường Kinh Vĩ trong lòng thầm mắng, lão tử đã để bước đến trình độ như vậy, người còn muốn như thế nào nữa? Thật sự định tay không bắt sói, để cho ta mất cả chì lẫn chài sao? Triệu Phi Dương nói, về phần chuyện này đến tột cùng khi nào có thể kết thúc, ta nói không tính. Đường Kinh Vĩ mang theo đầy ngập phẫn nộ rời đi khách sạn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, liền Triệu Phi Dương mặt hàng này cũng dám cho hắn sắc mặt nhìn. Ngồi trên xe, tâm hắn chiều chập trùng, xấu nhất một bước, nhi tử chính là ngồi mấy năm tù, hắn không thể lại nhượng bộ, những người này tham lam vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, một bang ăn người không nhả xương rác rưởi. Kiều Viễn Giang đến bây giờ không cho hắn hồi phục. Rõ ràng đáp ứng mình sẽ hướng Kiều Như Long biện hộ cho, nhưng lâu như vậy liền cái tin tức cũng không trở về, chẳng lẽ cũng cảm thấy mình gặp rủi ro, liền hắn cũng không chịu hỗ trợ. Lái xe cung kính nói, Đường Tổng, tiếp xuống đi nơi nào? Ngậm miệng, Đường Kinh Vĩ giận dữ hét. Lái xe câm như hến, hắn nhìn ra Đường Kinh Vĩ tâm tình không tốt, nhưng tâm tình không tốt ngươi cũng không thể hướng về phía ta phát tiết, ta trêu chọc ngươi rồi. Đường Kinh Vĩ cảm thấy không nói ra được khí muộn. Hắn quay cửa sổ xe xuống, phía ngoài sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, hắn lại cấp tốc tướng cửa sổ xe đóng lại, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, bỗng nhiên hắn nhớ tới một người. Uông Chính Đạo mặc dù cảm giác Đường Kinh Vĩ tới chơi có chút đột nhiên, bất quá vẫn là nhín chút thời gian cùng hắn gặp mặt một lần. Hai người từng có qua trên phương diện làm ăn lui tới, bất quá là thật nhiều năm trước, Uông Chính Đạo từ khi sinh bệnh về sau, liền không tại công chúng trường hợp lộ diện. Đường Kinh Vĩ mặc dù ngày lễ ngày Tết sẽ còn gọi điện thoại ân cần thăm hỏi, nhưng là Uông Chính Đạo đáp lại đều rất bình thản. Nếu như không phải bây giờ không có biện pháp, Đường Kinh Vĩ sẽ không liên hệ Uông Chính Đạo, tìm lúc trước hắn, thậm chí đều không xác định Uông Chính Đạo có thể hay không thấy mình. Uông Chính Đạo tại gặp Đường Kinh Vĩ trước đó, đã hiểu rõ một chút hắn tình hình gần đây, hiểu rõ đến Hoa Niên tập đoàn hiện tại khốn cảnh, cũng tương tự hiểu rõ đến hai ngày này phát sinh ở kinh thành sự tình. Tế Thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn gây nên Uông Chính Đạo chú ý, hắn nhớ kỹ nhi tử Uông Kiến Thành cũng có phần đầu tư. Uông Chính Đạo cũng không tìm nhi tử hỏi chuyện này, lấy đạo hạnh của hắn hơi chút suy nghĩ liền minh bạch chuyện này vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Đường Kinh Vĩ cho Uông Chính Đạo mang đến một con long tuyền hầm lò thanh men khắc hoa liên cánh văn sâu bụng mang đóng bình sứ, hắn đi qua liền biết Uông Chính Đạo thích thu thập đồ sứ, cái này bình sứ có giá trị không nhỏ, là Đường Kinh Vĩ âu yếm cất giữ một trong. Nếu như không phải là vì bất tranh khí nhi tử, hắn cũng không bỏ được lấy ra tặng người. Uông Chính Đạo nhìn thoáng qua bình sứ, trong lòng mặc dù yêu thích nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, hắn cũng không có cùng Đường Kinh Vĩ khách khí, người đã nguyện ý đưa, ta đương nhiên từ chối thì bất kính, trên đời này bất kỳ cái gì sự vật đều có thể dùng tiền tài để cân nhắc, hắn cũng sẽ không lấy không Đường Kinh Vĩ đổ vật, có thể cho một chút hồi báo, về phần hồi báo nhiều ít liền muốn nhìn tâm tình.
Đường Kinh Vĩ đơn giản đem phát sinh sự tình nói. Uông Chính Đạo nhíu mày, Đường Tổng, người đã kiên trì không phải con của ngươi làm, lấy ngươi người mạch không khó tra ra phía sau hắc thủ là ai. Đường Kinh Vĩ thở dài nói, không có ý nghĩa. Hắn phi thường rõ ràng, coi như điều tra ra mình cũng phải tội không dậy nổi. Chuyện này rõ ràng chính là tế thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn một phương động tay chân. Nếu như truy tra được Kiều Như Long trên thân, mình cũng không có bản sự để người ta vặn ngã. Uông Chính Đạo hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, chiếu như lời ngươi nói, chuyện này căn bản vẫn là thương nghiệp hành vi. Đường Kinh Vĩ nói, vì chèn ép giá cả, có ít người đã không từ thủ đoạn. Uông Chính Đạo nở nụ cười, sinh ý trên trận giảng cứu thủ đoạn thua không nghi ngờ, đúng, nhi tử ta giống như cũng tham dự đầu tư này nhà công ty. Đường Kinh Vĩ kinh ngạc nhìn qua hắn, Uông Kiến Thành cũng là tế thế chữa bệnh đầu tư công ty hữu hạn cổ đông. Mình đến nhầm, Uông Chính Đạo làm sao có thể trợ giúp mình, đám người này đều là một cái giai tầng, bọn hắn cao cao tại bên trên, làm sao lại coi trọng mình, nghĩ tới đây, Đường Kinh Vĩ lại là phiền muộn, lại là đau lòng, phiền muộn chính là mình cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đến nhầm địa phương, đau lòng chính là mình tướng chân quý như vậy bình sứ đưa cho Uông Chính Đạo, bây giờ nghĩ lấy về cũng không thể. Uông Chính Đạo cười tủm tỉm nhìn qua Đường Kinh Vĩ, người đừng suy nghĩ nhiều, ta không biết rõ tình hình. Nhi tử ta cũng không biết chuyện này, tế thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn hiện tại người phụ trách giống như gọi Tề Sảng, có nghe nói hay không qua cái tên này. Đường Kinh Vĩ mím môi, hắn đương nhiên nghe nói qua, Tề Sảng không phải liền là Kiều Như Long nhân tình. Kiều Như Long còn bởi vì việc này ly hôn, cũng chính là Kiều gia thế lớn, thế mà đem chuyện này ép xuống, không có có đối Kiều Như Long tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nếu như chuyện này Kiều Như Long là chủ mưu, nghĩ như vậy muốn hòa bình giải quyết khả năng hầu như không tồn tại. Kiều Như Long cách cục theo lý thuyết sẽ không làm loại chuyện này, nhi tử ta càng không khả năng, đúng, người đối cái này Tề Sảng không hiểu rõ. Đường Kinh Vĩ lắc đầu, hắn hiện tại một thân phiền phức cái nào có tâm tư đi chú ý những này đường viền tin tức. Uông Chính Đạo thấp giọng nói, nghe nói qua Hà Đông tập đoàn sao. Đường Kinh Vĩ nói, biết a, ta biết Hà Đông tập đoàn tổng giám đốc Phan Thiên Hóa. Nhi tử ta cùng con của hắn Phan Vệ Đông cũng là bằng hữu. Uông Chính Đạo khóe môi toát ra mấy phần trào phúng ý vị, Đường Kinh Vĩ loại người này kiếm ít tiền liền cho rằng có được áp đảo đám người phía trên địa vị, nhưng hắn đến bây giờ đều không có làm rõ mình vị trí, chỉ bất quá là giữa sườn núi thôi, tự cho là có thể nhìn xuống dưới núi chúng sinh, nhưng hắn cũng không biết trên đỉnh núi còn có như vậy một số người tại nhìn xuống hắn. Không thể đánh giá thấp những người này thủ đoạn, càng không thể đánh giá thấp bọn hắn tàn nhẫn. Đường Kinh Vĩ nhớ tới vừa mới Uông Chính Đạo đã nói, Uông Kiến Thành cũng có phần đầu tư, những người này có được cộng đồng lợi ích, trong này không luận cái nào chính mình cũng đắc tội không nổi. Ngươi xuống cờ tướng sao? Đường Kinh Vĩ không hiểu nhìn qua Uông Chính Đạo. Uông Chính Đạo không nhìn hắn, mở hộp ra, trong tay cầm thanh men khắc hoa liên cánh văn sâu bụng mang đóng bình sứ tỉ mỉ quan sát lấy, 2 tỷ, cũng không phải cái số lượng nhỏ, đừng nói 2 tỷ, liền xem như 20 vạn. Có chút dân liều mạng cũng sẽ bí quá hóa liều. Nghĩ cứu vãn con cờ của người biện pháp tốt nhất chính là nuốt mất đối phương ngang nhau trọng yếu quân cờ, người không cho hắn cố kỵ, hắn làm sao chịu bỏ qua người quân cờ. Đường Kinh Vĩ tựa như thể hồ quán đỉnh, đồng thời nội tâm của hắn cũng bắt đầu trở nên nặng nề, Uông Chính Đạo là tại đem hắn hướng trong vực sâu mang, nhưng hắn cũng không có đường lui. Đối phương là ám chỉ, Kiều Như Long đối con của hắn ra tay. Như vậy hắn đồng dạng có thể dùng phương pháp giống nhau đối đãi Kiều Như Long. Đường Kinh Vĩ không dám, không phải hắn muốn tìm cái chết. Thời khắc mấu chốt phải dùng tốt binh sĩ, phải hiểu được dương đông kích tây, còn muốn giỏi về phô trương thanh thế, chỉ muốn đạt tới làm cho đối phương sợ hãi mục đích là đủ rồi. Người tại thương trường tung hoành nhiều năm như vậy, những này đạo lý đơn giản không cần ta nói a. Uông Chính Đạo từ đầu tới đuôi ánh mắt đều tại kia bình sứ bên trên. Tiếc hận thở dài nói, cái bình này là đồ dỏm, đáng tiếc. Đường Kinh Vĩ trong lòng tự nhủ làm sao có thể, bất quá hắn nhoáng cái đã hiểu rõ Uông Chính Đạo ý tứ, bình tĩnh nói, Uông Tổng nói giá đi. Uông Chính Đạo đứng dậy tướng bình sứ đặt ở bác cổ trên kệ, dù cho là đồ dỏm, cái này công nghệ cũng là nhân tuyển tốt nhất, người lưu cái tài khoản, quay đầu ta sắp xếp người cho người hợp thành tiền đi qua. Đường Kinh Vĩ không rên một tiếng, Uông Chính Đạo là một điểm nhược điểm đều không để lại cho hắn a. Uông Chính Đạo chỉ vào trên tường một bức tranh hoa điểu, người cảm thấy bức họa này thế nào? Đường Kinh Vĩ cái nào còn có tâm tình thưởng thức thư họa, chán nản nói, không tệ. Tặng cho ngươi. Đường Kinh Vĩ hoảng hốt vội nói, không thể,
quân tử không đoạt người chỗ tốt. Sau khi nói xong lại cảm thấy mình câu nói này nói sai, Uông Chính Đạo có thể hay không xuyên tạc chính mình ý tứ, cho là mình tại ám chỉ hắn. Còn tốt Uông Chính Đạo cũng không thèm để ý, hắn lấy xuống bức họa kia, đưa cho Đường Kinh Vĩ nói, bức họa này làm tác giả là Diệp Thanh Nhã, Kiều Như Long vợ trước, nàng khá là tài hoa, người muốn là ưa thích, có thời gian có thể đi nàng phòng làm việc thăm một chút. Đường Kinh Vĩ rời đi thời điểm, Uông Kiến Thành mới vừa vào cửa, hai người đối diện gặp gỡ, giữa bọn hắn đã từng thấy qua, nhưng là không tính là quen thuộc, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Uông Kiến Thành đưa mắt nhìn Đường Kinh Vĩ rời đi, cái này mới đi đến phụ thân thư phòng, nhìn thấy phụ thân ngay tại giám thưởng lấy mới được bình sứ, Uông Kiến Thành nói, hắn đưa cho ngươi. Uông Chính Đạo không nhanh không chậm nói, hẳn là trao đổi. Uông Kiến Thành lưu ý đến trên tường bức kia hoa điểu đồ không thấy, bức kia hoa điểu là hắn từ Diệp Thanh Nhã nơi đó cầu được, phụ thân nhìn thấy thích, cho nên hắn đưa cho phụ thân, nghĩ không ra cái này thời gian trong nháy mắt liền bị hắn đưa cho người khác. Uông Kiến Thành trong lòng có chút khó chịu, đối một đầu chó rơi xuống nước cần dùng đến khách khí như vậy sao? Uông Chính Đạo ánh mắt vẫn không hề rời đi bình sứ, ý vị thâm trường nói, người ai cũng không thể cam đoan cả đời mình đều xuôi gió xuôi nước. Đường Kinh Vĩ đắc ý thời điểm tài sản cũng từng tiến vào trong nước 50 vị trí đầu. Uông Kiến Thành khịt mũi coi thường, cái gọi là phú hào bảng chẳng qua là trà dư tử hậu một cái đề tài nói chuyện thôi, chân chính phú hào căn bản sẽ không xuất hiện tại cái kia bảng danh sách phía trên. Uông Chính Đạo đối bình sứ yêu thích không buông tay, Kiến Thành, người tại tế thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn cũng tham gia cổ phần rồi. Uông Kiến Thành nhẹ gật đầu, Kiều Như Long tìm ta nhiều ít cũng đầu chút. Hắn không thiếu đầu tư, tại sao muốn kéo ngươi vào cuộc? Uông Kiến Thành thở dài nói, ta lúc ấy không nghĩ nhiều, dù sao chúng ta đi qua thường xuyên hợp tác, có tiền cùng một chỗ kiếm là chúng ta chung nhận thức, ta ném không nhiều, chỉ chiếm 1/10 cổ phần. Uông Chính Đạo tướng bình sứ cẩn thận cất kỹ, sau đó tướng màn cửa mở ra, ánh nắng từ bên ngoài ném bắn vào, Uông Chính Đạo đón ánh nắng, hai mắt nhìn thẳng thái dương, loại cảm giác này thật tốt. Tế thế quản lý người gọi Tề Sảng. Nàng cùng Kiều Như Long quan hệ ngươi có biết hay không? Uông Kiến Thành nói, ta biết, bất quá bây giờ Kiều Như Long cùng Diệp Thanh Nhã đã ly hôn, cho nên. Cho nên cái gì, ngươi cho rằng Kiều Như Long sẽ cùng Tề Sảng kết hôn sao? Uông Kiến Thành lắc đầu, hắn phi thường rõ ràng đây là tuyệt đối không thể sự tình, coi như Kiều Như Long nghĩ, Kiều lão một cửa ải kia hắn cũng không qua được. Uông Kiến Thành nói, ta để cho người ta tra xét một chút tế thế cổ quyền cấu thành. Bên trong dùng Hà Đông tiền, Hà Đông lão bản Phan Thiên Hóa là ai, người hẳn là rõ ràng a. Uông Kiến Thành trầm mặc xuống. Uông Kiến Thành nói, ta nghỉ ngơi 3 năm này, người đem công ty kinh doanh đến coi như không tệ, ta vốn cho rằng ngươi đã đầy đủ thành thục, có thể đủ một mình đảm đương một phía, nhưng ngươi đối với chuyện này vẫn là bộc lộ ra nhược điểm. Uông Kiến Thành cúi đầu xuống, cha, ta lúc đầu cũng không có mơ tưởng, chủ yếu là ta đối Kiều Như Long quá tín nhiệm. Tín nhiệm người khác chẳng khác nào đem phía sau lưng của ngươi giao cho hắn, ngươi căn bản không biết hắn lúc nào sẽ đâm lưng ngươi. Uông Chính Đạo híp mắt đuổi theo ánh nắng, kia ánh nắng mặc dù sáng lạn lại không cách nào chiếu vào hắn đáy lòng. Uông Kiến Thành nói, cha, ta sẽ tìm cơ hội rời khỏi tế thế. Không cần phải vậy, ngươi chỉ là tham gia cổ phần mà thôi, bất quá Kiều Như Long lần này làm được có hơi quá, ngươi muốn cầu tài cũng không cần đem sự tình làm được quá tuyệt, nhất là đối Đường Kinh Vĩ loại này. Hắn xuân phong đắc ý lúc sau, người chém hắn mấy đao, tối đa cũng chính là lưu điểm huyết không đến mức mất mạng, nhưng bây giờ hắn được bệnh nặng, còn muốn như thế đối phó hắn, đó chính là lấy mạng của hắn, không sợ chó cùng rứt dậu sao. Uông Kiến Thành nói, ta cũng thấy như vậy, cho nên ta chuyên môn đi tìm Diệp Thanh Nhã, để nàng ra mặt khuyên nhủ Kiều Như Long. Uông Chính Đạo trên mặt hiện lên một tia kỳ quái biểu lộ, người cùng Diệp Thanh Nhã liên hệ thật nhiều sao. Uông Kiến Thành nói, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bình thường thường xuyên đến quá khứ. Uông Chính Đạo quay đầu, người có phải hay không thích nàng? Uông Kiến Thành đỏ mặt. Uông Chính Đạo chậm rãi đi hướng nhi tử, ở trước mặt hắn không đến nửa mét địa phương dừng bước lại, ngữ trọng tâm trường nói, nàng không thích hợp ngươi. Vì cái gì, cha, người có phải hay không để ý nàng đã kết hôn? Uông Chính Đạo lắc đầu, ta không ngại, thế nhưng là Diệp gia để ý. Phổ Kiến từ Độ Vân tự mang đến một chút tin tức mới nhất, Thông Huệ Hòa Thượng đi lúc đó nhưng thật ra là lưu lại một phong thư, trong thư nói hắn muốn đi làm một chuyện rất trọng yếu, khả năng 3 năm 5 năm, khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không trở về, để mọi người không muốn tìm hắn.
Để Phổ Kiến vui mừng là, Thông Huệ Hòa Thượng trước khi rời đi tại làm xong nghiệm thu đơn bên trên ký tên, nói cách khác hắn thu được số dư không thành vấn đề. Thật là một cái người tốt a, Phổ Kiến cảm khái nói. Hứa Thuần Lương nói, Mặc Hàm có biết chuyện này hay không? Phổ Kiến nói, đã thông chi nàng, nàng ý tứ là không cần báo cảnh, tuân theo Thông Huệ Hòa Thượng chính mình ý tứ. Thuần Lương, người nói Hòa Thượng này có thể đi nơi nào? Hứa Thuần Lương nói, ta không rõ ràng, đoán chừng là khôi phục ký ức, tìm được đường về nhà. Phổ Kiến cười nói, Hòa Thượng này có thể hay không trong nhà còn có vợ con, ra đến nhiều năm như vậy, đoán chừng lão bà đều cải, nói không chừng cháu trai đều ôm vào. Hứa Thuần Lương chừng mắt liếc hắn một cái, người nhà liền không thể thích điểm miệng đức, người ta Thông Huệ Đại Sư đối ngươi không tệ a. Phổ Kiến vội vàng nói, sai lầm, con người của ta liền đổ cái miệng thống khoái, ta không có ác ý. Hứa Thuần Lương nói, có thời gian không? Phổ Kiến nói, ngươi còn không hiểu rõ ta, con người của ta chưa hề đều là thời gian so nhiều tiền. Hứa Thuần Lương để Phổ Kiến đưa mình đi thủy mộc lên lớp, tới nhiều ngày như vậy liền đi bên trên một bài giảng. Phổ Kiến dù sao cũng không có chuyện gì, đem hắn đưa đến cửa trường học, bởi vì không có giấy thông hành, trường học không cho hắn ô tô đi vào. Hứa Thuần Lương còn chưa kịp đi vào trong tiểu viện, Diệp Thanh Nhã liền gọi điện thoại tới, trong thanh âm lộ ra khẩn trương, Thuần Lương, ngươi ở đâu? Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ, ngươi có chuyện gì mau nói. Diệp Thanh Nhã thấp giọng nói một lần, nguyên lai nàng vừa rồi đi bãi đỗ xe lấy xe thời điểm. Phát hiện 4 cái bánh xe tất cả đều bị người đem thả bỏ, chuẩn bị tìm người giúp thời điểm bận rộn, nhìn thấy có 2 tên lén lén lút lút đại hán đang theo dõi nàng, dọa đến nàng tranh thủ thời gian tiến vào ô tô, khóa lại cửa xe. Hiện tại kia 2 tên đại hán cũng mất tích, Diệp Thanh Nhã vốn định báo cảnh, lại cảm thấy mình có thể là quá nhạy cảm, suy nghĩ một chút vẫn là cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại. Hứa Thuần Lương để nàng khóa kỹ cửa xe, chỗ nào đều đừng đi, lập tức cùng Phổ Kiến chạy tới Diệp Thanh Nhã phòng làm việc. Trên đường liền không có tắt điện thoại, từ đầu đến cuối cùng Diệp Thanh Nhã trò chuyện, trợ giúp nàng thư giãn tâm tình khẩn trương. Hai người đến lúc đó, nhìn thấy Diệp Thanh Nhã vẫn ngồi ở trong xe, lúc này mới yên lòng lại. Diệp Thanh Nhã mở cửa xe, sau khi xuống xe chỉ 4 đầu lốp xe. Phổ Kiến cùng Hứa Thuần Lương ngồi xuống phân biệt kiểm tra một chút, 4 đầu lốp xe tất cả đều bị thả khí. Cẩn thận lý do, hai người trong xe ngoài xe tất cả đều tỉ mỉ kiểm tra một lần. Còn tốt không có dị thường của hắn. Diệp Thanh Nhã xe này mang giám sát, căn cứ giám sát chiếu lại, có cái thân xuyên nhân viên quét dọn phục mang theo miệng bảo vệ người lén lén lút lút tới cho xăm lốp thả khí. Phổ Kiến nói, người khất nợ vật nghiệp phí hết. Diệp Thanh Nhã nói, làm sao có thể, ta đều đúng hạn giao a. Hứa Thuần Lương nói, tìm vật nghiệp tới hỏi một chút. Vừa rồi không có để Diệp Thanh Nhã thông chi vật nghiệp nguyên nhân là lo lắng có người giả mạo vật nghiệp gây bất lợi cho nàng. Hiện tại hắn đến, tự nhiên cũng liền không có phương diện này lo lắng. Vật nghiệp người tới về sau, biểu thị lập tức sẽ điều tra. Phổ Kiến nhìn thấy Diệp Thanh Nhã cũng không có tổn thất gì, đi xe của mình bên trong cầm thổi phồng bơm giúp nàng đem lốp xe cho tràn ngập. Diệp Thanh Nhã gặp được chuyện này, tâm tình thụ ảnh hưởng, nàng vốn là muốn đi quan sát một trận thư họa giao lưu hội, hiện tại cũng bỏ đi suy nghĩ, mời Hứa Thuần Lương cùng Phổ Kiến hai người đi làm việc thất uống trà. Mới vừa vào cửa, liền có người đưa nhanh đưa qua. Diệp Thanh Nhã tiếp qua chuyển phát nhanh đi một bên mở ra, nhìn thấy đồ vật bên trong dọa đến phát ra rít lên một tiếng. Hứa Thuần Lương cùng Phổ Kiến tranh thủ thời gian vào tới, đã thấy chuyển phát nhanh bên trong là một đôi hôn lễ con rối, nam Âu phục dày da, nữ mặc áo cưới, chỉ bất quá nữ đầu bị người cho nắm chặt rơi mất, màu trắng áo cưới bên trên nhuộm đầy đỏ thắm như máu thuốc màu, tân nương con rối ngực còn cắm một con dao giải phẫu. Hứa Thuần Lương phát hỏa, kéo cửa ra đi tìm cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca, qua lâu như vậy nơi nào còn có kia tiểu ca thân ảnh. Trở lại phòng làm việc, Phổ Kiến cầm chuyển phát nhanh hộp nói, cái này căn bản cũng không phải là đường đường chính chính chuyển phát nhanh, nắm chặt báo cảnh đi. Hứa Thuần Lương nhìn qua kia hai người ngẫu, trên thân riêng phần mình may một cái tờ giấy nhỏ, nam trên thân là lần đầu tiên, nữ trên thân là 15, ý tứ lại minh xác bất quá, ngươi làm lần đầu tiên, ta làm 15. Hứa Thuần Lương trước tiên nghĩ đến đường ra, nhưng hắn chợt lại nghĩ tới, anh em nhà họ đường hẳn là không có ngu như vậy. Diệp Thanh Nhã bối cảnh bọn hắn không phải không biết, dám trêu chọc Diệp ra, bọn hắn là ngại mình chết được không đủ nhanh sao. Mà lại Diệp Thanh Nhã cùng Kiều Như Long đã ly hôn,
cho dù là muốn báo thù cũng không nên trả thù tại Diệp Thanh Nhã trên thân. Từ một góc độ khác đến xem, coi như Diệp Thanh Nhã xảy ra chuyện Kiều Như Long cũng chưa chắc khẩn trương. Phổ Kiến báo cảnh sát, không bao lâu cảnh sát phái người đến, hỏi rõ tình huống, sau đó lại đi điều lấy Diệp Thanh Nhã trong xe giám sát. Hứa Thuần Lương cùng Phổ Kiến hai người toàn bộ hành trình cùng đi, cảnh sát lấy chứng thời điểm, hai người bọn họ xa xa đứng đấy, Phổ Kiến thấp giọng nói, người cảm thấy chuyện này là ai làm? Hứa Thuần Lương lắc đầu, ta cũng không phải cảnh sát, bất quá. Lúc này một cỗ màu đen Maybach đến bãi đậu xe dưới đất, Uông Kiến Thành từ trên xe bước xuống, ánh mắt của hắn có chút khẩn trương, thẳng đến Diệp Thanh Nhã đi tới, Thanh Nhã, tình huống như thế nào? Người có hay không sự tình? Diệp Thanh Nhã có chút kỳ quái, Uông Kiến Thành từ nơi nào nghe được tin tức? Uông Kiến Thành nhưng thật ra là nghe nơi này vật nghiệp quản lý nói, hắn chuyên môn đã thông báo, nếu như Diệp Thanh Nhã gặp được phiền toái gì, để vật nghiệp quản lý trước tiên nói cho hắn biết. Uông Kiến Thành tìm cảnh sát hiểu rõ một chút tình huống, lúc này mới hướng Hứa Thuần Lương đi tới, ngươi cũng tới. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ gọi điện thoại cho ta, ta trước tiên liền chạy tới. Uông Kiến Thành trong lòng chua chua rất không thoải mái, Diệp Thanh Nhã cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại đều không gọi điện thoại cho mình, nếu như không phải mình trước đó bàn giao vật nghiệp, chỉ sợ đến bây giờ hắn cũng không biết chuyện này, từ này xem ra, tại Diệp Thanh Nhã trong lòng. Hứa Thuần Lương muốn so với mình thân cận được nhiều cũng trọng yếu được nhiều. Hứa Thuần Lương đem vừa rồi thấy nói cho Uông Kiến Thành, tất cả mọi người là vì quan tâm Diệp Thanh Nhã, trên một điểm này có hợp tác không gian. Uông Kiến Thành nghe xong không khỏi nhíu mày. Hứa Thuần Lương sở dĩ nói với hắn là bởi vì lần trước tại Diệp Thanh Nhã phòng làm việc gặp được Uông Kiến Thành thời điểm, Uông Kiến Thành đã từng ở ngay trước mặt chính mình đề nghị Diệp Thanh Nhã khuyên nhủ Kiều Như Long không muốn tại Đường Thiên Nhất sự tình bên trên làm quá mức. Mặc dù Hứa Thuần Lương không cách nào xác định chuyện này đến cùng phải hay không Đường ra gây nên, nhưng có một chút hắn có thể kết luận, chuyện này khẳng định là bởi vì Kiều Như Long mà lên. Hứa Thuần Lương nói, Kiều Như Long bên kia vẫn là người đi lên tiếng kêu gọi cho thỏa đáng, đã hắn cùng Thanh Nhã tỷ đã tách ra, có một số việc cũng không cần phải liên lụy đến người khác. Uông Kiến Thành nói, hẳn là có người muốn thông qua loại phương thức này uy hiếp hắn. Hắn nghĩ tới Đường Kinh Vĩ, Kiều Như Long tướng Đường Thiên Nhất làm đi vào. Có lẽ Đường Kinh Vĩ thông qua uy hiếp Diệp Thanh Nhã muốn cho Kiều Như Long ném chuột vỡ đồ, đừng đem sự tình làm quá mức. Đường Kinh Vĩ có thể nghĩ chiều đoán chừng đều nghĩ qua, Uông Kiến Thành nhớ tới hắn đến nhà mình sự tình, phụ thân minh xác cự tuyệt Đường Kinh Vĩ, Uông Kiến Thành không có sách chuyện này, sự tình đã đủ phức tạp, hắn không muốn tiết bên ngoài sinh nhánh. Cảnh sát điều tra lấy chứng về sau lái xe rời đi, trước khi đi nhắc nhở Diệp Thanh Nhã mấy ngày nay phải chú ý an toàn, tận lực ít đơn độc ra ngoài. Uông Kiến Thành đem vật nghiệp quản lý gọi tới, ngữ khí nghiêm túc yêu cầu vật nghiệp phương diện phải tăng cường quản lý, vật nghiệp quản lý gà mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Uông Kiến Thành lại đề nghị Diệp Thanh Nhã tạm thời tướng phòng làm việc ngừng thêm mấy ngày, gần nhất vẫn là về trong nhà ở an toàn chút, Hứa Thuần Lương cũng cho rằng như vậy. Diệp Thanh Nhã đặc địa căn dặn bọn hắn, chuyện này ngàn vạn không thể lấy nói cho nàng người trong nhà biết, nàng không muốn ra ra vì chính mình lo lắng. Uông Kiến Thành trong lòng thầm nghĩ. Nếu như Diệp lão biết chuyện này, đầu tiên cái này vật nghiệp quản lý là đừng nghĩ làm. Uông Kiến Thành chủ động đưa ra muốn đưa Diệp Thanh Nhã trở về, không nghĩ Diệp Thanh Nhã nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, không cần, em ta tiễn ta về nhà đi. Uông Kiến Thành trong lòng cái này phiền muộn, người đệ. Người lúc nào thêm ra tới một cái đệ đệ, căn bản không có quan hệ máu mủ, người coi hắn là đệ đệ, hắn chưa hẳn đem ngươi trở thành tỷ tỷ. Hứa Thuần Lương hướng Uông Kiến Thành cười cười nói, Uông Tổng công việc bận rộn như vậy liền không làm phiền ngươi. Uông Kiến Thành nhẹ gật đầu, vậy liền làm phiền ngươi. Lại hướng Diệp Thanh Nhã nói, tốt cho ta về điện thoại, hôm nay chuyện này giao cho ta xử lý đi, ngươi không cần lo lắng, về sau tuyệt sẽ không còn có cùng loại sự kiện phát sinh. Hứa Thuần Lương bên trên Diệp Thanh Nhã xe lái ra bãi đỗ xe về sau, Diệp Thanh Nhã nói, Thuần Lương, không có ý tứ a, ta vừa mới bắt ngươi làm bia đỡ đạn. Ngươi không cần thiết đưa ta tự mình lái xe trở về liền đi. Hứa Thuần Lương vừa mới liền đoán được Diệp Thanh Nhã là vì cự tuyệt Uông Kiến Thành cho nên mới nói như vậy, lạnh nhạt cười nói, ta vốn là nghĩ đưa ngươi trở về, không phải ta cũng không yên lòng. Diệp Thanh Nhã nói, ngươi nói ta muốn hay không gọi điện thoại cho Kiều Như Long, để hắn đừng đem sự tình làm được quá tuyệt. Ngươi một khi bị buộc đến tuyệt lộ sự tình gì đều làm được. Hứa Thuần Lương nói, không có cần thiết này. Ta đoán chừng Uông Kiến Thành sẽ tìm hắn, mà lại. Nói đến đây hắn ngừng lại.
Diệp Thanh Nhã nhìn hắn một cái, mà lại cái gì? Hứa Thuần Lương vốn là muốn nói chuyện này chưa hẳn chính là Đường Kinh Vĩ tìm người làm, sở dĩ dừng lại không nói, là không muốn Diệp Thanh Nhã trong lòng có gánh vác. Hắn nói tránh đi, ngươi không cần nghĩ chuyện này, không quản hôm nay ai bày kế chuyện này, hắn cũng không có động lá gan của ngươi, chỉ là muốn thông qua hành động như vậy cho Kiều Như Long đề tỉnh một câu. Diệp Thanh Nhã thở dài nói, vừa về đến liền nhiều chuyện như vậy, chờ chuyện này đi qua, ta dự định đi Nam An Huy siêu tầm dân ca giải sầu. Hứa Thuần Lương cười nói, thuận tiện đi Đông Châu một chuyến đi, ngươi đi mấy lần đều không hảo hảo chơi qua, lần này ta dẫn ngươi đi Nguy Sơn Hồ đi dạo, đảm bảo ngươi thắng lợi trở về. Diệp Thanh Nhã nói, được, dù sao đi ngươi đó cũng là phải qua đường. Hứa Thuần Lương nhưng thật ra là nhớ tới Lâm Tư Cẩn, nếu như đem về thời gian an bài tốt, hai mẹ con hoàn toàn có thể tại Đông Châu gặp lại, nói không chừng có thể thông qua cơ hội lần này tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hứa Thuần Lương đem Diệp Thanh Nhã đưa đến cửa chính liền không tiến vào, chủ yếu là hắn còn có sự tình khác muốn làm, nếu như đi Diệp ra, Diệp lão khẳng định phải lưu hắn ăn cơm, coi như không ăn cơm cũng phải trì hoãn không thiếu thời gian. Đưa mắt nhìn Diệp Thanh Nhã lái vào đại viện, Hứa Thuần Lương đứng tại ven đường cho Đường Kinh Luân gọi điện thoại, đem Diệp Thanh Nhã bị tập kích sự tình nói cho hắn. Đường Kinh Luân nghe vậy giật nảy cả mình, trong điện thoại thanh âm đều cả lăm, hắn không rõ ràng tình huống. Bất quá hắn cho rằng đại ca coi như lại cực đoan cũng không làm được chuyện như vậy, đã đắc tội Hứa ra, chẳng lẽ lại còn muốn đem Diệp ra đắc tội? Là ngại Hoa Niên tập đoàn chết được còn chưa đủ nhanh. Đường Kinh Luân biểu thị chuyện này khẳng định cùng bọn hắn một phương không có quan hệ, có thể là có người yên lặng làm lấy thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi sự tình, hắn để Hứa Thuần Lương trước hỗ trợ hướng Diệp ra giải thích một chút, mình cái này đi điều tra rõ ràng. Đường Kinh Luân đi tìm Đường Kinh Vĩ thời điểm, hắn chính trong phòng cùng luật sư trao đổi nhi tử tình tiết vụ án. Đường Kinh Vĩ cho là hắn tới không phải lúc, nhíu mày một cái nói, Kinh Luân, người đợi lát nữa lại tới, ta đang bể bộn đâu. Đường Kinh Luân nói, lửa cháy đến nơi, chờ không được. Đường Kinh Vĩ nghe hắn nói như vậy, nhìn thoáng qua luật sư hiểu ý, đứng lên nói, vậy ta đi trước xử lý, có chuyện gì kịp thời hướng người thông báo. Đường Kinh Luân giúp đỡ đại ca đem luật sư đưa ra cửa, đóng cửa phòng. Thần sắc khẩn trương nói, đại ca, vừa mới Kiều Như Long vợ trước Diệp Thanh Nhã nhận được đe dọa chuyển phát nhanh. Đường Kinh Vĩ nói, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Đường Kinh Luân hạ giọng nói, người đến cùng. Đường Kinh Vĩ cả giận nói, người suy nghĩ gì? Diệp Thanh Nhã bối cảnh gì? Người làm ta giống như người khinh suất sao? Đường Kinh Luân vẻ mặt đưa đám nói, đại ca, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng chúng ta có điểm đáng ngờ. Đường Kinh Vĩ trong phòng đi tới lui hai chuyến, đầu của hắn ông đến liền lớn, Uông Chính Đạo mặc dù cho hắn phương diện này ám chỉ, nhưng là hắn phi thường rõ ràng, nếu quả thật làm như vậy đó chính là tương đương tướng mình cũng thua tiền, Uông Chính Đạo không phải người tốt, mình đưa cho hắn Long Tuyền hầm lò thanh men khắc hoa liên cánh văn sâu bụng mang đóng bình sứ thành đánh chó bánh bao thịt, người này ăn liền ăn, hắn không những không giúp mình, ngược lại còn muốn hố mình một thanh. Đường Kinh Vĩ phi thường rõ ràng cái giai tầng này. Biết rất rõ ràng bọn hắn hố mình còn không dám hoàn thủ, đối Uông Chính Đạo như thế, đối Kiều Như Long cũng là như thế. Đường Kinh Luân nói, đại ca, chuyện này phiền phức lớn rồi. Đường Kinh Vĩ xoay người sang chỗ khác, nhắm hai mắt, dùng sức nắm chặt song quyền, có người ước gì ta chết, hãm hại song thiên nhất lại muốn hãm hại ta, đám này ăn người không nhả xương cặn bã. Đường Kinh Luân nói, đại ca, việc này thì làm sao bây giờ? Đường Kinh Vĩ nói, tế thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn là Tề Sảng đang quản, Kiều Như Long, Uông Kiến Thành đám người này đều ném tiền, Triệu Phi Dương bị đánh căn bản chính là đám người này tự biên tự diễn một tuồng kịch, bọn hắn lợi dụng chuyện này giá họa cho Thiên Nhất, lại muốn lợi dụng Thiên Nhất sự tình đem ta cho rơi vào đi, ta không dễ dàng như vậy mắc lừa. Đường Kinh Luân nói, chẳng lẽ chúng ta thật muốn đem bệnh viện giá thấp chuyển cho bọn hắn? 2 tỷ A. Đường Kinh Vĩ nói, chúng ta đấu không lại người ta à. Đường Kinh Luân nói, ta cũng không tin không nói lý địa phương, nếu như Kiều Lão biết chuyện này, hắn sẽ bỏ mặc Kiều Như Long làm như vậy. Đường Kinh Vĩ nói, người có chứng cứ gì chứng minh là Kiều Như Long làm. Đường Kinh Luân nói, chuyện kẻ đầu têu là Triệu Phi Dương, chúng ta không đối phó được họ Kiều chẳng lẽ còn không đối phó được hắn. Đường Kinh Vĩ trên mặt biểu lộ âm trầm dữ tợn, khoản nợ này ta sớm muộn cũng sẽ cùng hắn tính. Nhưng bây giờ chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta liền nhận hay sao?
nếu như đi qua cái này 2 tỷ lỗ thủng chúng ta không có vấn đề, nhưng bây giờ... Đường Kinh Vĩ thở dài nói, đám người này căn bản không đem chúng ta coi thành chuyện gì to tát, nhưng bọn hắn quên, người một khi không có gì có thể đã mất đi, cũng liền không sợ hãi. Kiều Viễn Giang nhìn thấy Đường Kinh Vĩ điện thoại, không có tiếp dự định, liền mặc cho điện thoại di động kêu, hắn không phải là không muốn hỗ trợ, mà là mình cái kia chất tử căn bản không nể mặt mũi, lão gia tử nơi đó hắn cũng xâm kiều như long một bản, bất quá xem ra không có đạt tới hiệu quả. Một lát sau, điện thoại không vang, rất nhanh tin tức tiếng vang lên, Kiều Viễn Giang cầm điện thoại di động lên, cái tin này vẫn là Đường Kinh Vĩ, ra ngoài hiếu kỳ, Kiều Viễn Giang mở ra cái tin này, phía trên chỉ là thời gian cùng địa điểm, không có có dư thừa tin tức. Kiều Viễn Giang nhìn thấy cái tin này thời điểm, sắc mặt đột nhiên cải biến, do dự một hồi lâu, hắn vẫn là cầm điện thoại lên về tới. Lần này đến phiên Đường Kinh Vĩ không có nghe, Kiều Viễn Giang đã ngồi không yên, hắn như là kiến bò trên chảo nóng, trong thư phòng đi qua đi lại. Mất đi chấn định, Kiều Viễn Giang phát cho Đường Kinh Vĩ một cái tin, người có ý tứ gì? Đường Kinh Vĩ cho hắn trở về một cái tin, người biết phải nên làm như thế nào? Nghe Uông Kiến Thành kể xong chuyện xảy ra trải qua, Kiều Như Long biểu lộ cũng không quá nhiều biến hóa, hắn nhấp một hớp nước khoáng nói, Kiến Thành, người không phải không biết ta cùng Diệp Thanh Nhã đã ly hôn à? Uông Kiến Thành nói, nhưng người ta là bởi vì ngươi đe dọa Diệp Thanh Nhã. Kiều Như Long nói, bởi vì ta. Kiến Thành, người có phải hay không quá khẩn trương Diệp Thanh Nhã cho nên đầu não đều không thanh tỉnh rồi. Uông Kiến Thành ngạc nhiên nhìn qua Kiều Như Long. Kiều Như Long nhìn qua trong ánh mắt của hắn rõ ràng mang theo xem thường. Kiều Như Long kỳ thật đã sớm biết Uông Kiến Thành đối Diệp Thanh Nhã có ý tưởng, nhưng đi qua Diệp Thanh Nhã là thê tử của hắn. Uông Kiến Thành cho dù có ý nghĩ cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hiện tại không đồng dạng, người này đã công khai truy cầu Diệp Thanh Nhã. Kiều Như Long mặc dù cùng Diệp Thanh Nhã ly hôn, nhưng là Uông Kiến Thành sở tác sở vi cũng làm cho hắn tương đương khó chịu. Uông Kiến Thành nói, Như Long ca, chúng ta đều là bằng hữu, các ngươi mặc dù ly hôn, nhưng vẫn là bằng hữu đi, ngươi chẳng lẽ không lo lắng? Không lo lắng, ta không có chút nào lo lắng, có ngươi lo lắng, có Hứa Thuần Lương lo lắng, bên người nàng có nhiều người như vậy lo lắng nàng, căn bản không tới phiên ta cái này chồng trước đi xung xoe. Uông Kiến Thành đỏ mặt, Kiều Như Long cái gì đều nhìn thấy rõ ràng. Kiều Như Long nói, hai người kia ngẫu chưa hẳn đại biểu phải là ta cùng nàng, chỉ cần là người bình thường đều không tuyển chọn Diệp Thanh Nhã ra tay đến áp chế ta, bởi vì kia vô dụng, ta cùng với nàng hiện tại đã không có bất kỳ quan hệ gì, an nguy của nàng không có quan hệ gì với ta. Uông Kiến Thành nhìn không được nói, Như Long ca, các ngươi dù sao cũng là vợ chồng một trận. Kiều Như Long nói, Kiến Thành, người truyền đến chỗ của ta. Đơn giản là muốn nói cho ta Diệp Thanh Nhã bởi vì ta một ít hành vi mà nhận lấy liên lụy, hy vọng ta tại nào đó một số chuyện bên trên đừng quá mức cường ngạnh, thả người một ngựa có đúng hay không? Uông Kiến Thành nói, chó cùng dứt dậu a. Kiều Như Long lạnh nhạt cười nói, ngươi cho rằng là Đường Kinh Vĩ bọn hắn làm, một mực báo cảnh đi dò tra bọn hắn, nếu như thẩm tra, hắn chính là tự tìm đường chết. Uông Kiến Thành nói, Trường Hưng bệnh viện sự tình bên trên có phải hay không? Kiều Như Long không khách khí chút nào đánh gãy hắn, Trường Hưng bệnh viện cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, Tế Thế chữa bệnh cũng không có cổ phần của ta, ngươi thật giống như chiếm một thành cổ phần, đúng, trong đó một cái con rối là không là ngươi a. Uông Kiến Thành có chút tức giận, Như Long ca, ban đầu là ngươi đề nghị ta đầu tư. Kiều Như Long nói, chỉ cần là đang lúc sinh ý, lại có thể bảo chứng hồi báo, ta cũng không phải là đang lừa ngươi, ngươi ta hợp tác nhiều năm như vậy, ta có hay không hố qua ngươi? Uông Kiến Thành lắc đầu, hoàn toàn chính xác không có, cho nên đây cũng là hắn một mực tôn kính Kiều Như Long nguyên nhân một trong. Kiều Như Long nói, Kiến Thành, người không nên tới tìm ta hiện tại cùng Diệp Thanh Nhã quan hệ còn không bằng các ngươi thân cận, từ chúng ta ly hôn ngày đó trở đi, ta liền không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ bảo hộ nàng. Uông Kiến Thành nhẹ gật đầu, xem ra ta đích xác đến nhầm địa phương. Đáy lòng của hắn đối Kiều Như Long có chút thất vọng, một người tại sao có thể tuyệt tình như thế? Lúc trước ly hôn cũng là bởi vì ngươi Kiều Như Long nguyên nhân, là ngươi ở bên ngoài nuôi nữ nhân, cho nên Diệp Thanh Nhã mới dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng, chẳng lẽ Kiều Như Long liền không cảm thấy thua thiệt sao? Kiều Như Long đối Diệp Thanh Nhã hoàn toàn chính xác ôm có một ít áy náy, nhưng chính vì vậy, hắn mới càng không thể biểu hiện ra đối Diệp Thanh Nhã quan tâm. Vô luận người nào xuất thủ đe dọa Diệp Thanh Nhã, nguyên nhân căn bản chỉ có một cái, kia chính là cho là hắn sẽ quan tâm vợ trước an nguy. Hắn càng là biểu hiện được không quan tâm,
cái này phía sau hắc thủ liền sẽ cho rằng Diệp Thanh Nhã đối với hắn cũng không trọng yếu, cũng liền đã mất đi giá trị. Dựa theo quán tính logic, chuyện này nghi điểm lớn nhất muốn tập trung ở Đường Kinh Vĩ trên thân, nhưng Kiều Như Long đối Đường Kinh Vĩ vẫn là đã làm giải, Đường Kinh Vĩ hẳn là không dạng này lá gan, nhằm vào Diệp Thanh Nhã sự tình tình nhìn qua cao minh, nhưng trên thực tế phi thường ngu xuẩn. Kiều Như Long nghĩ đến một người, hắn quyết định tự mình đi một chuyến đi chứng thực. Hà Đông tập đoàn tại kinh lịch phạm vi lớn sấm mùa xuân hành động về sau nguyên khí đại thương, đến nay Phan Vệ Đông vẫn tại hải ngoại chưa có trở về. Bất quá theo hành động kết thúc, hết thảy cũng đang từ từ khôi phục bình thường. Hà Đông tổng giám đốc Phan Thiên Hóa tại sân đánh gôn bên trong nhàn nhã huy can, đánh xong xinh đẹp một cây về sau, hắn phát hiện một chiếc xe chạy hướng mình, trong xe ngồi Kiều Như Long. Phan Thiên Hóa đưa bóng cán đưa cho trợ thủ, chủ động đón lấy chiếc xe kia, cười nói, Kiều Tổng, rất lâu không gặp ngươi đến đánh cầu. Kiều Như Long chờ xe dừng hẳn về sau, đi xuống, bác sĩ nói ta trước mắt còn không thích hợp vận động dữ dội. Phan Thiên Hóa nhẹ gật đầu, quan sát một chút Kiều Như Long hồng nhuận sắc mặt, suy đoán ra hắn hiện tại tình trạng cơ thể khôi phục không tệ, Phan Thiên Hóa cũng từ đáy lòng vì Kiều Như Long cảm thấy cao hứng. Kiều Như Long chỉ nơi xa, bên kia đi một chút. Phan Thiên Hóa lấy xuống thủ sáo ném cho trợ thủ, bồi tiếp Kiều Như Long hướng về phía trước đi đến. Tề Sảng là Phan Thiên Hóa con gái tư sinh, Phan Thiên Hóa mặc dù nuôi dưỡng nàng trưởng thành, nhưng là từ đầu đến cuối không có thừa nhận qua nữ nhi này. Đương nhiên đây cũng là gia tại gia đình cân nhắc. Nhưng Phan Thiên Hóa làm sao cũng không nghĩ tới, nữ nhi sẽ cùng Kiều Như Long liên hệ với nhau. Vừa lúc bắt đầu, Phan Thiên Hóa cũng không muốn nữ nhi thành là tình nhân của người khác, nhưng nữ nhi tập trung tinh thần quyết định Kiều Như Long, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hắn biết Kiều Như Long bối cảnh, chính là bởi vì đây, hắn cũng vô cùng cẩn thận, như không tất chỉ có thể là không cùng Kiều Như Long phát sinh liên hệ. Thậm chí nữ nhi về sau là Kiều Như Long sinh ra hài tử, Phan Thiên Hóa cũng chỉ là yên lặng sắp xếp xong xuôi hết thảy, hắn phi thường rõ ràng thân phận của mình, coi như Kiều Như Long chưa lập gia đình, lấy thân phận của hắn, nữ nhi cũng không có gả nhập Kiều gia khả năng, mặc dù có đôi khi trong lòng là nữ nhi cảm thấy ủy khuất, nhưng là chỉ cần nữ nhi nguyện ý hắn cũng không tiện nói gì. Đầu năm đột nhiên xuất hiện sấm mùa xuân hành động đánh cái Phan Thiên Hóa một trở tay không kịp. Lần này ảnh hưởng chi lớn đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Nữ nhi nhìn ở trong mắt, cầu trợ ở Kiều Như Long, cũng là Kiều Như Long ra mặt mới khiến cho hắn hai cha con thuận lợi qua cửa này. Phan Thiên Hóa làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện này đi qua không lâu, Kiều Như Long liền qua, Phan Thiên Hóa đối sự thật này bên trên con rể đã quan tâm lại kiêm kỵ. Kiều Như Long nói, ta đầu tuần đi Hương Giang nhìn thấy người cho Tiểu Sảng vừa mua phòng ốc. Chuyện lớn như vậy cho nên... Bất quá còn tốt hắn tới đính, giải phẫu ghép tim thành công, sự nghiệp bên trên nguy cơ cũng an ổn độ. Phan Thiên Hóa cười tủm tỉm nói, ta thiếu nàng quá nhiều, ở trên người nàng tiêu ít tiền ta nguyện ý. Hắn không có cho nữ nhi đầy đủ tình thương của cha, chỉ có thể dùng tiền tài bồi thường. Kiều Như Long nói, ngươi không nên để Vệ Đông tham gia tế thế tập đoàn. Phan Thiên Hóa giải thích nói, ta đầu ba thành, cái này ba thành hai người bọn hắn đều chiếm một nửa. Kiều Như Long nói, phía đầu tư bột Tiểu Sảng rất lành nghề, ta từ không lo lắng ánh mắt của nàng, cho nên ta từ không nhúng tay vào. Dừng lại một chút lại nói, cũng không hy vọng người khác nhúng tay. Phan Thiên Hóa nói, ta không có nhúng tay. Hắn đầu tư tế thế nguyên nhân gây ra cũng là lần này sấm mùa xuân hành động, hắn bắt đầu có cảm giác nguy cơ, khó trách cơ bộ Diêu lại đột nhiên lựa chọn biến mất, tại hắn biến mất về sau, toàn bộ Lam Tinh tập đoàn tiến hành toàn diện chuyển hình. Phan Thiên Hóa thừa dịp Lam Tinh chuyển hình, giá thấp tiếp thủ không ít vật nghiệp, nhưng bây giờ quay đầu nhìn mới ý thức tới mình nhảy tới cơ bộ Diêu dự đoán đào xong trong hầm. Hộp đêm sinh ý mặc dù tiền dễ kiếm, nhưng là cũng có được lớn lao phong hiểm, hơi không cẩn thận, cả bàn đều thua. Nhận thức đến nguy cơ Phan Thiên Hóa cũng quyết định nếm thử chuyển hình, hắn cùng nữ nhi nói qua về sau, Tề Sảng đề nghị hắn ném một bộ phận tiền tại tế thế. Phan Thiên Hóa hy vọng nhi tử Phan Vệ Đông giống nữ nhi một dạng xử lý đang lúc sinh ý, hiện tại nhi tử cũng tại Hương Giang, chẳng lẽ hắn nhúng tay tế thế sinh ý. Kiều Như Long nói, Vệ Đông kinh thương tư duy còn dừng lại tại quá khứ, tiếp tục như vậy rất nguy hiểm, Tiểu Sảng cùng ta nói qua chuyện của các ngươi, ta cho là các ngươi nên chuyển đổi một chút ý nghĩ. Phan Thiên Hóa nhẹ gật đầu, chớ nhìn hắn tại Lan Hoa môn ai cũng không phục, nhưng là đối cái này con rể lại là chịu phục cực kỳ. Kiều Như Long nói, thế giới này không thiếu đầu tư cơ hội, nhưng là đầu tư có đầu tư quy tắc.
hôm nay có người đi đe dọa ta vợ trước, chuyện này đã kinh động đến cảnh sát. Phan Thiên Hóa sửng sốt một chút, cái này sẽ không theo con của mình có quan hệ à? Nếu như hắn làm như vậy, quả thực là xuẩn thấu. Kiều Như Long nói, khả năng có người ngại Đường Thiên Nhất chết còn chưa đủ nhanh, cũng có thể là cảm giác đến chính mình thủ đoạn phi thường cao minh, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết là tại vẽ rắn thêm chân. Phan Thiên Hóa thấp giọng nói, ta sẽ hảo hảo ước thúc hắn, để hắn về sau đừng lại nhúng tay tiểu sảng sự tình. Kiều Như Long đối Phan Thiên Hóa thái độ biểu thị hài lòng, nhẹ giọng thở dài nói, ta nghĩ rõ. Một, Phan Thiên Hóa mím môi, tràn đầy đồng cảm, nhớ tới đáng yêu ngoại tôn, cả trái tim đều manh hóa. Kiều Viễn Giang chuyên tới một chuyến kinh thành, hắn đem nắm giữ vật liệu tất cả đều đưa đến phụ thân trong tay. Kiều Lão nhìn kỹ xong những tài liệu này, ánh mắt sáng người tiếp cận Kiều Viễn Giang nói, những tài liệu này ngươi là từ chỗ nào đạt được? Kiều Viễn Giang nói, ta cùng Đường Kinh Vĩ đã sớm nhận biết, hắn muốn ta cùng Như Long biện hộ cho, nhưng Như Long căn bản không nể mặt ta, ta nguyên lai dự định mặc kệ, nhưng Đường Kinh Vĩ lại đưa tới cho ta những tài liệu này, ta cảm giác can hệ trọng đại, vẫn là tự mình đến một chuyến. Kiều Lão nói, thật xa từ Nam Giang trở lại kinh thành, xem ra ngươi cùng Đường Kinh Vĩ quan hệ không ít a. Kiều Viễn Giang nói, mấy chục năm giao tình, hắn lại chỉ có một đứa con trai, luôn cảm thấy khả năng giúp đỡ vẫn là giúp một cái. Kiều Lão nói, những tài liệu này nhìn bề ngoài giống như mỗi một đầu đều cùng Như Long có quan hệ, nhưng trên thực tế đều là chút tin đồn nội dung, cũng không có gì chứng cứ rõ ràng, Như Long chuyện tình cảm đã sớm lật thiên, không thể bởi vì nhà này đầu tư cùng Như Long có quan hệ gì. Dù sao cũng phải xuất ra chứng cứ xác thực mới tính đi. Hắn tướng những tài liệu kia ném tới trên bàn công tác, lạnh nhạt nói, những tài liệu này không dọa được Như Long. Hai mắt sâu tiếp cận Kiều Viễn Giang hai mắt, thấp giọng nói, ngươi làm sao khẩn trương như vậy? Kiều Viễn Giang lộ ra một nụ cười khổ sở, cha, nếu như không phải là vì Kiều gia, ta mới sẽ không chuyên trở về một chuyến, ta biết người đau lòng Như Long, cũng biết người đối với hắn ôm có rất lớn kỳ vọng, thế nhưng là hắn từ khi tại Đông Châu phát sinh trận kia biến cố, có không ít cải biến. Kiều Lão không nói gì, Kiều Viễn Giang cho là mình làm ra tác dụng, van nài bà thầm nghĩ, người thường nói mỗi người đều muốn là hành vi của mình phụ trách, Như Long đã lớn lên, hắn hẳn là nhận thức đến mình vai chịu trách nhiệm, không thể tùy theo tính tình của mình đi làm việc, muốn đầu tiên nghĩ đến Kiều gia danh dự. Ngươi cảm thấy hắn ảnh hưởng đến Kiều gia danh dự rồi. Kiều Viễn Giang nhẹ gật đầu, nếu như không phải hắn không hiểu được ước thúc mình, làm sao lại cùng Thanh Nhã nháo đến ly hôn tình trạng. Khiến cho người cùng Diệp thúc thúc. Kiều Lão ánh mắt lạnh lùng tướng Kiều Viễn Giang lời kế tiếp bước cho trở về. Kiều Viễn Giang nói, cha, phát sinh qua sự tình ta không nên nhắc lại, nhưng là bây giờ Như Long là Triệu Phi Dương ra mặt, đem Đường Kinh Vĩ làm cho cũng nhanh cùng Đường mặt lộ, người có biết hay không, tế thế đầu tư thu mua Trường Hưng bệnh viện sự tình. Kiều Lão nhìn lướt qua trên mặt bàn vật liệu, ý là tất cả đều bày ở chỗ này đây, người đây không phải nói nhảm sao. Kiều Viễn Giang nói, nếu như người ta cắn chuyện này không thả, không quan tâm tướng ảnh hưởng khuếch đại, sợ rằng sẽ làm không được khá kết thúc. Kiều Lão nói, ta sẽ cùng Như Long hảo hảo nói chuyện. Kiều Viễn Giang âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phụ thân nói như vậy chẳng khác nào đáp ứng can thiệp chuyện này, tin tưởng Kiều Như Long hẳn là sẽ có chỗ thu liễm. Kiều Lão lại nói, hiện tại chúng ta tâm sự ngươi cùng cái kia Đường Kinh Vĩ đến cùng là quan hệ như thế nào. Kiều Viễn Giang cười nói, cha, ta không phải giải thích với ngươi qua, ta quen biết hắn rất nhiều năm, ta tại Thả An thời điểm liền cùng hắn rất quen thuộc. Kiều Lão nói, vì một cái dạng này người ngươi lại nhiều lần tới tìm ta, nếu như ta nhớ không lầm, người đời này vẫn là lần đầu khẩn trương như vậy người khác sự tình. Kiều Viễn Giang nội tâm thình thịch trực nhảy, cha, bằng hữu của ta vốn là không có mấy cái. Ngươi chừng nào thì cùng thương nhân làm bằng hữu. Kiều Viễn Giang nói, cha, người yên tâm, ta chắc chắn sẽ không tại kinh tế bên trên thất bại. Nói xong lại tranh thủ thời gian nói bổ sung, sinh hoạt tác phong bên trên càng sẽ không. Thể chế bên trong hai phương diện này không xảy ra vấn đề trên cơ bản liền sẽ không phạm sai lầm lớn. Kiều Lão vẫn cảm thấy có chút bất an, đại nhi tử đối với chuyện này quá để ý, biết con không khác ngoài cha, nếu như Kiều Viễn Giang thật sự là ra ngoài hữu nghị làm như vậy ngược lại không tính là gì, liền sợ hắn bị Đường Kinh Vĩ bức hiếp, chẳng lẽ hắn có nhược điểm gì rơi trong tay người khác. Cho nên rõ ràng không tình nguyện nhưng lại không thể không kiên trì tìm đến mình. Kiều Lão nói, Viễn Giang, chủ động làm một chuyện cùng bị động làm một chuyện khác nhau rất lớn, nếu có người dám can đảm áp chế ngươi lần thứ nhất,
chẳng mấy chốc sẽ có lần thứ hai, ngươi nên minh bạch ta ý tứ. Kiều Viễn Giang không dám nhìn thẳng phụ thân, hắn ý thức được phụ thân khả năng nhìn ra cái gì, cố nặn ra vẻ tươi cười nói cha, người nghĩ đi đâu vậy, ta là xem ở mấy chục năm giao tình phân thượng. Kiều lão chỉ vào trên bàn chỗ tài liệu đó nói, hắn tướng những vật này giao cho ngươi liền có áp chế Kiều gia ý tứ, loại người này ngươi muốn rời xa. Triệu Phi Dương mặt đã tiêu sưng, bất quá hai con mắt tụ huyết nghiêm trọng hơn, hốc mắt tím xanh nhìn qua tựa như cái gấu trúc, xưa nay do ngoài ý muốn biểu hình tượng hắn phi thường phiền muộn. Không qua đầu óc của hắn đã triệt để bình tĩnh lại, Triệu Phi Dương suy tư chuyện này chân tướng, hắn nhận thức đến một cái cực kỳ đáng sợ hiện thực, có người đang lợi dụng chuyện này chèn ép Đường Kinh Vĩ. Triệu Phi Dương có chút bận tâm sự tình tiếp tục diễn biến xuống dưới sẽ thoát ly trưởng khống, tế thế muốn dùng như thế giá tiền thấp nuốt vào Đường Kinh Vĩ cổ phần trong tay, tất nhiên sẽ dẫn phát liên tiếp vấn đề, nếu như nói Trường Hưng bệnh viện mắt trước giá trị rút lại đến loại tình trạng này, mình khẳng định sẽ gánh chịu quản lý trách nhiệm, dù sao lúc trước Hoa Niên đầu cho Trường Hưng bệnh viện 30 ức đều là có theo nhưng cha, nếu như nói những này cổ phần biến thành 1 tỷ, khẳng định là hắn vấn đề. Đường Kinh Vĩ ý tứ cũng hết sức rõ ràng. Hắn biết mình cùng tế thế đầu tư có lui tới. Mặc dù Triệu Phi Dương phi thường cẩn thận, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vạn nhất bị Đường Kinh Vĩ nắm được cán phiền phức nhưng lớn lắm. Ngay tại Triệu Phi Dương do dự có phải hay không cùng Kiều Như Long nói chuyện tạm thời không nên đem Đường Kinh Vĩ bước đến tuyệt cảnh thời điểm. Kiều Như Long chủ động đến tìm hắn, nói cho hắn biết Đường Kinh Vĩ đã đồng ý tướng cổ quyền chuyển nhượng cho tế thế tập đoàn, giá cả nhường 100 triệu. Cái này cùng ban sơ tế thế tập đoàn nói lên 1 tỷ chênh lệch rất xa, ngược lại càng tiếp cận Đường Kinh Vĩ một phương 30 ức báo giá. Triệu Phi Dương tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút kỳ quái, dựa theo ý nghĩ của hắn, 2 tỷ hoặc là 2-15 ức mới là một hợp lý giá cả, mặc dù tài sản rút lại, nhưng là có thể quy tội Hoa Niên tập đoàn nợ vụ nguy cơ ảnh hưởng trái chiều, vì sao Kiều Như Long tại chiếm hết ưu thế tình trạng hạ lựa chọn nhượng bộ rồi. Kiều Như Long cũng không có nói cho Triệu Phi Dương tình hình thực tế, chuyện này đã kinh động đến gia gia của hắn, gia gia đã biết tế thế đầu tư người quản lý là tề sảng, mặc dù Kiều Như Long cũng không cổ phần, nhưng là nghĩ lừa gạt lão gia tử không dễ dàng như vậy. Kiều lão ngữ khí nghiêm túc đem hắn khiển trách một trầu, đây là tại Diệp Thanh Nhã bị đe dọa sự kiện không có bị hắn biết đến điều kiện tiên quyết, nếu như Kiều lão biết chuyện này, chỉ sợ muốn lôi đình tức giận rồi. Tại chuyện này trong cả quá trình, Kiều Như Long là nhất minh bạch cái kia, lửa không thể không ngừng nghỉ lan tràn xuống dưới, không phải liền chính hắn đều muốn bị liên lụy, mặc dù không thể đạt thành muốn mục tiêu, nhưng 29 ức giá cả đã là tương đương hợp lý, tương đương với Hoa tập đoàn tại Trường Hưng bệnh viện đầu cái. Kiều Như Long cho ra lý do tương đương hợp lý, Phi Dương, Đường Kinh Vĩ cầu đến đại bá ta nơi đó, bọn hắn là nhận biết bằng hữu nhiều năm, đại bá ta mở miệng, mặt mũi này ta phải cho. Triệu Phi Dương nói, kỳ thật coi như ngươi không nói, ta cũng định cho bọn hắn chừa chút chỗ trống, dù sao hợp tác một trận, hiện tại Hoa Niên tập đoàn tình trạng không thể lạc quan, nếu như chúng ta biến thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, không bài trừ bọn hắn sẽ cho cùng dứt dậu khả năng. Kiều Như Long gật đầu nói, hiện tại Trường Hưng bệnh viện không tồn tại vấn đề gì. Triệu Phi Dương nói, không, còn có trong thành phố một quan muốn qua, mặc dù Đường Kinh Vĩ đồng ý chuyển nhượng, nhưng là còn có 20% cổ phần ở trong thành phố. Triệu Phi Dương cái gọi là vấn đề tại Kiều Như Long nơi này căn bản cũng không gặp nhắc lên, hắn lạnh nhạt nói, không cần ngươi quan tâm, ta cùng Uông thư ký chào hỏi. Triệu Phi Dương như chút được gánh nặng, đột nhiên cảm giác được mình trận đánh này không có uổng phí chịu. Kiều Như Long nói, số tiền này đối Hoa Niên khởi không đến bất kỳ tác dụng gì, Phi Dương a, ngươi về sau an tâm kinh doanh Trường Hưng, tranh thủ tướng Tân Y Viện mau chóng kiến thiết. Triệu Phi Dương nói, lần này may mắn mà có người hỗ trợ, không phải. Một, Kiều Như Long cười nói, người cùng ta liền không cần khách khí, ta xem qua Trường Hưng tư liệu, trên thực tế là Hoa Niên trở ngại Trường Hưng phát triển, tế thế bên kia tài chính sẽ không có vấn đề gì, các ngươi kiến thiết tiến độ cũng hẳn là gia tăng. Triệu Phi Dương nói, ta ngày mai liền chuẩn bị đi trở về. Kiều Như Long nhìn qua Triệu Phi Dương dáng vẻ chật vật. Đoán chừng hắn coi như trở về trong thời gian ngắn cũng không mặt mũi ra gặp người, hảo tâm khuyên nhủ một câu, không cần thiết vội vã trở về, có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Triệu Phi Dương nói, nghĩ nhi tử. Kiều Như Long không nói chuyện, kỳ thật mỗi cái phụ thân nội tâm đều là mềm mại, ân cần nói, Thiên Hành hiện tại thế nào? Triệu Thiên Hành là hắn con nuôi, danh tự này hay là hắn khởi đây này? Triệu Phi Dương cười nói, rắn chắc đây.
Kiều Như Long cũng nở nụ cười, hai ngày nữa ta đi Đông Châu nhìn hắn. Hắn cũng không phải qua loa, lần trước nhìn thấy Triệu Thiên Hành vẫn là gầy gò nho nhỏ một con em bé, nhớ tới đứa bé kia, Kiều Như Long trong lòng tràn đầy yêu yêu. Lúc này Từ Dĩnh đến đây, cầm trong tay cho Triệu Phi Dương nấu canh. Kiều Như Long chấm dứt chuyện này, cũng không có ở lâu ý tứ, hắn hướng Từ Dĩnh cười cười, vất vả. Từ Dĩnh tướng cả mền buông xuống, đưa Kiều Như Long đi ra ngoài, sau khi trở về, chuẩn bị cho Triệu Phi Dương thỉnh canh. Triệu Phi Dương nói, ngươi không vội, đúng, ngươi hôm nay không phải muốn tham gia thư họa giao lưu hội sao? Từ Dĩnh một bên thỉnh canh vừa nói, đi một chuyến, không có ý gì, nghĩ đến một mình ngươi tại khách sạn không ai chiếu cố, cho nên vẫn là tới xem một chút. Triệu Phi Dương tiếp nhận xem xét, nhìn không được cười nói, lại là canh xương hầm a, ngươi sao tin tưởng ăn cái gì bổ cái gì? Từ Dĩnh nói, ngươi còn đừng không tin, ta chuyên môn điều tra, gãy xương người bệnh uống canh xương hầm là có đạo lý, canh xương hầm chứa đại lượng canxi nguyên tố, protein, xương dính liền protein các loại thành phần dinh dưỡng, có thể bổ mạo xương doanh nuôi, xúc tiến gãy xương bộ vị khép lại. Triệu Phi Dương nói, ngươi biết canxi nguyên tố hơn phân nửa nhân thể là không thể hấp thu sao? Từ Dĩnh nói, ta mặc dù là học tâm lý, nhưng ta đại học đọc cũng là y học chuyên nghiệp. Canxi đại bộ phận là lấy kết hợp tính canxi muối hình thức bị nhân thể hấp thu, chủ yếu là thông qua tràng đạo, thận, cùng mồ hôi dịch, nước tiểu các loại đường tắt, hấp thu khung máy bên trong canxi, nhân thể mỗi ngày có thể hấp thu canxi là thu hút canxi 30%, người trưởng thành mỗi ngày canxi cần lượng ước chừng là 360mg, cho nên người mỗi ngày chỉ ít cần thu hút chỉ ít 11g canxi. Triệu Phi Dương cười nói, ta liền bội phục ngươi làm chuyện gì đều chăm chú dáng vẻ. Từ Dĩnh trong lòng thầm nghĩ, vậy cũng phải phân là đối ai, ta là đối ngươi sự tình chăm chú, đáng tiếc ngươi vẫn luôn không có phát hiện, nàng cùng Triệu Phi Dương tựa như là hai đầu đường thẳng song song, lẫn nhau làm bạn nhưng lại chưa bao giờ có tương giao cơ hội. Triệu Phi Dương đem chén kia canh xương hầm uống xong, Từ Dĩnh lại cho hắn bới thêm một chén nữa. Triệu Phi Dương không ngừng kêu khổ nói, hăng quá hóa dở, đã bổ một giờ canxi. Từ Dĩnh nói, 500mg. Ta chính xác tính toán qua. Triệu Phi Dương đành phải lại uống một bát. Từ Dĩnh nói, Phi Dương, Đường Thiên Nhất sự tình ngươi dự định giải quyết như thế nào? Triệu Phi Dương nói, ta càng nghĩ, vẫn là có ý định tha hắn một lần. Từ Dĩnh mặt lộ vẻ vui mừng thật. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, dù sao hợp tác một trận, Đường Kinh Vĩ mặc dù bất nhân, ta không thể bất nghĩa. Từ Dĩnh ôn nhu nói, để ba phần gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Đường Kinh Vĩ người kia lúc trước có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập hai đại đưa ra thị trường công ty, đủ để chứng minh người này là rất có thủ đoạn, người không có tất yếu cùng hắn trở mặt thành thù. Triệu Phi Dương trong lòng âm thầm cười lạnh, cựu oán đã sớm kết, hiện tại nhượng bộ đơn giản là để mâu thuẫn chậm một đoạn thời gian bộc phát, Đường Kinh Vĩ không lại bởi vì hắn buông tha Đường Thiên Nhất mà cảm tạ, mình cũng không lại bởi vì Đường Kinh Vĩ từ bỏ Trường Hưng mà buông xuống đối cựu hận của hắn. Cuối cùng có một ngày bọn hắn sẽ còn ngõ hẹp gặp nhau. Đường Kinh Luân đặc địa đến nhà hướng Hứa Thuần Lương biểu đạt cảm ơn. Hứa Thuần Lương cảm giác hắn có chút không hiểu thấu, mình rõ ràng không có giúp bọn hắn làm cái gì, coi như tạ cũng không nên tạ đến trên đầu của mình. Bất quá Đường Kinh Luân lần này cũng không uổng công, chỉ ít thông qua Đường Kinh Luân biết Triệu Phi Dương cùng Đường Thiên Nhất ở giữa tranh chấp đã có một kết thúc. Đường Tổng, người nói là Trường Hưng cổ phần các ngươi đã đáp ứng bán. Đường Kinh Luân gật đầu nói, không phải đâu, ngươi cho là bọn họ sẽ bỏ qua Thiên Nhất. Hứa Thuần Lương nói, Đường Thiên Nhất không dễ dàng như vậy ra đi. Đường Kinh Luân nói, nước tiểu kiểm dương tính, câu lưu khẳng định là muốn, mấu chốt là mấy cái kia đánh người ra hỏa đều sửa lại khẩu cung, thừa nhận bọn hắn là vu hãm Thiên Nhất, Triệu Phi Dương chuyện bị đánh cùng Thiên Nhất không quan hệ. Hứa Thuần Lương có chút bát quái mà hỏi thăm, ai làm? Đường Kinh Luân thở dài nói, lấy đầu óc của ngươi chẳng lẽ sẽ đoán không được. Hứa Thuần Lương lắc đầu, các ngươi cả đám đều mưu tính sâu xa, cáo già, ta nếu có thể chơi qua các ngươi lúc trước cũng sẽ không bị bách rời đi Trường Hưng. Đường Kinh Luân nghe hắn nói như vậy nhìn không được bật cười, Thuần Lương a, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ngươi bây giờ là càng ngày càng tốt, lúc trước nếu như ngươi kiên trì không rời đi, ai cũng không thể bức ngươi rời đi đi, chúng ta đem cái khác dứt bỏ tạm thời bất luận. Ta đối với ngươi như vậy. Ta đã có làm hay không có lỗi với ngươi sự tình. Hứa Thuần Lương nói, Đường Tổng, hiện tại chúng ta trò chuyện cái này cũng không có ý gì. Cổ nhân nói người chuyển sống cây chuyển chết. Nếu như ta còn lưu tại Trường Hưng,
liền hiện tại cục này thế, cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, ta cũng đến đi theo không may, nào có khoanh tay đứng nhìn bàng quan cơ hội a. Đến trước mắt một bước này, bọn hắn lẫn nhau ở giữa xác thực không nhiều lắm lợi hại quan hệ, cho nên ngược lại có thể ngồi cùng một chỗ nói thoải mái. Đường Kinh Luân nói, Thuần Lương a, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy giữa chúng ta tính khí hợp nhau, vốn nên là trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Ta cũng một mực rất coi trọng ngươi, chỉ tiếc ta tại Hoa Niên nhận xa lánh, ta tôn này nê Bồ Tát nghĩ bảo đảm ngươi kia là lòng có dư lực không đủ. Hứa Thuần Lương nói, ta minh bạch, đại ca ngươi không tín nhiệm ngươi. Đường Kinh Luân thở dài một hơi nói, nhìn thấy Hoa Niên tập đoàn đi đến một bước này, đau lòng nhất người là ta, mặc dù ta đại ca một tay tạo dựng Hoa Niên cùng Gia Niên, nhưng là ta ở trong đó nỗ lực tâm huyết một chút cũng không thể so với hắn ít, hắn không có học qua hệ thống quản lý. Lúc trước sở dĩ có thể đem xí nghiệp làm như thế đại dã thành phần có vận khí, bởi vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, Đường Kinh Vĩ loại kia cũng xứng xưng anh hùng. Đường Kinh Luân nói, Hoa Niên tập đoàn thời điểm huy hoàng nhất tại toàn bộ Bình Hải đứng hàng trước ba, gia tộc của chúng ta tài phú cũng từng leo lên qua trong nước 50 vị trí đầu. Hứa Thuần Lương nói, như thế lớn gia nghiệp bị các ngươi ngắn ngủi mấy năm cho bại thành cái dạng này, không phục không được. Đường Kinh Luân cũng không ngại Hứa Thuần Lương châm chọc, cười nói, tạo hóa trêu ngươi, có rất nhiều người đem nhầm thời vận là có thể lực. Không phải ta nghĩ, từ chối trách nhiệm, lúc trước ta đại ca mù quáng tiến hành hải ngoại khuếch trương thời điểm ta liền nhắc nhở qua hắn không thể làm, đến một lần khuếch trương đến quá nhanh, thứ hai cấp trên không có khả năng cho phép ngươi tướng nhiều như vậy vốn liếng vùi đầu vào hải ngoại. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì, cái gì hải ngoại cũng mua đầu tư. Đơn giản là các ngươi rửa tiền thủ đoạn thôi, tập đoàn xuất hiện lớn như vậy thiếu hụt, nhưng các ngươi người tài phú nhận ảnh hưởng không lớn, dựa theo quá khứ thói quen, nếu như Hoa Niên nợ nần gây dựng lại triệt để thất bại, cái này hai huynh đệ 89 phần 10 muốn lẩn trốn hải ngoại. Đường Kinh Luân tiếp tục nói, tại ta phát hiện tập đoàn chiến lược phương hướng sai lầm về sau, là ta khởi động bố cục lớn khỏe mạnh sản nghiệp, nhưng ta tân tân khổ khổ đem cái bàn dựng sau khi thức dậy, ta đại ca lại đem ta đá một cái bay ra ngoài. Hứa Thuần Lương đối với cái này ngược lại là phi thường rõ ràng, cho nên ngươi liền quay giáo một kích. Đường Kinh Vĩ có một đoạn thời gian lựa chọn lui khỏi vị trí phía sau màn cũng không tình nguyện, mà là bị bộc ra một loạt bê bối về sau mà không thể không lựa chọn để bước. Cũng là lần kia bê bối phong bạo, Đường Kinh Luân mới lấy leo lên Hoa Niên CEO vị trí, chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, cũng không lâu lắm quyền lực của hắn lại lần nữa bị giá không. Hiện tại Hoa Niên tập đoàn đã là thủng trăm ngàn lỗ. Đường Kinh Luân đối Hoa Niên cũng là nản lòng thoái chí. Thuần Lương, nếu như không phải ta đại ca quá phận, ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này, nhưng bây giờ ta tính nhìn thấu, đại thế đã mất, không phải sức người có thể vãn hồi. Đường Kinh Luân thần sắc ảm đạm. Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái, hôm nay con hàng này đem mình làm chi tâm đại ca, lời gì đều ngược lại hạt đậu giống như nói ra, đến tột cùng có mục đích gì? Chẳng lẽ là muốn thông qua biểu hiện ra thành ý đến cảm động ta cùng ngươi hợp tác? Nằm mơ đi thôi, người nhà bây giờ còn có giá trị gì? Đừng nhìn đỉnh lấy Hoa Niên CEO danh hiệu, nhưng thật ra là phụ ông một cái, sao ta còn nghèo? Hứa Thuần Lương nói, Đường Thiên Nhất sự tình như là đã giải quyết, các ngươi vẫn là tốt tốt xử lý một chút nợ nần vấn đề, 29 ức cũng không ít. Đường Kinh Luân cười khổ nói, người có biết hay không lần này đến tột cùng là giải quyết như thế nào vấn đề? Hứa Thuần Lương kỳ thật cũng rất tò mò. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Thanh Nhã nhận lấy uy hiếp, cho nên Kiều Như Long mới lựa chọn nhượng bộ. Đường Kinh Luân nói, ta mới biết được ta đại ca cùng Kiều Viễn Giang giao tình thế mà sâu như vậy. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, Kiều Viễn Giang cùng anh em nhà họ Đường nhận biết cũng không kỳ quái, đi qua mới khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện thành lập thời điểm, Đường Kinh Luân còn xin hắn đi qua cắt băng đâu, về sau bởi vì đạt được mình kịp thời thông báo, Mai Như Tuyết mới nhắc nhở hắn lâm thời cải biến hành trình. Lấy Hứa Thuần Lương đối Kiều gia hiểu rõ, Kiều Viễn Giang tại Kiều gia cũng không có bao nhiêu tồn tại cảm, thậm chí liền Kiều Như Long, Mai Như Tuyết những bọn tiểu bối này đều không thế nào cầm lấy giấy nợ của hắn, Kiều Viễn Giang thế mà nguyện ý vì Đường gia sự tình tình ra mặt. Giống như có chút không hợp với lẽ thường. Có thể để cho một người dốc hết toàn lực giúp người đi làm việc, một là tình cảm của các người đúng chỗ, còn có một cái khả năng chính là người này có nhược điểm bị người bắt được, Hứa Thuần Lương cảm thấy rất có thể là cái sau. Đường Kinh Luân nói, Thuần Lương, người cùng Kiều gia quan hệ không tệ, có thể hay không giúp ta một chuyện. Hứa Thuần Lương tiếp cận Đường Kinh Vĩ hai mắt, nói nhiều như vậy đều là vì chuyện này làm chuẩn bị.
Hứa Thuần Lương nói, ta vẫn là câu nói kia, không muốn lẫn vào chuyện của các ngươi. Đường Kinh Luân nói, ta có chuyện rất trọng yếu muốn gặp Kiều lão. Hứa Thuần Lương ha ha nở nụ cười, Đường Tổng, không cần ta lại hướng ngươi lặp lại một lần a. Trước đây hắn liền minh xác nói cho Đường Kinh Luân mình cùng Mai Như Tuyết chia tay. Đường Kinh Luân nói, việc này liên quan đến Mai Tích Tình. Ai? Đường Kinh Luân gằn từng chữ, Mai Như Tuyết mẫu thân Mai Tích Tình. Hứa Thuần Lương nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà, nàng giống như đã sớm đã qua đời. Đường Kinh Luân nói, ta nói chính là nàng khi còn sống sự tình. Hứa Thuần Lương nói nghe một chút, nhìn xem có giá trị hay không. Đường Kinh Luân lưu lộ ra một bộ không thấy thỏ không thả chim ưng biểu lộ. Hứa Thuần Lương nhìn xem đã cảm thấy phiền chán, không chịu nói, đó chính là không tín nhiệm ta, được rồi. Đường Kinh Luân nói, sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi 100 vạn. Ngươi cái này là công nhiên đút lót, mặc dù cái này 100 vạn kiếm rất dễ dàng, nhưng Hứa Thuần Lương cũng không động tâm, chỉ cần hắn muốn kiếm tiền, 100 vạn tính là gì. Chỉ là giúp ta sáng tạo một cái cơ hội, vô luận là có hay không thành công, ta đều sẽ trả tiền, nếu như ngươi không tin, ta hiện tại liền có thể trả cho ngươi. Đường Kinh Luân dừng lại một chút nói bổ sung tiền mặt. Hứa Thuần Lương lắc đầu, ta đối tiền không hứng thú, đối ngươi cái gọi là bí mật càng không có hứng thú, ngươi đến nhầm địa phương. Đường Kinh Luân nói, ngươi đối Mai Như Tuyết cũng không có tình cảm sao. Hứa Thuần Lương lạnh lùng nhìn qua Đường Kinh Luân gương mặt, ta cùng chuyện của nàng không tới phiên ngươi quan tâm, Đường Tổng, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, làm người đứng xem ta khuyên ngươi cùng đại ca của ngươi một câu, nghĩ bồi người ta chơi bơi hí, các ngươi chưa hẳn đủ tư cách. Vô luận các ngươi áp dụng như thế nào thủ đoạn vượt qua nguy cơ lần này, tốt nhất hiểu được thấy tốt thì lấy đạo lý. Đường Kinh Luân còn muốn tiếp tục nói cái gì, lúc này Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên. Hứa Thuần Lương hướng hắn cười cười, chỉ điện thoại, Đường Kinh Luân minh bạch người ta tại hạ lệnh trục khách, hắn đứng dậy rời đi. Điện thoại là mẹ nuôi Lâm Tư Cẩn đánh tới, nàng không biết từ chỗ nào nghe nói Diệp Thanh Nhã bị đe dọa sự tình, cho nên trước tìm Hứa Thuần Lương hỏi cho ra nhẽ. Hứa Thuần Lương nói cho nàng đoán chừng là cái đùa ác, trước mắt đã trải qua tướng Diệp Thanh Nhã đưa về nhà, sự tình cũng đi qua, hắn thuận tiện nói cho Lâm Tư Cẩn đề nghị Diệp Thanh Nhã đi Nguy Sơn Hồ một vùng siêu tầm dân ca sự tình. Lâm Tư Cẩn biểu hiện được phi thường tích cực, để Hứa Thuần Lương mau chóng an bài, chỉ cần Diệp Thanh Nhã chứng thực thời gian, nàng bên này lập tức liền xin phép nghỉ tiến về. Bên này phủ lên Lâm Tư Cẩn điện thoại, bên kia Phó Quốc Dân đánh vào, quán đồ nướng thủ tục đã toàn bộ xong xuôi. Dự định trời tối ngày mai liền thử kinh doanh, mời Hứa Thuần Lương đi qua cổ động, hắn cũng mời Triệu Phi Dương, bất quá Triệu Phi Dương sáng sớm ngày mai về Đông Châu, là không thể nào đi qua. Hứa Thuần Lương cùng hắn hẹn xong thời gian, sân khấu thông chi hắn khách tới thăm, Phổ Kiến cùng Trần Thiên Phàm cùng đi. Phổ Kiến sau khi vào cửa liền nói không ngừng, khách sạn này quy củ thật nhiều, còn đăng ký thẻ căn cước, ta cùng lão Trần còn có thể làm gì phi pháp hoạt động sao thế? Hứa Thuần Lương nói, người ta là chính quy khách sạn 5 sao, khách tới thăm đều phải đăng ký. Trần Thiên Phàm nói, còn không bằng ta cơ quan ở dễ chịu, gian phòng kia có chút ít. Hứa Thuần Lương nói, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Phổ Kiến nói, còn thiếu nữ nhân. Hứa Thuần Lương nói, ít ở chỗ này kéo con bê, hai người các ngươi tới làm gì? Phổ Kiến nói, ta là nhận ủy thác của người, tạ đại yên đại ban đêm mời ngươi ăn cơm. Hứa Thuần Lương nói, hắn mời ta cùng hắn không có gì giao tình a. Phổ Kiến nói, ta cũng náo không rõ vì sao lại mời ngươi, đoán chừng là lần trước ngươi giúp hắn đầu cơ trục lợi xương rồng sự tình đi. Hứa Thuần Lương nói, chú ý ngươi dùng từ, cái gì gọi là đầu cơ trục lợi xương rồng. Ngươi làm ta giống ngươi giống như. Trần Thiên Phàm nói, ngươi đừng nhìn ta cũng là bị hắn cho kêu đến, để cho ta ban đêm đi bồi tửu. Phổ Kiến nói, tạ đại yên đại cũng nhắc tới ngươi. Ta dù sao đem lời cho các ngươi dẫn tới, cho không nể mặt mũi là chuyện của chính các ngươi. Hứa Thuần Lương nói, nếu thật là thành tâm mời khách không được sách hai ngày trước sao? Cái này đều xế chiều, hắn cứ như vậy xác định ta nhất định có thời gian phó ước. Phổ Kiến nói, tạ đại yên đại tại đồ chơi văn hóa trong vòng địa vị không cần ta cho các ngươi cường điệu đi, các ngươi nếu là không nể mặt mũi, chỉ sợ hắn sẽ không cao hứng. Hứa Thuần Lương cùng Trần Thiên Phàm đều nở nụ cười. Hai người bọn họ đều không hỗn đồ chơi văn hóa vòng, muốn nói có khả năng ảnh hưởng đến chính là Phổ Kiến. Hứa Thuần Lương gật đầu nói thành, vậy liền cho ngươi một bộ mặt, đúng, Hoàng Tam ra đi sao?
hắn nói là Lân Chính Đường Hoàng Vọng Lân. Phổ Kiến nói, hẳn là không có mời. Tạ Bá Tường tại đồ chơi văn hóa vòng địa vị mặc dù không thấp, ngon miệng bia lại chẳng ra sao cả, đây cũng là người thu thập Hoàng Vọng Lân cùng hắn ở chung từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định nguyên nhân. Tạ Bá Tường đi qua cùng Hứa Thuần Lương từng có tiếp xúc mấy lần, mỗi lần đều là thông qua Hoàng Vọng Lân, nhưng là đêm nay mời khách, bỏ qua một bên người trung gian Hoàng Vọng Lân, trực tiếp mời Hứa Thuần Lương. Tạ Bá Tường mời khách địa phương gọi Đại Thạch Môn, lão bản là học sinh của hắn Tằng Viễn Thanh, nơi này trùng tu lộ ra đại hộ nhân gia xa hoa, sinh ý cũng là coi như không tệ, trên cơ bản phòng đều phải sách trước 3 ngày dự định. Hứa Thuần Lương ba người đến lúc đó, Tạ Bá Tường chính cùng Tằng Viễn Thanh uống trà nói chuyện phiếm đâu, gặp bọn họ tiến đến, vui tươi hớn hở đứng dậy, hôm nay mời có chút mạo muội, mong rằng Hứa chủ nhiệm bỏ qua cho ta đường đột. Hứa Thuần Lương cười cùng Tạ Bá Tường nắm tay, Tạ gia cho ta mặt mũi lớn như vậy, ta vui vẻ cũng không kịp đâu, người có chuyện gì nói một tiếng liền phải, không cần thiết chuyên môn mời ăn cơm. Không có chuyện, chính là họp gặp. Tạ Bá Tường mời bọn họ ngồi xuống, Tằng Viễn Thanh trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Tạ Bá Tường biểu thị không vội, còn có vị cũng nên khách nhân không tới đâu. Hứa Thuần Lương vốn cho là mình là chủ khách, nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, chủ khách một người khác hoàn toàn, hóa ra ba người bọn hắn đều là tác bồi. Tạ Bá Tường cũng không phải đột nhiên hưng khởi nghĩ mời hắn ăn cơm, hẳn là mời người khác vừa vặn nâng lên mình, cho nên Tạ Bá Tường mới thông qua Phổ Kiến mời mình. Hứa Thuần Lương nhìn Phổ Kiến một chút, Phổ Kiến cũng cảm thấy xấu hổ. Cái này Tạ Đại Yên Đại cũng quá không chính cống, cái này mẹ nó là để chúng ta tới làm ba bồi a. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà, cố ý hỏi một câu, Tạ gia, người mời vị khách nhân này ta hẳn là quen biết sao? Tạ Bá Tường cười hắc hắc nói, nhận biết, đợi lát nữa gặp mặt ngươi sẽ biết. Trần Thiên Phàm trong lòng tự nhủ lão gia hỏa này còn mua nổi cái nút, hắn cùng Hứa Thuần Lương tới đều là hướng về phía Phổ Kiến mặt mũi. Từ hiện tại tình trạng đến xem. Người tới khẳng định đối Tạ Bá Tường phi thường trọng yếu, mà lại Hứa Thuần Lương nhất định nhận biết, không biết là nam hay là nữ. Lấy Trần Thiên Phàm đối Hứa Thuần Lương hiểu rõ, người tới 89 phần 10 là nữ, không nên hỏi hắn làm sao biết, hắn chính là loại cảm giác này. Chẳng lẽ là Mặc Hàm? Trần Thiên Phàm càng nghĩ khả năng càng lớn, dù sao Tạ Bá Tường tại một chuyến này bên trong du tẩu tại màu xám khu vực, Mặc Hàm trùng hợp là cái thu xương rồng, hai người thông qua Hoàng Vọng Lân nhận biết về sau. Bọn hắn bỏ qua một bên Hoàng Tam gia đơn độc giao dịch cũng rất có thể, không phải làm sao sẽ đem mình cùng Hứa Thuần Lương đều cho kêu lên. Mấy người đợi 20 phút, vẫn không gặp khách nhân tới, Phổ Kiến nhịn không được nói, khách nhân có phải hay không kẹt xe. Tạ Bá Tường nói, nơi khác tới, cần một chút thời gian, cũng sắp đến. Trần Thiên Phàm càng phát ra tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, khẳng định là Mặc Hàm không thể nghi ngờ, bình thường nàng cũng không ở kinh thành. Trần Thiên Phàm phát hiện một cái quy luật, chỉ cần Hứa Thuần Lương đến kinh, trên cơ bản Mặc Hàm đều sẽ tới, lần này ứng nên cũng không ngoại lệ. Thẳng đến sau nửa giờ, vị quý khách kia mới khoan thai tới chậm, mọi người tại chỗ ánh mắt tất cả đều ném hướng người tới, Phổ Kiến ánh mắt sáng lên, đầu này mà gương mặt này quá đẹp, mặc đủ khốc, cả một cái lớn táp mật. Trần Thiên Phàm nhìn thấy người tới cũng không phải là Mặc Hàm, bất quá hắn cũng nhận biết, đi qua từng theo người ta nói qua sinh ý. Hứa Thuần Lương nháy nháy mắt, kỳ thật hắn cùng Trần Thiên Phàm nghĩ đến một chỗ đi, đều cho rằng Mặc Hàm khả năng có thể lớn một chút, cho nên Hạ Hầu Mộc Lan vừa xuất hiện để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lúc này mới ý thức được Hạ Hầu Mộc Lan cùng Tạ Bá Tường đã sớm quen biết, cho nên Tạ Bá Tường mới có thể tổ dạng này một cái bẫy. Tạ Bá Tường mặt mày hớn hở nói, để ta giới thiệu một chút, vị này là Mộc Lan tập đoàn chủ tịch Hạ Hầu tiểu thư. Hạ Hầu Mộc Lan cười nhạt một tiếng, mọi người tốt. Không có ý tứ, để các ngươi đợi lâu. Tạ Bá Tường ở bên người cho nàng lưu tốt vị trí, Hạ Hầu Mộc Lan nhìn thoáng qua, để Hứa Thuần Lương hướng bên trong ngồi, nàng trực tiếp sát bên Hứa Thuần Lương ngồi xuống bên người, trước mặt mọi người cho thấy nàng cam để Hứa Thuần Lương ngồi thượng vị, nàng nguyện ý cho Hứa Thuần Lương đương vật làm nền. Cứ như vậy khiến cho Tạ Bá Tường có chút lúng túng, biết hai người bọn hắn nhận biết, không biết quan hệ bọn hắn tốt như vậy a. Trần Thiên Phàm cùng Phổ Kiến liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng hai người đồng thời tuôn ra một cái ý niệm trong đầu, ta liền biết. Chỉ cần là cái mỹ nữ, liền cùng Hứa Thuần Lương có thể liên hệ với, con hàng này trên thân có phải hay không có một loại nào đó bọn hắn nghe không ra ngựa xiên trùng vị, chuyên môn hấp dẫn giống cái. Dù sao hai người không có nghe được, giới tính nguyên nhân. Phổ Kiến trong lòng suy nghĩ, Mai Như Tuyết,
Mặc Hàm, Tô Tình, Diệp Thanh Nhã không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm mỹ nữ a, cái này mẹ nó là muốn gom góp nam nữ chúc thọ tiết tấu, lại tới cái Hạ Hầu Mộc Lan, từ Tạ Bá Tường đối nàng thái độ liền có thể nhìn ra, nàng này cũng không phải nhân vật bình thường, có thể để cho Tạ Đại Hiên đại chờ lâu như vậy người trẻ tuổi, dù sao đi qua Phổ Kiến là chưa từng nghe thấy. Phổ Kiến đối Hạ Hầu Mộc Lan không ăn ý, Trần Thiên Phàm lại rất rõ ràng, hắn đưa Đỏ Mộc Lan tập đoàn cho Phổ Kiến truyền tới. Phổ Kiến sau khi xem, một cái cảm giác là có tiền, một cái cảm giác là xinh đẹp hơn, không có thiên lý, lại có tiền lại nữ nhân xinh đẹp mình nhận biết mấy cái, nhưng cơ hồ mỗi cái đều là Hứa Thuần Lương bạn gái, cái gì gọi hạn hạn chết úng lụt chết, chính mình là cái trước. Phổ Kiến nhớ tới gần nhất tiếp đãi người nước ngoài bị hỏi có hay không tên tiếng Anh chữ, hắn đang lo lắng khởi một cái, liền gọi Han. Hắn nhìn qua Hứa Thuần Lương, trong lòng tự nhủ con hàng này dáng dấp là không sai. Nhưng cũng không nghĩ loại kia ngọc thụ lâm phong cảnh giới, thế nào như thế hấp dẫn đương đại nữ thanh niên đâu. Nhất định là có được sở trường duyên cớ, con hàng này tên tiếng Anh chữ có phải hay không nên gọi Robert Đạt. Phổ Kiến nghĩ tới đây, mình nhịn không được bật cười. Vừa vặn phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, Hứa Thuần Lương nhìn hắn một cái, Phổ ca, đói bụng đây là. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta vừa hơi buồn phiền xe, làm trễ nải mọi người thời gian. Phổ Kiến nói, Hạ Hầu tiểu thư không cần khách khí, có thể chờ đợi người mỹ nữ như vậy là một loại hưởng thụ, chờ đợi quá trình chính là tại tích công đức. Hạ Hầu Mộc Lan nở nụ cười, người nhưng thật biết nói chuyện, ta nghe nói qua người, Thuần Lương hảo bằng hữu Phổ Kiến. Phổ Kiến nghe nàng đều xưng hô như vậy Hứa Thuần Lương, càng phát ra nhận định hai người có một chân, Hứa Thuần Lương con hàng này lợi hại a, Minh Thu Sạn đạo ám độ Trần Thương, như thế đại nhất mỹ nữ đều bị hắn cho giấu nghiêm nghiêm thật thật. Trần Thiên Phàm nói, Hạ Hầu tiểu thư, chúng ta qua đi gặp qua. Hạ Hầu Mộc Lan gật đầu nói, nhớ kỹ, ngài là Thiên Phàm tập đoàn Trần Tổng, chúng ta quá khứ có qua hợp tác. Trần Thiên Phàm cười đến con mắt híp lại thành một đường nhỏ, người trí nhớ thật tốt. Tạ Bá Tường trong lòng thầm than, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, đổi thành mình lúc còn trẻ gặp được mỹ nữ cũng dạng này, bất quá Hứa Thuần Lương làm sao cùng Hạ Hầu Mộc Lan nhận biết. Hắn có biết hay không Hạ Hầu Mộc Lan lưng cảnh. Bé con này mà cũng không dễ chọc, bì môn hiện tại đương ra. Rót rượu thời điểm, Hạ Hầu Mộc Lan biểu thị mình không uống rượu, nàng uống nước suối. Hứa Thuần Lương gặp nàng cẩn thận như vậy, đoán chừng là lo lắng uống rượu khả năng đối thân thể của nàng tạo thành ảnh hưởng, bởi vậy phỏng đoán nàng tháng này nguyệt sự khả năng còn chưa tới. Phổ Kiến tới một câu, vậy liền để Thuần Lương thay người uống. Hạ Hầu Mộc Lan nhìn Hứa Thuần Lương một chút, Hứa Thuần Lương nói tốt. Lúc uống rượu, Hứa Thuần Lương hỏi Tạ Bá Tường là tại sao biết Hạ Hầu Mộc Lan, Tạ Bá Tường nói cho hắn biết, hắn cùng Hạ Hầu Mộc Lan phụ thân Hạ Hầu Tôn nhận biết Hứa nhiều năm. Hứa Thuần Lương hơi chút suy nghĩ đã nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, Tạ Bá Tường là xử lý đồ cổ mua bán, Hạ Hầu Tôn chuyên tâm đào hang mấy chục năm, đoán chừng từ vận binh lương đạo bên trong cũng đào ra không ít đồ tốt, những cái kia đông tây là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hắn nhất định phải tìm tới một cái đổi lấy tiền mặt đường tắt. Cho nên cùng Tạ Bá Tường ăn nhịp với nhau. Tạ Bá Tường đối Hứa Thuần Lương cùng Hạ Hầu Mộc Lan trải qua nhận thức cũng có chút hiếu kỳ, Hạ Hầu Mộc Lan không nói, dù sao hai người bọn hắn nhận biết kinh lịch chính là một bộ vi phạm lệnh cấm xử, chính nàng ở trong nội tâm đã đi đầu hài hòa qua một lần. Hứa Thuần Lương đương nhiên cũng không thể ăn ngay nói thật, tìm lý do còn không dễ dàng, nói cho mọi người, hắn là đại biểu bệnh viện Mộc Lan tập đoàn mua sắm thời điểm cùng Hạ Hầu Mộc Lan kết bạn, một tới hai đi thành bằng hữu. Hạ Hầu Mộc Lan trong lòng tự nhủ hắn cái này nói láo há mồm liền ra, mặt không đỏ tim không đập, nam nhân như vậy nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, chưa chừng ngày nào hắn bán đứng chính mình còn muốn giúp hắn kiếm tiền, bất quá nghĩ lại, từ mình cùng Hứa Thuần Lương đấu trí đấu lực đều không phải là đối thủ của hắn, hắn lừa gạt mình bây giờ khả năng đều không có cảm giác thành công, nghĩ tới đây có chút hít uể oải, mình thật thông minh một người, tại sao lại bị hắn cho nắm gắt gao. Trần Thiên Phàm cảm thấy Hứa Thuần Lương lý do thoái thác không quá có thể tin, Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện cái gì cấp bậc hắn phi thường rõ ràng, liền bệnh truyền nhiễm bệnh viện điểm này mua sắm lượng Mộc Lan tập đoàn chính mắt cũng không sẽ xem bọn hắn, Hạ Hầu Mộc Lan làm sao khả năng tự mình tiếp đãi, còn cùng bọn hắn ký tên chiến lược hợp tác hiệp nghị. Thiên Phàm tập đoàn nghĩ thiếu đều không có ký thành, cái này chứng minh Hứa Thuần Lương nói láo, đương nhiên còn đã chứng minh một sự kiện, Hạ Hầu Mộc Lan vì hắn thấp xuống điều kiện. Nữ nhân nguyện ý vì nam nhân ăn thiệt thòi nỗ lực, vậy liền chứng minh nàng thích ngươi. Phổ Kiến đối chiến hơi quan hệ hợp tác có chút hiếu kỳ,
chiến lược quan hệ hợp tác không phải tồn ở trên quân sự sao? Trên buôn bán cũng giảng cứu cái này. Giữa bọn hắn chiến lược bao quát nghiên cứu các loại đạn đạo vấn đề sao? Phổ Kiến tra hỏi liền tương đối trực tiếp một điểm, Hạ Hầu tiểu thư lần này tới là tìm Thuần Lương. Hạ Hầu Mộc Lan lắc đầu, vì nói chuyện làm ăn, thuận tiện cùng mới lão bằng hữu gặp mặt một lần, ta cùng Thuần Lương gần nhất đang nói mới bệnh viện hợp tác. Trần Thiên Phàm ngày đó cùng Hứa Thuần Lương ăn cơm chung thời điểm nghe được một chút, lúc này mới ý thức được vài tỷ cất bước nữ người đầu tư bên trong liền có Hạ Hầu Mộc Lan. Hắn mở chừng hai mắt nói, Mộc Lan tập đoàn định cho bệnh truyền nhiễm viện mới viện đầu tư 1 tỷ. Hạ Hầu Mộc Lan gật đầu nói, đồng thời đầu tư, nếu có cần chúng ta có thể thêm vào. Phổ Kiến có loại nghĩ quất chính mình một vả tử xúc động, tại mình vắt hết óc miễn cưỡng vui cười vì kiếm lấy 10 vạn 20 vạn mà hạ thấp tự tôn thời điểm. Người ta Hứa Thuần Lương đã trong lúc nói cười mấy chục ức đầu tư đến sổ sách, người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném, mình đời này đều không có hy vọng đến một cái nhỏ mục tiêu. Tạ Bá Tường nói, có thể để cho Hạ Hầu tiểu thư nhìn chúng đầu tư hạng mục khẳng định tiền cảnh rộng lớn. Hạ Hầu Mộc Lan nhìn Hứa Thuần Lương một chút, buồn bã nói, ta cũng là bị hắn cho lắc lư, hy vọng không phải lên phải thuyền giặc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phổ Kiến nói, kỳ thật bên trên cái gì thuyền cũng không trọng yếu, nhất nặng nếu là có thể chở ngươi theo gió vượt sóng tới mục đích. Hạ Hầu Mộc Lan lạnh nhạt cười nói, đầu tư liền cầu cái an ổn. Ta nhưng không muốn gặp gió to sóng lớn gì, chịu không nổi sóc này, ta ngất thuyền. Hứa Thuần Lương ý vị thâm trường nói, sóng gió càng lớn, cá càng lớn. Hạ Hầu Mộc Lan sửng sốt một chút, lời này nàng thế mà không biết nên làm sao tiếp. Hứa Thuần Lương gặp nàng trần trờ, lập tức biết nàng lĩnh ngộ được mình tiềm ẩn hàm nghĩa, bưng chén rượu lên cùng với nàng đụng đụng nói, cầu chúc chúng ta hợp tác thành công. Hạ Hầu Mộc Lan tranh thủ thời gian cùng hắn đụng đụng chén rượu. Không có cách nào hướng xuống hàn huyên, vạn nhất để người khác nhìn ra liền lúng túng. Trần Thiên Phàm nói, ta liền lên thuyền giặc cơ hội đều không có, Thuần Lương chướng mắt ta điểm này đầu tư, đều không mang theo ta đánh cá. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không có ngăn đón người a. Tạ Bá Tường hỏi Hạ Hầu Tôn tình trạng, Hạ Hầu Mộc Lan cảm tạ sự quan tâm của hắn, biểu thị phụ thân hiện tại thân thể không tốt lắm, tính cách cũng biến thành quái gở, đã đoạn tuyệt cùng ngoại giới lui tới. Tạ Bá Tường cảm khái nói, chúng ta thế hệ này đã già, là thời điểm nên thối lui ra khỏi. Tằng Viễn Thanh Xu Nịnh nói, sư phụ làm việc bên trong đức cao vọng trọng, người cũng không thể lui a. Phổ Kiến đi theo Nịnh Nọt nói, đúng vậy a, Tạ gia là chúng ta đồ chơi văn hóa ngành nghề đèn sáng, người nếu là lui, để chúng ta những này hậu bối cũng không tìm tới phương hướng. Tạ Bá Tường cười nói, một người một khi bị người khác mang theo đức cao vọng trọng liền chứng minh hắn già. Trở thành ngành nghề đèn sáng vậy liền chứng minh đã đi lên nơi đầu sóng ngọn gió, súng bắn chim đầu đàn đạo lý ta còn là hiểu. Tằng Viễn Thanh cùng Phổ Kiến liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ cũng không có ý tứ này. Phổ Kiến cười nói, Tạ gia cùng chúng ta nói đùa đâu. Tạ Bá Tường nói, ta cũng không phải nói đùa, ta thật sự định thối lui ra khỏi, về sau có bó lớn thời gian có thể khắp nơi đi dạo, tiếp lão bằng hữu của ta, dù sao lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Hắn hướng Hạ Hầu Mộc Lan nói, qua trận ta dự định đi Tiếu Thành tiếp phụ thân ngươi. Hạ Hầu Mộc Lan mỉm cười nói, hoan nghênh chi chí. Tiệc tối kết thúc về sau, Hứa Thuần Lương để Trần Thiên Phàm cùng Phổ Kiến đi trước, hắn bên trên Hạ Hầu Mộc Lan xe. Hạ Hầu Mộc Lan không uống rượu, Hứa Thuần Lương uống không ít, Hạ Hầu Mộc Lan nói khẽ, ngươi ngủ ở chỗ nào. Hứa Thuần Lương nâng cốc cửa hàng địa chỉ nói cho nàng, hỏi Hạ Hầu Mộc Lan ở nơi nào. Mới biết được nàng còn không có đặt trước khách sạn, Hứa Thuần Lương lập tức gọi điện thoại cho sân khấu, cho Hạ Hầu Mộc Lan mở một buồng. Hạ Hầu Mộc Lan muốn nói lại thôi. Hứa Thuần Lương nói, người cùng Tạ Bá Tường đã sớm quen biết. Hạ Hầu Mộc Lan gật đầu nói, hắn cùng lão Tào là bạn cũ, sớm mấy năm từng có không ít trên phương diện làm ăn lui tới, bất quá Mộc Lan tập đoàn thành lập về sau liền không có lui tới. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Tào Tân Vệ mấy năm trước bắt đầu bế quan. Bế quan về sau, Hạ Hầu Mộc Lan tiếp thủ sinh ý, Mộc Lan tập đoàn vẻn vẹn là trung thảo dược phương diện liền kiếm được đầy bồn đầy bát, đương nhiên sẽ không lại làm cao gió hiểm dưới mặt đất giao dịch. Loại kia sinh ý không có chuyện còn đỡ, một khi xảy ra chuyện tìm căn nguyên tố nguyên, nói không chừng liền vận binh lương đạo sự tình đều sẽ bại lộ. Hứa Thuần Lương nói, người lần này tới là chuyên tới gặp hắn. Hạ Hầu Mộc Lan nói, Tạ Bá Tường dự định chậu vàng rửa tay, hắn 2 năm trước cần tiền gấp. Tìm được chúng ta,
Tào Tân Vệ bế quan không tiện ra mặt, ta cho hắn mượn 1.000 vạn, hắn lần này là đến kỳ chủ động trả tiền, còn đưa ta một bộ phận lợi tức, ta tịch thu hắn lợi tức. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại vay tiền có thể trả thật không nhiều lắm, thế mà còn chủ động cho ngươi lợi tức, chiếu ngươi nói như vậy, lão Tạ vẫn là cái giảng cứu người. Hạ Hầu Mộc Lan nói, Tạ Bá Tường là lão giang hồ, những người này vẫn là giảng cứu thành tín, vừa vặn trung y thuốc cục quản lý để chúng ta bổ sung một chút vật liệu, ta suy nghĩ một chút vẫn là tự mình đến một chuyến. Hứa Thuần Lương cười nói, hình thức thôi, người yên tâm, Mộc Lan tập đoàn khẳng định không có vấn đề. Ô tô lái vào khách sạn bãi đỗ xe, Hạ Hầu Mộc Lan dừng xe xong, nhìn qua hắn nói, tạ ơn. Hứa Thuần Lương nói, người lái xe tới, cũng mệt mỏi một ngày, đi nghỉ trước, có chuyện gì, ngày mai trò chuyện tiếp. Hạ Hầu Mộc Lan nhẹ gật đầu, Hứa Thuần Lương giúp nàng cầm lên dương hành lý, Hạ Hầu Mộc Lan đi sân khấu làm xong thủ tục nhập cư, đến lúc đó phát hiện cùng Hứa Thuần Lương ngay tại sát phách. Hai người lẫn nhau nói một tiếng ngủ ngon, Hạ Hầu Mộc Lan về đến phòng bên trong, một viên tim đập bịch bịch, nhìn qua mình trong kính, hai gò má đỏ hồng, cùng uống say, nghĩ đến chính mình thẹn thùng bộ dáng bị Hứa Thuần Lương thấy được, bất quá còn tốt, cuối cùng trở lại phòng của mình. Hạ Hầu Mộc Lan quan sát căn phòng một chút, nàng đối hoàn cảnh tương đối hài lòng. Tắm rửa thời điểm không khỏi đang nghĩ, hắn có thể hay không qua tìm đến mình. Nếu như hắn đến, ta muốn hay không mở cửa để hắn tiến đến. Tắm rửa xong ra, cũng không nghe thấy tiếng chuông cửa, trong lòng lại có chút kỳ quái, chẳng lẽ hắn đã tới. Ta tắm rửa không có nghe được. Nhìn đồng hồ đã là 10 giờ rưỡi tối, đoán chừng Hứa Thuần Lương uống nhiều rượu, đã đi ngủ. Hạ Hầu Mộc Lan cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, không có điện thoại của hắn. Hạ Hầu Mộc Lan ý thức được trạng thái của mình có chút lo được lo mất, thật sự là bị con hàng này cho làm cử chỉ điên rồ. Nàng dự định ngủ một giấc, chờ ngày mai lại lúc nói, Hứa Thuần Lương tin tức tới, người gần đây thân thể còn tốt chứ. Hạ Hầu Mộc Lan do dự một chút, nàng ăn được ngủ được không biết tốt bao nhiêu, trạng thái thân thể giống như cũng không bị đến ảnh hưởng gì, vừa vặn bên trên còn chưa tới, chuyện này có nên hay không nói cho hắn đâu. Hạ Hầu Mộc Lan suy nghĩ một hồi lâu trở về một cái ân. Hứa Thuần Lương tiếp lấy phát một đầu, vốn còn muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút chuyện hợp tác đâu, lại lo lắng ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Hạ Hầu Mộc Lan trả lời một câu, ta không, vốn định phát ra ngoài, suy nghĩ một chút vẫn là xóa bỏ, nếu thật là phát ra, Hứa Thuần Lương sẽ không phải hiểu thành mình là ám chỉ hắn cái gì đi. Hạ Hầu Mộc Lan các loại trong chốc lát, không thấy Hứa Thuần Lương tái phát đến tin tức, đoán chừng là bởi vì chính mình không có gì đáp lại cho nên cái kia bên cạnh cũng liền hành quân lặng lẽ. Hạ Hầu Mộc Lan ngồi ở trên giường trong lòng thầm than, tự mình tính là triệt để bị hắn cho đẩy loạn tâm cảnh, gần nhất luôn luôn không tự giác nhớ tới hắn, thật sự là bên trên hắn thuyền hải tặc. Hạ Hầu Mộc Lan chuẩn bị lúc ngủ, chuông cửa vang lên. Hạ Hầu Mộc Lan kỳ thật đáy lòng một mực có chút chờ mong tiếng chuông cửa, nhưng chân chính vang lên, nàng lại hơi sợ, đi vào trước cửa, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, Hứa Thuần Lương hẳn là tắm rửa qua, ăn mặc dạng chó hình người. Hạ Hầu Mộc Lan cắn môi một cái, có gì phải sợ, hắn còn có thể ăn ta. Đem cửa mở ra. Hứa Thuần Lương cười nói, ta nghĩ hàn huyên với ngươi chút chuyện, không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi đi. Hạ Hầu Mộc Lan nghiêng người đem Hứa Thuần Lương nhường đi vào, đóng cửa phòng, Hứa Thuần Lương nhìn qua hoa sen mới nở Hạ Hầu Mộc Lan, nguyên bản biên tốt lý do đột nhiên bị hắn để tại một bên, hắn bỗng nhiên bắt lấy Hạ Hầu Mộc Lan tay, đưa nàng kéo đi qua. Hạ Hầu Mộc Lan tượng trưng vùng vẫy một hồi, sau đó liền nhào tới trong ngực của hắn, nếu như nói lần đầu tiên là không cách nào lựa chọn, lần thứ hai xem như ỡ mở, cái này lần thứ ba liền có chút song hướng lao tới ý tứ. Một đêm này Hạ Hầu Mộc Lan càng phát ra xác nhận mình bên trên Hứa Thuần Lương thuyền hải tặc, cũng khắc sâu hiểu được Hứa Thuần Lương cái gọi là sóng gió càng lớn cá càng lớn đạo lý, bất quá dạng này kinh lịch kích thích mà vui vẻ, nàng thích ngồi ở thuyền hải tặc bên trên bắt cá cảm giác, nàng trong lúc đó còn sinh ra qua một cái ý nghĩ. Lên thuyền giặc chưa hẳn đều là hành khách, còn có tài công, chỉ cần mình thích ứng chiếc thuyền này, một dạng có thể trưởng khống phương hướng của hắn. Sáng sớm tia nắng đầu tiên phá vỡ sương sớm thời điểm, vất vả đánh cá một đêm Hạ Hầu Mộc Lan trên cơ bản đoạn tuyệt sảng khoái tài công ý nghĩ, đầu này thuyền hải tặc không có tốt như vậy khống chế, tại chiếc thuyền này bên trên nghĩ nắm giữ quyền chủ động quá khó khăn, vẫn là làm cái phổ thông thủy thủ đi, đem cầm lái công việc giao cho Hứa Thuần Lương, mình an tâm bắt cá liền tốt. Hứa Thuần Lương nhìn qua trong ngực cừu non dịu dàng ngoan ngoãn Hạ Hầu Mộc Lan, khóe môi nổi lên một nụ cười thỏa mãn.
Hạ Hầu Mộc Lan hết lần này tới lần khác ở thời điểm này mở ra đôi mắt đẹp, bắt được hắn cười xấu xa, đưa tay che miệng của hắn, không cho cười. Hứa Thuần Lương hôn nàng tuyết trắng ngón tay dài nhọn, hôn qua về sau mới nhớ tới một sự kiện, ngươi rửa tay không? Hạ Hầu Mộc Lan khanh khách nở nụ cười, tại Hứa Thuần Lương rắn chắc trên lồng ngực vỗ một cái, ngươi chán ghét chết rồi. Hứa Thuần Lương nói, tối hôm qua ngươi nói như thế nào tất cả đều quên rồi. Hạ Hầu Mộc Lan xấu hổ đem gương mặt xinh đẹp chôn ở trước ngực hắn. Hứa Thuần Lương nói, nếu không ta sẽ giúp ngươi nhớ lại một chút. Hạ Hầu Mộc Lan nói, từ bỏ, ta quay đầu còn phải đi trung y thuốc cục quản lý. Nàng nhớ ra cái gì đó, bám vào Hứa Thuần Lương bên tai nhỏ giọng nói, ta còn chưa tới. Hứa Thuần Lương nghĩ minh bạch giả hồ đồ cái gì? Chính là ta cái kia còn chưa tới, ngươi nói ta có thể hay không? Hứa Thuần Lương nói, ta đây cũng nói không chính xác, muốn không quay đầu lại ta đi mua trường giấy thử cho ngươi đo đo. Hạ Hầu Mộc Lan mắng, chính ta sẽ không. Nàng bỗng nhiên cảm giác có chút dị dạng, mặc xong quần áo hướng toilet chạy tới. Hứa Thuần Lương nhìn qua nàng, Hạ Hầu Mộc Lan phảng phất sau đầu có mắt, không cho phép nhìn ta. Nắm lên một con gối đầu hướng Hứa Thuần Lương ném tới. Hứa Thuần Lương cười tiếp được. Hạ Hầu Mộc Lan lo lắng là dư thừa, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, chỉ là trễ hai ngày thôi, cái này cũng chứng minh, Hứa Thuần Lương trong thời gian này cố gắng canh tác cũng không nở hoa kết trái. Cùng một chỗ bữa sáng thời điểm, Hạ Hầu Mộc Lan nói cho Hứa Thuần Lương, Sa Thế Hùng cùng Kim Tín Huệ đã an bài tại căn cứ, tạm thời cho bọn hắn an bài công việc, dù sao bọn hắn không nói người khác cũng không gặp qua hỏi thân thể của bọn hắn phần. Trồng căn cứ như thế lớn, có đầy đủ không gian cung cấp bọn hắn hoạt động. Hứa Thuần Lương hỏi Viên Dung Hòa Thượng gần nhất có hay không gây sự với nàng, Hạ Hầu Mộc Lan lắc đầu, từ khi tại Đông Châu gặp qua Viên Dung một lần, hắn liền không còn có tìm đến mình, Hạ Hầu Mộc Lan chuyên phái người đi Kim Quang tự nghe ngóng tung tích của hắn, biết được Viên Dung đã ra ngoài dạo chơi. Hứa Thuần Lương nhắc nhở Hạ Hầu Mộc Lan vẫn là phải cẩn thận bì môn nội bộ tình huống, Viên Dung. Phú Viên Nghĩa Chi Lưu cũng đã đối Hạ Hầu Tôn mất tích sự tình sinh nghi, đề nghị Hạ Hầu Mộc Lan sớm cho kịp tướng Hạ Hầu Tôn mất tích sự tình tình công khai, đoạt chiếm tiên cơ phương là thượng sách. Hạ Hầu Mộc Lan nhìn một chút chung quanh, thấp giọng nói, kỳ thật ta lần này đến kinh chính là vì trong môn sự tình, bì môn bốn đại trưởng lão ngày mai đều sẽ đi nhà ta. Nói đến đây, nàng ý thức được mình thất ngôn. Hứa Thuần Lương nhìn qua gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Hạ Hầu Mộc Lan, trong lòng lập tức minh bạch. Nàng ở kinh thành có tòa nhà, tối hôm qua rõ ràng có thể trở về nhà, vẫn là cùng mình đến khách sạn bắt cá, không hề nghi ngờ, cô nàng này đối với mình động tình. Hứa Thuần Lương có loại dự cảm, Hạ Hầu Tôn sự tình chịu chắc chắn lúc bì môn nội bộ nhấc lên thao thiên cự lãng, Hạ Hầu Mộc Lan hẳn là làm xong kế hoạch, nhưng kế hoạch vĩnh viễn cũng không đuổi kịp biến hóa. Tào Tân Vệ giả mạo Hạ Hầu Tôn thân phận nhiều năm, hiện tại coi như Hạ Hầu Mộc Lan nói ra sự thật chỉ sợ cũng không ai tin tưởng. Hạ Hầu Mộc Lan lúc đầu kế hoạch chính là tướng bì môn đức cao vọng trọng bốn vị trưởng lão mời đi theo, ở ngay trước mặt bọn họ tuyên bố phụ thân đột nhiên mất tích sự tình, dù sao Tào Tân Vệ sống không thấy người chết không thấy xác, liền coi như bọn họ hoài nghi cũng rất khó tra ra manh mối. Kỳ thật bì môn nội bộ cũng không hòa thuận, Tào Tân Vệ bế quan nhiều năm như vậy, cửa bên trong rất nhiều sự vụ đều là Hạ Hầu Mộc Lan thay xử lý, rất nhiều bì môn bên trong người nghe lời nguyên nhân cũng không phải là bởi vì môn chủ nữ nhi quyền. Uy, mà là bởi vì Mộc Lan tập đoàn tài lực hùng hậu. Hứa Thuần Lương nói, người công khai hắn mất tích sự tình, như vậy bì môn liền sẽ một lần nữa tuyển ra môn chủ, vị này mới môn chủ nếu như quyết định tra rõ hắn mất tích sự tình, người lại nên như thế nào ngăn cản. Hạ Hầu Mộc Lan thở dài nói, không có biện pháp giải quyết tốt hơn, ta đã làm tốt Mộc Lan tập đoàn cùng bì môn làm cắt chém chuẩn bị. Hứa Thuần Lương nói, bì môn bên trong Vũ Viên Nghĩa dạng này người cũng không ít. Ngươi không sợ bọn họ thừa cơ làm loạn. Hạ Hầu Mộc Lan đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, đi một bước nhìn một bước đi, cùng cái khác nhóm liên hệ tốt tìm ta đòi người, không bằng ta chủ động tiên công vải hắn mất tích tin tức, trong khoảng thời gian này ta đối Mộc Lan tập đoàn tài sản tiến hành điều chỉnh, hẳn là có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Hứa Thuần Lương nói, nếu ngươi trở thành môn chủ đâu? Hạ Hầu Mộc Lan hơi kinh ngạc nhìn qua Hứa Thuần Lương, bì môn có cái quy củ, nữ nhân là không thể làm môn chủ. Hứa Thuần Lương nói, quy củ là người định ra tới, hiện tại cũng thời đại nào, Lan Hoa môn môn chủ có thể là nữ, bì môn vì cái gì không thể. Hạ Hầu Mộc Lan nói, quy củ không phải là không thể đổi, nhưng hắn đã chết, coi như hắn còn sống cũng không có khả năng truyền vị cho ta.
Hứa Thuần Lương nói, Bì Môn môn chủ cần gì tín vật sao? Hạ Hầu Mộc Lan nói, tín vật. Hứa Thuần Lương nói, chính là cùng loại với Bì Môn đả cầu bổng loại hình đồ chơi. Hạ Hầu Mộc Lan nói, Bì Môn không có loại này tín vật, nhưng là trở thành môn chủ người nhất định phải nắm giữ Bì Môn 6 kỹ. Hứa Thuần Lương nói, cái gì gọi là Bì Môn 8 kỹ? Hạ Hầu Mộc Lan nói, phân gân, trở lại vị trí cũ, điểm huyệt, giải huyệt, tiệt mạch, phân biệt thuốc, khu trùng. Hứa Thuần Lương nói, đây không phải cơ bản không thể lại cơ bản y thuật sao? Hạ Hầu Mộc Lan nói, nghe dễ dàng, nhưng nhất định phải bốn đại trưởng lão tự mình khảo giáo, toàn bộ thông qua mới có trở thành môn chủ tư cách. Hứa Thuần Lương nói, người có thể hay không thông qua khảo nghiệm. Hạ Hầu Mộc Lan lắc đầu nói, ta đang mở huyệt cùng khu trùng phương diện không được, hắn cũng không tướng tất cả bản lĩnh truyền cho ta. Hứa Thuần Lương nói, hắn nguyên bản là cái tên giả mạo, khả năng liền chính hắn cũng không biết. Hứa Thuần Lương cùng Tào Tân Vệ đã từng quen biết, Tào Tân Vệ có thể nói là trước mắt hắn gặp phải võ công người mạnh nhất, nếu không phải cơ duyên xảo hợp đạt được Hạ Hầu Mộc Lan huyền âm chi thể tỉnh lại hắn tiên thiên cảnh giới, Hứa Thuần Lương cũng không dám nói có thể cứng đối cứng đánh bại Tào Tân Vệ, cái này cái gọi là Bì Môn 6 kỹ hẳn là khó không được Tào Tân Vệ. Về phần Hạ Hầu Mộc Lan những này cũng không tính sự tình, Hứa Thuần Lương nói, ta có thể dạy ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý học, trong vòng nửa năm ta bảo đảm ngươi có thể thông qua khảo nghiệm. Hạ Hầu Mộc Lan nói, trừ phi hắn khởi tử hoàn sinh ngay trước bốn đại trưởng lão bột truyền vị cho ta, nếu không thì không có bất kỳ cái gì khả năng. Nàng ý tứ là để Hứa Thuần Lương dẹp ý niệm này, căn bản không thể nào, Bì Môn quy củ còn tại đó. Hứa Thuần Lương nói, nếu như Hạ Hầu Tôn có thể chính miệng đối bốn đại trưởng lão nói sao? Hạ Hầu Mộc Lan tâm nói, người có phải hay không tối hôm qua tinh lực hao tổn quá độ, đầu óc đều hồ đồ rồi, Hạ Hầu Tôn làm sao có thể chính miệng nói? Hứa Thuần Lương nói, hắn bế quan nhiều năm như vậy, coi như bốn đại trưởng lão cũng chưa từng thấy qua hắn bộ dáng bây giờ, có thể tìm người giả trang bộ dáng của hắn ra phát ra tiếng, thuận lợi tướng môn chủ chi vị giao cho trên tay của ngươi. Một sáng ngươi trở thành danh chính ngôn thuận môn chủ, về sau liền sẽ không còn có người dám đối với chuyện này chế tạo văn chương. Hạ Hầu Mộc Lan nói, làm sao có thể, ngươi đem bốn đại trưởng lão nghĩ đến cũng quá đơn giản. Hứa Thuần Lương nói, trong thiên hạ không có chuyện không thể nào, dạng này, ngươi trước đi làm việc, chờ ngươi trở về, ta đi phòng ngươi lại thương lượng. Hạ Hầu Mộc Lan lĩnh hội sai hắn ý tứ, nhỏ giọng nói, ta mấy ngày nay khả năng thân thể đều không tiện. Hứa Thuần Lương ha ha nở nụ cười, Hạ Hầu Mộc Lan một số thời khắc hồn nhiên động lòng người. Hạ Hầu Mộc Lan đỏ mặt đá hắn một cước, Hứa Thuần Lương nhìn qua môi anh đào của nàng nói, nghĩ một chút biện pháp đi. Hạ Hầu Mộc Lan lại lĩnh hiểu sai ý nghĩ, không muốn. Hứa Thuần Lương thở dài nói, đi cùng với ngươi lâu, ta đều học xấu. Hạ Hầu Mộc Lan mắng, rõ ràng là ta theo ngươi học hỏng mới đúng. Nàng cho rằng Hứa Thuần Lương đề nghị tìm người đóng vai Hạ Hầu Tôn kế hoạch có chút ý nghĩ hão huyền, làm sao có thể tướng một người đóng vai đến giống như đúc, bốn đại trưởng lão không có một nhân vật đơn giản, muốn đem bọn hắn cho lừa gạt qua nhưng không dễ dàng như vậy. Hứa Thuần Lương cũng không phải ý nghĩ hão huyền, hắn từ Tào Tân Vệ tu luyện sắt lá trong tủ tìm được một bản, ngàn cơ biến quyển sách kia chính là dịch dung, có thể nói là cao giai dịch dung thuật, trong sách nói rõ chi tiết thông qua cải biến bộ mặt cơ bắp đến mô phỏng người khác phương pháp. Người bình thường coi như đạt được quyển sách kia cũng không có khả năng lĩnh ngộ thấu bên trong phương pháp, nhưng Hứa Thuần Lương liền không đồng dạng. Hạ Hầu Mộc Lan đi Trung Y Thuốc Cục quản lý sự tình làm phi thường thuận lợi, giữa trưa trở lại khách sạn, Hứa Thuần Lương đưa ra muốn cùng với nàng đi trong nhà nhìn xem. Hạ Hầu Mộc Lan mang theo Hứa Thuần Lương đi vào ở vào Nam Cái Chiêng ngõ hẻm Tứ Hợp Việt, nơi này náo bên trong lấy tính, tòa nhà là cha mẹ của nàng tại thế kỷ trước năm 90 đời mua lại, lúc ấy không có xài bao nhiêu tiền. Hiện tại giá cả đã siêu qua 300 triệu. Hạ Hầu Mộc Lan 2 năm trước lại đem nơi này sửa chữa qua, bởi vì đa số thời gian đều tại Tiếu Thành Mộc Lan căn cứ, kinh thành nàng hàng năm tới lần số không nhiều, nơi này tiến hành ủy trị, mỗi cách một tuần đều sẽ có người tới quét dọn giữ gìn. Hạ Hầu Mộc Lan trước khi tới đây thông chi ủy trị công ty, hôm qua đã tiến hành toàn diện thanh lý, Hạ Hầu Mộc Lan yêu cầu trong 3 ngày này ủy trị phương đều không được qua đây quấy rầy. Hứa Thuần Lương nhìn qua cái này cổ kính Tứ Hợp Viện, không khỏi cảm thán, có tiền thật tốt, nhìn thấy bể phun nước chính giữa cá vượt long môn pho tượng, Hứa Thuần Lương cố ý nói con cá này thật to lớn. Hạ Hầu Mộc Lan gương mặt xinh đẹp nóng lên, pho tượng thôi. Hứa Thuần Lương nói, đúng, lại lớn cũng khuyết thiếu sinh mệnh lực.
Hạ Hầu Mộc Lan nhìn qua trong ao cá chép nói, chân thực sinh mệnh mới sinh cơ bừng bừng. Hứa Thuần Lương ngạc nhiên nhìn qua Hạ Hầu Mộc Lan, quả nhiên bị mình làm hư, lại nói lên bực này hổ lang chi từ. Hạ Hầu Mộc Lan cũng ý thức được mình nói sai, chỉ vào phía trước vì hắn giới thiệu phòng ốc bố cục, mau đem bản này cho lật qua. Hứa Thuần Lương nhìn qua Hạ Hầu Mộc Lan xấu hổ mang e sợ dáng vẻ, thật có chút sinh cơ bừng bừng. Hạ Hầu Mộc Lan từ hắn đi đường tư thế cảm giác được cái gì, thật sự là phục hắn luôn rồi tràn đầy tinh lực, người này là không biết mệt mỏi động cơ vĩnh cửu sao. Liền xem như bắt cá cũng phải có nằm lì trên internet thời gian. Hạ Hầu Mộc Lan mang theo Hứa Thuần Lương đi phòng khách ngồi xuống, Hứa Thuần Lương còn là đang ngồi dễ chịu một chút, chính hắn đều có chút ngượng ngùng, mặt dạn mày dày hướng Hạ Hầu Mộc Lan giải thích nói, người hẳn phải biết, ta gần nhất mới vừa tiến vào tiên thiên cảnh, cho nên thân thể một chút bộ phận luôn luôn không nhận trưởng khống, rất dễ dàng bị kích thích. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta cũng không có kích thích ngươi. Vốn định cho Hứa Thuần Lương pha trà, nghĩ nghĩ cuối cùng cho hắn cầm bình ướp lạnh Vương Lão Cát, để hắn hảo hảo đi trừ hỏa. Hứa Thuần Lương nhìn qua trên tường một bức thư pháp, viết Lạc Mộc Lan thơ. Chít chít phục chít chít, Mộc Lan người cầm đồ dệt. Không nghe thấy bố cục âm thanh, duy nghe nữ thở dài. Đi qua thật không có cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ đọc bài thơ này dễ dàng để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Hạ Hầu Mộc Lan lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng cảm thấy bài thơ này làm sao lại cùng với nàng tối hôm qua khắc họa, không được quay đầu đến thu lại, bài thơ này nhìn xem để cho người ta xấu hổ. Chủ yếu là nàng cũng gọi Mộc Lan, vừa vặn lại có chút hợp với tình hình. Hạ Hầu Mộc Lan hướng Hứa Thuần Lương nói, ta đi ra ngoài một chút, người trước uống trà. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, nhìn thấy Hạ Hầu Mộc Lan mang theo bọc nhỏ ra ngoài, đoán chừng là đi đổi trang bị. Hứa Thuần Lương thừa dịp một chốc lát này bắt đầu chơi ngàn cơ biến, định cho Hạ Hầu Mộc Lan một cái nhỏ sự kinh hỉ nhỏ. Hạ Hầu Mộc Lan hơn 10 phút sau trở về, nhìn thấy phòng khách quay thân đứng đấy một người. Mặc một thân màu đen đường trang, thân hình này nhìn quá quen thuộc, hơi có chút còng xuống phần lưng, bộ quần áo này mặc trên người hắn có chút ngại lớn. Hạ Hầu Mộc Lan nháy nháy mắt, Hứa Thuần Lương đâu? Chính mình mới đi ra hơn 10 phút, một người không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền phát sinh biến hóa lớn như vậy, dáng người rút lại nhiều lắm đi, mà lại quần áo cũng không, người này đến đây lúc nào? Hứa Thuần Lương đi nơi nào? Đối phương ho khan hai tiếng. Hạ Hầu Mộc Lan nghe được cái này quen thuộc tiếng ho khan kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thanh âm này rõ ràng là Tào Tân Vệ, hắn không là chết sao? Ngươi là ai? Hạ Hầu Mộc Lan lặng lẽ từ trong sắc tay lấy ra rùi cui điện, nàng mang không ít trang bị lấy phòng ngừa vạn nhất. Đối mới chậm rãi xoay người lại, ánh vào Hạ Hầu Mộc Lan tầm mắt chính là một khuôn mặt quen thuộc, đây rõ ràng chính là Tào Tân Vệ, một cỗ hơi lạnh từ Hạ Hầu Mộc Lan lưng nhảy lên thăng lên, thẳng tới nàng sọ đỉnh. Nàng cả người đều cứng ngắc, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Tào Tân Vệ, giống nhau như đúc, không đúng, ngoại trừ tóc đen nhánh, Tào Tân Vệ tóc cơ hồ đều trắng. Mộc Lan, người không nhận ra ta rồi, thanh âm này càng là tìm không ra nửa điểm sơ hở. Hạ Hầu Mộc Lan trong lòng tự nhủ như thấy quỷ, không có khả năng, Tào Tân Vệ rõ ràng đã chết, vừa rồi chỉ có Hứa Thuần Lương ở chỗ này, viện đóng cửa thật chặt, mà lại có được đỉnh cấp an phòng biện pháp, không có khả năng có người chui vào nàng không biết. Nhớ tới Hứa Thuần Lương trước đó, Hạ Hầu Mộc Lan trong nháy mắt bình tĩnh lại. Tào Tân Vệ không có khả năng phục sinh, khả năng duy nhất chính là Hứa Thuần Lương tìm một cái thế thân đến đóng vai Tào Tân Vệ, hắn buổi sáng liền đề nghị qua. Hạ Hầu Mộc Lan nghiêm nghị nói, Hứa Thuần Lương ở nơi nào? Mau nói, không phải ta sẽ không khách khí với ngươi. Vậy ngươi nói một chút, đến tột cùng muốn đối ta làm sao không khách khí? Thanh âm của đối phương đột nhiên biến thành Hứa Thuần Lương. Hạ Hầu Mộc Lan trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mắt cái này cái nam nhân, bên tai truyền đến pháo khớp nối di động âm thanh, đối phương tựa như một đóa hút đủ trình độ đóa hoa, từ lúc tướng khô héo đến giãn ra, ngắn ngủi trong vòng một phút, hắn lần nữa khôi phục nguyên trạng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Hạ Hầu Mộc Lan làm sao cũng sẽ không tin tưởng, cái này tướng Tào Tân Vệ đóng vai đến giống như đúc nam nhân lại chính là Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương phô bày mình thiên cơ biến cường đại công lực về sau, vui tươi hớn hở đi hướng Hạ Hầu Mộc Lan, Hạ Hầu Mộc Lan dùng rùi cui điện chỉ vào hắn nói, đừng tới đây. Hứa Thuần Lương vừa rồi dĩ giả loạn chân biểu diễn thật đem nàng cho dọa, Hạ Hầu Mộc Lan thanh âm đều có chút run rẩy, người đến tột cùng là ai? Hứa Thuần Lương nói ta, người ngay cả ta cũng không nhận ra, ta Hứa Thuần Lương a, mắt thấy kinh hỉ biến thành kinh hãi,
có thể thấy được Tào Tân Vệ cho Hạ Hầu Mộc Lan lưu lại bóng ma quá sâu. Chứng minh như thế nào? Hạ Hầu Mộc Lan đem Hứa Thuần Lương cho đang hỏi, ta chứng minh như thế nào mình là mình? Hứa Thuần Lương nói, ta có thân phận chứng. Vậy cũng không nhất định. Hứa Thuần Lương nghĩ nghĩ, nếu không ta cởi quần áo ra để ngươi nghiệm một chút. Dáng người bề ngoài có thể cải biến, có nhiều thứ sẽ không cải biến. Lưu manh ngươi, Hạ Hầu Mộc Lan mắng một câu, lần này tin tưởng, lúc đầu Hứa Thuần Lương đưa ra kế hoạch này thời điểm, nàng cảm thấy không có bất kỳ cái gì khả thi, nhìn qua Hứa Thuần Lương vừa rồi biểu diễn, Hạ Hầu Mộc Lan cho rằng cũng không có vấn đề, Hứa Thuần Lương có thể đem Tào Tân Vệ bề ngoài bắt chước đến cơ hồ giống nhau như đúc, liền âm thanh đều gần như có thể đánh cháo. Tào Tân Vệ bế quan những năm này, gặp hắn nhiều nhất người chính là mình, ngay cả mình đều có thể bị Hứa Thuần Lương lừa qua, lại càng không cần phải nói kia bốn vị trưởng lão. Hạ Hầu Mộc Lan vốn định tướng môn chủ mất tích sự tình thông báo cho tất cả mọi người, tiếp xuống cũng làm xong nghênh đón sóng to gió lớn chuẩn bị, nhưng Hứa Thuần Lương kế hoạch càng cho thỏa đáng hơn đương, giả mạo môn chủ, đánh lấy Hạ Hầu tôn cờ hào truyền vị cho mình, chỉ cần mình danh chính ngôn thuận kế thừa môn chủ chi vị, thu hoạch được bốn đại trưởng lão ủng hộ, nếu như Vũ Viên Nghĩa, Viên Dung Chi Lưu muốn gây sóng gió, công khai hướng mình nổi lên, vậy liền mang ý nghĩa cùng toàn bộ bì môn đối nghịch. Hứa Thuần Lương đi sau tấm bình phong đem mình nguyên lai là quần áo thay đổi, trở lại Hạ Hầu Mộc Lan bên người lần nữa ngồi xuống, cười nói, vốn nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên, nghĩ không ra thế mà đem ngươi cho dọa. Hạ Hầu Mộc Lan thở dài nói, xin nhờ, ngươi về sau đừng cho ta như vậy kinh hỉ, ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ, bất quá vẫn là trước hết để cho ta có chuẩn bị tâm lý. Hứa Thuần Lương đưa tay nắm ở vai thơm của nàng, Hạ Hầu Mộc Lan thuận thế tựa ở trong ngực của hắn, cứ như vậy giúp vào với nhau. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta thật sự là không nghĩ ra, ngươi tại sao có thể biến thành một người khác dáng vẻ. Hứa Thuần Lương đơn giản giải thích một chút, Hạ Hầu Mộc Lan thế mới biết Hứa Thuần Lương là từ Tào Tân Vệ lưu lại quyển sách kia bên trong học xong môn này bản sự, cảm thán Hứa Thuần Lương thiên chất hơn người đồng thời, cũng cảm thấy chuyển vần báo ứng xác đáng. Tào Tân Vệ ứng làm như thế nào cũng không nghĩ đến lưu lại quyển sách kia ngược lại sẽ là Hạ Hầu Mộc Lan phá cục mấu chốt, vì hắn chết họa bên trên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Ngươi cảm thấy ta vừa mới diễn giống hay không? Hạ Hầu Mộc Lan ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Hứa Thuần Lương khuôn mặt nói, hình thần gồm nhiều mặt, thật sự là đem ta dọa. Hứa Thuần Lương cười nói, để điểm chỗ thiếu sót, ta còn kịp cải tiến. Hạ Hầu Mộc Lan nói, muốn nói chỗ không đủ chính là tóc. Hắn râu tóc cơ hồ đều trắng. Hứa Thuần Lương nói, trước khi bế quan đâu? Hạ Hầu Mộc Lan nói, khi đó trên cơ bản đều là hắc, hẳn là không có vấn đề. Hắn bế quan những năm này, bốn đại trưởng lão đều không cùng hắn đã gặp mặt. Ta đoán chừng bọn hắn nhớ kỹ vẫn là mấy năm trước mô hình dạng. Hai người một lần nữa thiết kế một chút phương án, gắng đạt tới vạn vô nhất thất. Đêm đó Hứa Thuần Lương không có về nhà khách, lưu tại Hạ Hầu Mộc Lan tứ hợp viện ở một đêm. Thuận tiện quan sát một chút Hạ Hầu Tôn một chút tự tay viết thư và văn kiện ký tên. Bởi vì việc này, Hạ Hầu Mộc Lan Phương mới ý thức tới, những năm này Tào Tân Vệ trên cơ bản không có viết qua chữ, Tào Tân Vệ cũng là một cái mạo danh thay thế bắt chước người. Hắn mặc dù lợi dụng thiên cơ biến bắt chước Hạ Hầu Tôn bên ngoài biểu cùng thanh âm, nhưng là có chút năng lực hắn bắt chước không đến, thư pháp chính là một cái trong số đó. Hạ Hầu Tôn chữ viết đến đặc biệt tốt, một tay xinh đẹp thư pháp phi thường chuyên nghiệp. Đây cũng là Tào Tân Vệ phòng ngừa viết chữ nguyên nhân, là lo lắng thư pháp bên trên lộ ra chân ngựa. Tào Tân Vệ nhược điểm vừa vặn là Hứa Thuần Lương sở trường, Hứa Thuần Lương giỏi về bắt chước người khác bút ký, có thể đem Hạ Hầu Tôn bút tích bắt chước đến giống như đúc, đêm đó liền bắt chước Hạ Hầu Tôn bút tích viết một phong truyền vị văn kiện, tướng môn chủ chi vị truyền cho nữ nhi Hạ Hầu Mộc Lan. Các loại truyền vị sự tình hết thảy đều kết thúc, kế tiếp còn muốn tìm một vị luật sư. Tướng Hạ Hầu Tôn danh hạ tài sản chuyển nhượng cho Hạ Hầu Mộc Lan, dù sao những này gia sản vốn chính là Hạ Hầu gia, Hứa Thuần Lương lợi dụng chiêu này giấu giếm trời qua biển đến vật quy nguyên chủ. Hạ Hầu Mộc Lan đưa ra một vấn đề, coi như Hạ Hầu Tôn tự mình truyền vị, cải biến truyền nam không nữ quy củ, dựa theo đi qua môn chủ điều kiện, cũng nhất định phải 6 kỹ khảo hạch, nói cách khác Hạ Hầu Mộc Lan một ngày không có nắm giữ bỉ môn 6 kỹ, liền một ngày không thể chuyển chính thức, chỉ có thể là đời môn chủ. Hứa Thuần Lương nghe được vấn đề của nàng liền nở nụ cười, cái này còn không đơn giản, ta có thể dạy ngươi a. Hạ Hầu Mộc Lan nói, như thế nói đến, ta còn phải bái ngươi làm thầy. Hứa Thuần Lương nói, muốn học được, trước cùng sư phụ ngủ.
Hạ Hầu Mộc Lan đôi bàn tay trắng như phấn chiếu vào đầu vai của hắn liền đập xuống đi, liền biết ngươi trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Hứa Thuần Lương nói, ta phát hiện ngươi tư tưởng có vấn đề, ý tứ của những lời này là muốn học được bản lĩnh, liền muốn ngày đêm canh giữ ở sư phụ bên người, dụng tâm học tập sư phụ các mặt. Trước kia, học trò là rất khổ, cùng sư phụ cùng ăn cùng ngủ là bái sư học nghệ tất yếu hình thức. Ban đêm đều là sư phụ giường ngủ, đồ đệ ngả ra đất nghỉ, ngoại trừ muốn cho sư phó trải giường chiếu, nửa đêm sư phụ khát nội dung chính trà, sáng sớm còn muốn xếp chăn, ngược lại đêm ấm, chỉ có biểu hiện ra thành ý sư phụ mới có thể dạy ngươi, ta nói ngủ cùng ngươi nghĩ đến ngủ không phải một cái ý tứ. Hạ Hầu Mộc Lan biết hắn lại bắt đầu chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượt, được, vậy ngươi đêm nay giường ngủ, ta ngả ra đất nghỉ, nàng nói cách khác nói, như thế lớn tứ hợp viện mấy gian phòng ngủ, làm sao có thể đánh chăn đệm nằm dưới đất, mà lại ngả ra đất nghỉ liền mang ý nghĩa hai người bọn hắn ngủ chung phòng phòng, suy cho cùng vẫn là muốn cùng sư phụ ngủ. Hứa Thuần Lương cười nói, đương nhiên, thành ý của ngươi ta là cảm thụ qua, lấy IQ của ngươi học được là tuyệt không vấn đề, bất quá học được không có nghĩa là học tốt. Hạ Hầu Mộc Lan nói, làm sao, ngươi còn không có ý định hảo hảo dạy ta. Hứa Thuần Lương nói, thường nói, muốn học được nhanh lại tốt, nhiều giúp sư phụ xoa xoa tắm. Hạ Hầu Mộc Lan gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đưa tay vặn chặt Hứa Thuần Lương lỗ tai, ngươi ra mặt đúng là dày, như vậy cũng có thể nói ra. Hứa Thuần Lương nói, không có để ngươi hôm nay à, biết thân thể ngươi không tiện, ngày khác, chờ ngươi khôi phục về sau, sẽ giúp ta kỳ cọ tắm rửa không muộn. Hạ Hầu Mộc Lan trong lòng tự nhủ ngươi thật đúng là trong mệnh ta ma tinh, mặc kệ Hứa Thuần Lương nói cái gì lời nói, nàng cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy phi thường vui vẻ, ngủ đều để ngươi ngủ, giúp ngươi kỳ cọ tắm rửa lại như thế nào. Nghĩ đến một trận mặt hồng tâm nhảy, thật sự là bị hắn cho mang trong khe, đứng dậy ngáp một cái nói, ta buồn ngủ, trước đi ngủ. Hứa Thuần Lương nói, ta nghiên cứu thêm một chút, lập tức liền đi qua. Hạ Hầu Mộc Lan cắn cắn môi anh đào. Cửa phòng ngủ vẫn là đừng khóa, hắn bản lãnh lớn như vậy, khóa cũng ngăn không được hắn, chỉ là mấy ngày nay không tiện, bỗng nhiên ý thức được mình cảm thấy tiếc nuối, cái này rất nhưng sợ, ngắn ngủi mấy ngày, Hứa Thuần Lương thế mà đem mình một cái băng thanh ngọc khiết khuê nữ biến thành phong tình vạn trùng tiểu nữ nhân, mấu chốt nhất là, mình còn làm không biết mệt, xong, con cá có độc. 9 giờ sáng, một vị lão giả chậm rãi đi hướng nam cái chiêng ngõ hẻm bộ này tứ hợp viện, tại cửa ra vào ngừng chân, nhìn một chút bảng số phòng. Hắn chuẩn bị đi vào bên trong thời điểm, nhìn thấy một cỗ xe xích lô hướng mình lái tới, lão giả nheo mắt lại, nhận ra xe xích lô bên trên trung niên nhân, cười nói, Bình Thanh. Xe kia bên trên trung niên nhân mau từ ba lượt trên xe đi xuống, hướng lão giả hành lễ nói, Mạnh Thúc người tốt. Lão giả chính là Bì Môn trưởng lão một trong Mạnh Hoài Nghĩa, trung niên nhân này lại là Bì Môn tứ trưởng lão bên trong Địch Bình Thanh, cùng không có danh tiếng gì Mạnh Hoài Nghĩa so sánh. Địch Bình Thanh ở trong nước Khang nuôi giới ủng có rất lớn danh khí, hắn vẫn là khỏe mạnh dưỡng lão tập đoàn tổng giám đốc, có được trong nước lớn nhất thực lực Khang nuôi cơ cấu. Tiến vào thời đại mới Bì Môn mặc dù tổ chức trở nên càng ngày càng lỏng lẻo, nhưng là căn cơ còn tại, một khi gặp được đại sự, Bì Môn bên trong cốt cán liền sẽ quên đi tất cả tập hợp một chỗ. Lần này là Hạ Hầu Mộc Lan có việc gấp triệu hoán, bốn đại trưởng lão đạt được thông chi về sau, tất cả đều biểu thị sẽ tới. Địch Bình Thanh trả tiền thời điểm, Mạnh Hoài Nghĩa đánh giá chiếc kia xe xích lô, chính là dẫn người đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi dạo hẻm xe xích lô, không khỏi cười nói, ngươi như thế đại lão bản không có để chuyến đặc biệt đưa ngươi qua đây. Địch Bình Thanh cười nói, thật lâu không đến kinh thành, ngồi ba lượt đi dạo hẻm, có một phen đặc biệt mùi vị. Mạnh Hoài Nghĩa nói, thế giới của người có tiền ta thật sự là không hiểu. Hai người đồng thời nở nụ cười, Địch Bình Thanh nhấn vang lên chuông cửa, không bao lâu. Lớn cửa mở, lại là người ở bên trong điều khiển mở cửa phòng ra. Hai người đi vào, Mạnh Hoài Nghĩa nói, ta lần trước qua tới vẫn là 5 năm trước, bên trong cách cục thay đổi hoàn toàn. Địch Bình Thanh nói, ta cũng vậy, bất quá bây giờ phong cách ta càng ưa thích, nghe nói là Mộc Lan tiểu thư tự mình thiết kế. Mạnh Hoài Nghĩa nói, ta nhớ được nàng giống như không có trải qua đại học. Địch Bình Thanh nói, trình độ cũng không thể đại biểu hết thảy, môn chủ bế quan những năm này. Mộc Lan tiểu thư tướng như thế đại nhất cái tập đoàn kinh doanh đến hồng hồng hỏa hỏa, đủ để chứng minh năng lực của nàng. Mạnh Hoài Nghĩa cảm thán nói, hổ phụ không sinh khuyển nữ. Kim dài biện thân xuyên màu trắng sườn xám Hạ Hầu Mộc Lan ra nghênh tiếp, mấy năm này mặc dù nàng người quản lý Bì Môn sự vụ, nhưng là cùng bốn vị này trưởng lão tiếp xúc không nhiều, mọi người đều có các sinh ý,
trên phương diện làm ăn có thể kia này chiếu cố, nhưng là bình thường cũng không xâm nhập kết giao, trừ phi trời đại sự, bình thường sẽ không cùng lúc triệu kiến bốn vị trưởng lão. Tương đối mà nói, Hạ Hầu Mộc Lan cùng Địch Bình Thanh còn quen thuộc một chút, Mộc Lan tập đoàn cùng khỏe mạnh dưỡng lão tập đoàn nghiệp vụ vãng lai tương đối nhiều một ít, nàng chào hỏi một tiếng, Mạnh lão gia tử tốt, Địch thúc thúc tốt. Mạnh Hoài Nghĩa mỉm cười gật đầu, Địch Bình Thanh nói, Mộc Lan tiểu thư, thật sự là càng ngày càng đẹp, bọn hắn đều tới rồi sao? Hạ Hầu Mộc Lan lạnh nhạt cười nói, hai vị là sớm nhất đến. Mạnh Hoài Nghĩa có chút không vui nói, đều kiêu ngạo thật lớn. Kỳ thật ước định thời gian còn chưa tới. Mạnh Hoài Nghĩa vừa dứt lời, một cái âm thanh vang dội từ cổng truyền đến, lão Mạnh, người vẫn không đổi được phía sau nói người nói xấu tật xấu. Mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một vị lão giả tinh thần quắc thước từ bên ngoài đi vào, hắn chính là Huệ Nhân Đường tiền nhiệm đại đương gia, bây giờ giới sưu tập mọi người Hoàng Võng Lân. Hứa Thuần Lương lúc này ở Tây Sương bên trong nhìn qua trong viện người tới, nhìn thấy Hoàng Võng Lân ra hiện có chút ngoài ý muốn, nhưng hơi chút suy nghĩ lại hợp tình hợp lý, thầy thuốc cùng Bì Môn ở giữa rắc rối khó gỡ, rất khó nói róc rõ ràng, Bì Môn bản thân liền chia làm y tông cùng thuốc tông, Hoàng Võng Lân hẳn là y tông. Cái cuối cùng đến cũng là trẻ tuổi nhất một cái, Hứa Thuần Lương cách cửa sổ nhìn ra phía ngoài, vị trưởng lão này hắn cũng nhận biết, đang cha thôn cổ trấn từng có gặp mặt một lần cha Hữu Lương, con hàng này là cao thủ, hắn thế mà cũng là Bì Môn bên trong người. Bốn vị trưởng lão tất cả đều đến đúng giờ, cùng Hạ Hầu Mộc Lan bắt chuyện qua về sau, tất cả mọi người đều có một cái nghi vấn, Hạ Hầu Mộc Lan vội vã đem bọn hắn tất cả đều triệu tới là vì cái gì? Lần gần đây nhất bốn người tất cả đều trình diện vẫn là 4 năm trước, lúc ấy môn chủ Hạ Hầu Tôn tuyên bố hắn muốn chuẩn bị bế quan tu luyện, về sau Bì Môn sự vụ tạm thời giao cho nữ nhi Hạ Hầu Mộc Lan, có chuyện gì cần thông qua Hạ Hầu Mộc Lan hướng hắn bẩm báo, cũng ủy thác bốn người bọn họ muốn ủng hộ nhiều hơn. Còn tốt mấy năm này không sóng không gió, mắt thấy Mộc Lan tập đoàn không ngừng phát triển lớn mạnh, Bì Môn nội bộ cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Cái này cùng Bì Môn nội bộ phân liệt có quan hệ. Hiện tại Bì Môn kỳ thật chính là 5 bè 7 mảng, mọi người hơn phân nửa đều đem kiếm tiền đặt ở vị thứ nhất, ai cũng không đem tinh lực chủ yếu vùi đầu vào phát triển tráng tổ chức lớn phương diện. Nhưng là có một chút, Bì Môn đệ tử đối lẫn nhau sinh ý đều là phi thường chiếu cố, đây chính là Vũ Viên Nghĩa rõ ràng trêu chọc lớn như vậy phiền phức còn có thể tiêu diêu tự tại nguyên nhân. Gần nhất Hạ Hầu Tôn tướng Vũ Viên Nghĩa trục xuất Bì Môn, chẳng khác nào đoạn mất Vũ Viên Nghĩa tài lộ, bốn vị trưởng lão đoán chừng hôm nay triệu tập bọn họ chạy tới, 89/10 là vì giải thích chuyện này. Hạ Hầu Mộc Lan lời kế tiếp để mấy người giật mình không nhỏ, phụ thân ta đích thân tới. Mạnh Hoài Nghĩa nói, môn chủ thế mà đích thân tới, vì sao trước đó không cho chúng ta biết một tiếng. Hạ Hầu Mộc Lan lạnh nhạt nói, môn chủ muốn nhìn một chút hắn bế quan nhiều năm như vậy, hắn phải chăng còn hữu dụng. Bốn vị trưởng lão đều trầm mặc xuống, Hạ Hầu Mộc Lan câu nói này rõ ràng tại gõ đánh bọn hắn a. Bốn người có thể nói đều có các sự nghiệp, ở trong đó thành công nhất phải kể tới Bình Thanh, nghe nói đã có chục tỷ thân gia, thực lực so với Mộc Lan tập đoàn cũng không kém cỏi. Hoàng Võng Lân thực lực cũng không thể khinh thường, Huệ Nhân Đường ở kinh thành tiếng tăm lừng lẫy, hắn tướng Huệ Nhân Đường giao cho nhi tử Hoàng Công Hiền, mình tướng tinh lực đầu nhập cất giữ, thành lập Lân Chính Đường, hiện tại đã là giới sưu tập thái đấu cấp nhân vật, có được kinh thành nổi danh nhất bảo tàng tư nhân. Mạnh Hoài Nghĩa tuổi tác lớn nhất, nhưng hắn lẫn vào kém xa phía trước hai vị, còn hàng này là làm thuốc giả lập nghiệp, ở giữa còn bị nắm qua, sau khi ra tù nghe nói đã ẩn lui, bất quá Bì Môn bên trong người đều phi thường rõ ràng, chó đổi không được đớp cứt, chính hắn mặc dù không làm, nhưng hắn đồ tử đồ tôn vẫn là làm lấy phi pháp hoạt động, trên thị trường thu mua quá thời hạn dược phẩm hơn phân nửa đều là người của hắn. Ngược lại là trẻ tuổi nhất cha Hữu Lương thần bí nhất, hắn cái này trưởng lão là kế thừa có được. Cha hắn cha Ân Hiên đi qua đã từng là bốn đại trưởng lão một trong, về sau bởi vì mù mắt chủ động mời từ, bất quá cha Ân Hiên có điều kiện, chính là muốn để con của hắn tiếp nhận trưởng lão chi vị. Cha Ân Hiên tại bốn đại trưởng lão bên trong địa vị đặc thù, hắn là chấp pháp trưởng lão, cũng chính là phụ trách áp dụng Bì Môn gia pháp. Hoàng Võng Lân cùng Địch Bình Thanh đều cảm thấy chuyện này rất hoang đường, nhưng là Hạ Hầu Tôn đáp ứng, Mạnh Hoài Nghĩa lại tận lực, cho nên bọn hắn cũng lười làm kẻ ác, thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống. Thế là mới có cha Hữu Lương cái này tiếp ban trưởng lão, hắn công việc bây giờ cũng là kế thừa phụ thân, chấp trưởng Bì Môn gia pháp áp dụng. Tại chính bọn hắn xem ra, Bì Môn cũng chính là cái đồ có kỳ danh tổ chức, môn chủ cũng không có bao nhiêu lực ngưng tụ,
hiện tại bì môn trở nên giống hàng năm tiết mục cuối năm, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Môn chủ tự nhiên có môn chủ phái đoàn, Hứa Thuần Lương biết được Hạ Hầu Tôn đi qua thật thích Sĩ Diệt, cho nên liền trong phòng đợi. Hạ Hầu Mộc Lan mời bốn vị trưởng lão ở phòng khách ngồi xuống, cười yếu ớt nói, bốn vị trưởng lão xin về sau, ta đi mời phụ thân tới. Bốn vị trưởng lão ngồi ở chỗ đó đợi hơn 10 phút, vẫn không thấy Hạ Hầu Tôn tới, mấy người ai cũng không nói gì, đều biết Hạ Hầu Tôn thích Sĩ Diệt, nhưng cũng không thể một mực đem bọn hắn cho phơi ở chỗ này a. Hạ Hầu Mộc Lan nhìn qua giống như đúc Hạ Hầu Tôn, nhỏ giọng nói, không sai biệt lắm. Hứa Thuần Lương có chút bất mãn nhìn nàng một cái, không có lễ phép, kêu ba ba. Hạ Hầu Mộc Lan thật muốn đi xoay lỗ tai của hắn, cái này không biết xấu hổ lại không mất cơ hội cơ chiếm mình tiện nghi. Hạ Hầu Mộc Lan nói, người đại nhập cảm thật đúng là rất mạnh. Hứa Thuần Lương không khỏi đắc ý nói, kia là, gọi, người không gọi ta liền không đi qua. Hạ Hầu Mộc Lan lườm hắn một cái, nhỏ giọng nói, ba ba. Hứa Thuần Lương không tự chủ được đứng thẳng một chút, thống thống khoái khoái đáp ứng, đứng dậy nhéo nhéo Hạ Hầu Mộc Lan gương mặt xinh đẹp, cười tủm tỉm nói, ta là giúp ngươi tiến vào trạng thái, cũng không phải chiếm tiện nghi của ngươi. Hạ Hầu Mộc Lan cho hắn bổ sung hai chữ, mới là lạ. Hứa Thuần Lương nện bước không nhanh không chậm bộ pháp đi vào phòng khách, Hạ Hầu Mộc Lan đi theo bên cạnh hắn. Hứa Thuần Lương đi vào phòng khách một khắc này, bốn vị trưởng lão đồng thời đứng dậy, bọn hắn đều cảm giác được từ môn chủ thân bên trên phát ra bức người khí thế. Ở trong đó cha Hữu Lương là cái người luyện võ, nhìn thấy môn chủ tinh hoa bên trong chứa hai mắt, không giận tự uy biểu lộ, trong lòng thầm than, Hạ Hầu Tôn bế quan mấy năm phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, liền khí thế kia, không có mấy chục năm tu luyện là không cách nào đạt tới, hắn nào biết được Hứa Thuần Lương đã tiến vào tiên thiên cảnh, lợi hại hơn nữa hậu thiên cảnh tại tiên thiên cảnh trước mặt đều là cặn bã. Tham kiến môn chủ, bốn người đồng nói. Hứa Thuần Lương ánh mắt dần dần từ trên mặt bọn họ đảo qua, một nửa đều là người quen a, Mạnh Hoài Nghĩa không biết, Địch Bình Thanh nghe nói qua, lúc trước còn có ý mời ra ra hắn đi qua tọa trần y học Trung Quốc quán. Cha Hữu Lương gặp qua một bột, võ công bên trên không phải là đối thủ của mình, nhất làm cho Hứa Thuần Lương không nghĩ tới chính là Hoàng Vọng Lân, Hoàng Tam gia a à, Hoàng Tam gia, nghĩ không ra ngươi cái này một thân chính khí lớn người thu thập cũng là người trong giang hồ. Còn có dạng này tươi là người biết một mặt. Hứa Thuần Lương ánh mắt quá có lực uy hiếp, bốn người không dám cùng hắn đối mặt, một nửa ra ngoài tôn kính, một nửa là bị hắn gây kinh hãi. Hứa Thuần Lương đại mã kim đao ngồi xuống, hướng Hạ Hầu Mộc Lan nói, Mộc Lan, cho mấy vị thúc thúc bá bá châm trà. Hạ Hầu Mộc Lan nhanh đi, cho mấy người thêm đầy trà. Mạnh Hoài Nghĩa dẫn đầu nói, chúc mừng môn chủ xuất quan, không biết môn chủ lần này triệu chúng ta tới là vì cái gì sự tình. Hứa Thuần Lương nói, ta không có chuyện thì không thể tìm các ngươi rồi. Mạnh Hoài Nghĩa bị hắn đối đến sắc mặt xấu hổ, ngượng ngập chê cười nói, đó cũng không phải, mấy năm này ta thường xuyên nghĩ đến đi qua thăm viếng môn chủ, lại lo lắng quấy rầy môn chủ tu hành. Hạ Hầu Mộc Lan bưng một ly trà cho Hứa Thuần Lương đưa qua, cha, người uống trà. Hứa Thuần Lương hài lòng nhìn qua nàng, cái này âm thanh cha kêu dễ chịu, ta có phải hay không có chút tà ác đâu. Tiên thiên cảnh tác dụng phụ thật sự là không nhỏ, đi qua ta không phải cái dạng này. Mạnh Hoài Nghĩa nói xong nhìn thấy môn chủ không có phản ứng hắn, lặng lẽ cho Địch Bình Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Địch Bình Thanh nói, môn chủ, ta mấy năm này ngược lại là thường xuyên đi Mộc Lan căn cứ, cùng Mộc Lan tiểu thư gặp qua mấy lần, cũng hỏi qua môn chủ tin tức, Mộc Lan tiểu thư đều nói người không muốn gặp bất luận kẻ nào. Hứa Thuần Lương nói, Mộc Lan đều nói với ta xin tâm lĩnh. Địch Bình Thanh trong lòng tự nhủ ta nhưng không có đắc tội ngươi, những năm này chúng ta khỏe mạnh tập đoàn không ít chiếu cố các ngươi sinh ý. Hoàng Vọng Lân nói, môn chủ, người thân thể còn tốt đó chứ. Hứa Thuần Lương nhíu mày, biểu hiện được hơi không kiên nhẫn, Hoàng Vọng Lân cũng không muốn sờ cái này lông mày, lập tức không lại tiếp tục nói đi xuống. Hứa Thuần Lương nói, hôm nay tìm mấy người các ngươi tới, là có mấy món chuyện quan trọng muốn bàn giao, chuyện thứ nhất là liên quan tới Vũ Viên Nghĩa. Này người đã đánh mất lý trí, nhiều lần phạm pháp loạn kỷ cương không nói, gần nhất còn cùng Lan Hoa Môn kết cửu oán, ta quyết định đem hắn trục xuất bì môn, là không muốn bởi vì chuyện của hắn ảnh hưởng đến mọi người. Địch Bình Thanh nói, môn chủ anh minh, việc này ta rất là tán thành, đi qua ta liền đưa ra qua, Vũ Viên Nghĩa người này làm việc cực đoan, mà lại làm việc không từ thủ đoạn, nếu như tiếp tục lưu hắn trong môn, còn không chừng sẽ dẫn xuất bao lớn mầm tai vạ.
Hoàng Vọng Lân gật đầu nói, thời đại đã khác biệt, đương kim chính là một cái xã hội pháp trị, chúng ta cũng nên rất nhanh thức thời, kinh doanh sách lược cùng phương pháp phải có điều cải biến, muốn cùng thời đại chống lại không khác tại châu chấu đá xe, tự chui đầu vào giỏ. Hai người bọn họ cộng đồng đặc điểm chính là gia đại nghiệp đại, làm được cũng đều là đang lúc sinh ý, đều phi thường yêu quý Lông Vũ, ai cũng không muốn cùng Vũ Viên Nghĩa loại người này liên hệ, loại người này nhất định phải rời xa, tránh khỏi hắn xảy ra chuyện thời điểm tung tóe mình một thân máu. Cha Hữu Lương trở thành trưởng lão thời gian ngắn nhất, hắn cùng Vũ Viên Nghĩa thậm chí đều không có đã từng quen biết, cho nên cũng không có gì quyền lên tiếng, dù sao hai vị trưởng lão đều nói như vậy, hẳn là cũng không sai, vẫn là không phát biểu ý kiến là tốt. Mạnh Hoài Nghĩa nói, lời tuy như thế, Vũ Viên Nghĩa dù sao là bì môn lập qua công lao hãn mã, bản thân lại là bì môn nguyên lão, ta nhớ được hắn còn cứu qua môn chủ tính mệnh đi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ lão già này xem ra không phải kẻ tốt lành gì, lạnh lùng nhìn qua Mạnh Hoài Nghĩa nói, ngươi là ám chỉ ta thiếu Vũ Viên Nghĩa ân tình sao? Mạnh Hoài Nghĩa thấp giọng nói, không dám, ta chỉ là sợ người hiểu lầm môn chủ. Hứa Thuần Lương nói, hắn Vũ Viên Nghĩa trêu ra nhiều như vậy mầm tai vạ, chuyện nào không phải ta vì hắn giải quyết tốt hậu quả. Lần này hắn chơi đến quá lớn, đã bị cảnh sát để mắt tới, mà lại hắn ám sát Lan Hoa môn hộ pháp, nếu như chỉ là giang hồ ân oán coi như bỏ qua, hắn phái người chui vào Đông Châu, đi ám sát một cái gọi Hứa Thuần Lương. Hoàng Vọng Lân giật mình a một tiếng, dẫn tới mấy người đều hướng hắn nhìn lại. Hứa Thuần Lương cố ý nói, lão Hoàng, người biết Hứa Thuần Lương sao? Hoàng Vọng Lân cân nhắc một chút phương mới hồi đáp, không dối gạt môn chủ, Hứa Thuần Lương cùng ta được cho bạn vong niên, người này rất có tài hoa, năng lực xuất chúng, hắn cùng Vũ Viên Nghĩa có gì cừu hận, vì sao Vũ Viên Nghĩa muốn ám sát hắn? Hứa Thuần Lương nói, nghe nói hắn tại Hạ Bi trồng căn cứ chính là bị Hứa Thuần Lương cùng Hoa Trục Nguyệt liên thủ cho bưng, cho nên Vũ Viên Nghĩa ghi hận trong lòng. Mạnh Hoài Nghĩa nói, ta liền nói sự tình ra có nguyên nhân a. Hứa Thuần Lương cười lạnh nói, lão Mạnh, người thật giống như tại giữ gìn Vũ Viên Nghĩa, có biết hay không người ta vì sao muốn bưng trụ sở của hắn, bởi vì Vũ Viên Nghĩa đặt bẫy trước đây, muốn đem bọn hắn đưa vào chỗ chết, cái này mới gặp phải người khác trả thù, ta bì môn sở dĩ có thể truyền thừa đến nay, một cái trọng yếu nguyên tắc chính là chỉ cầu tài không sợ mệnh. Kỳ thật nguyên tắc là nguyên tắc, hành động về hành động, bì môn tử đệ giết người cướp của cũng không phải số ít.